Chiến thần bất bại. Tiêu Chính Văn. Chương 1, tính mạng con gái ngàn cân treo sợi tóc. Mẹ, Nana không muốn chết, Nana nhớ bố. Mẹ có thể nói cho Nana biết bố Nana là ai không, bố sẽ đến thăm Nana chứ, Nana không phải là con hoang, hu hu hu. Khương Vi Nhan mặt lấm lem nước mắt, nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của Nana lúc này cả người đang bê bết máu nằm trên giường bệnh, khóc, bố sẽ tới thăm con, Nana nghe lời. Trong cơn hoang mang cực độ, Khương Vi Nhan lấy điện thoại ra, gọi tới số mà 5 năm nay cô chưa hề gọi lấy một lần. Tiêu Chính Văn, tôi là Khương Vi Nhan, Nana gặp tai nạn giao thông, con gái của chúng ta sắp chết rồi, cầu xin anh có thể quay về thăm Nana, con bé vẫn luôn muốn gặp anh, cầu xin anh đó, rốt cuộc anh ở đâu hả, hu hu hu. Khương Vi Nhan ngã quỵ xuống nền đất, khóc không ra tiếng, cả cơ thể không ngừng run rẩy. Khương Vi Nhan. Đầu bên kia điện thoại, Tiêu Chính Văn đang ở trên đài phong tướng ở Thi Sơn xa xôi, trên người mặc quân phục hoa văn rồng xanh, lúc này cả người đều run lên. Hôm nay toàn bộ khu vực Thi Sơn đều đóng cửa, 100.000 binh sĩ xếp thành hàng, cờ bay rợp trời. Hôm nay là đại lễ phong tướng 10 năm mới tổ chức một lần ở Hoa Quốc, Tiêu Chính Văn cùng với 300.000 quân Phá Long, sát phạt đại quân hàng triệu người của 8 đất nước, bình định chiến tranh biên giới, trở thành chủ soái của quân khu Bắc Lương, một trong 5 quân khu lớn của đất nước. Hôm nay, chính là đại lễ phong tướng của anh. Nhưng, lúc này, anh đột nhiên nhận được cuộc điện thoại mà 5 năm nay chưa từng liên lạc. Tiêu Chính Văn lập tức gọi lại, nhưng không có ai bắt máy. Ngay sau đó, anh bỏ luôn đại lễ phong tướng, dưới ánh mắt chăm chú của trăm quan cùng trăm tướng, chạy vội xuống chân núi Thi Sơn. Trăm quan và trăm tướng đều bị chấn động, đây là đại lễ phong tướng đó, là thời khắc vinh quang nhất, huy hoàng nhất. Tiêu Chính Văn lại từ bỏ đại lễ phong tướng, anh ta định đi đâu vậy? Rừng. Thời khắc đó, tia lạnh vô tận tỏa ra từ trên người của Tiêu Chính Văn, anh nhảy lên chiếc xe jeep quân dụng bằng tốc độ nhanh nhất, vài thuộc hạ trung thành cùng vào sinh ra tử với anh cũng nhanh chóng lên xe. Mau, lập tức lái về Tu Hà cho tôi. Mau. Dùng tốc độ nhanh nhất để tìm ra cô ấy. Tiêu Chính Văn giận dữ hét lớn với thuộc hạ phía trước, đến nỗi giọng đã khàn đặc đi, giọng anh như rồng gầm được tôi luyện từ chém giết và tàn bạo trên chiến trường 5 năm nay, lúc này làm chấn động cả trời đất. Còn lúc này, Tiêu Chính Văn sớm đã nước mắt lưng tròng, hốc mắt ửng đỏ. Thuộc hạ trong xe nhìn thấy bộ dạng nước mắt nhạt nhòa, tinh thần kích động của Tiêu Chính Văn lúc này, khuôn mặt ai nấy đều hoảng sợ, trong lòng kinh hãi. Không nói thêm lời nào, thuộc hạ ngồi ghế lái liền khởi động xe quân dụng, chân đạp ga, chiếc xe liền vọt thẳng ra ngoài như tia chớp. Còn người còn lại, thì nhanh chóng định vị vị trí chính xác của số điện thoại này ở Tu Hà thông qua vệ tinh. Cũng lúc này, ba chiếc xe jeep quân dụng cũng nhanh chóng đuổi theo phía sau xe của Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn ngồi trong xe, lòng nóng như lửa đốt, tinh thần kích động đến nỗi cả người đang run lên bần bật. Hốc mắt của anh sớm đã bị nước mắt lấp đầy. Khương Vi Nhan. Nana. Con gái của chúng ta. Tiêu Chính Văn không thể kìm nén được sự kích động trong nội tâm, phát ra một tiếng gầm nhẹ. Tiêu Chính Văn anh có con gái, 5 năm rồi, anh không hề hay biết, mình lại có một đứa con gái. À, nhanh lên nữa cho tôi phải gặp được bọn họ. Tiêu Chính Văn quát lên, cảm xúc khó mà bình lặng trở lại. Sự tự trách trong lòng lúc này bùng nổ như một cơn sóng thần. Thuộc hạ ngồi hàng ghế trên nghe thấy tiếng quát đầy bi phẫn, không dám chậm trễ, lại nhấn mạnh chân ga, ầm một tiếng, chiếc xe quân dụng lao thẳng ra ngoài với tốc độ kinh người. Mây đen khắp chân trời lúc này đã ùn ùn kéo đến, như thần long đang bay lượn, dẫn đường cho chiếc xe. Tiêu Chính Văn nhắm mắt, nước mắt không ngừng rơi, miệng không ngừng lặp đi lặp lại tên của Khương Vi Nhan và Nana. Tiêu Chính Văn anh, vốn là đại thiếu gia của nhà họ Tiêu nhà Hào Môn ở đất Tu Hà. 5 năm trước, Tiêu Chính Văn kết hôn cùng Thiên Kim tiểu thư nhà họ Ninh ở Tu Hà, cũng là thanh mai trúc mã của anh. Nhưng, vào ngày kết hôn, anh bị nhà họ Ninh cùng 4 gia tộc lớn của Tu Hà hãm hại, đêm tân hôn, anh đã làm nhục bản thân của Thiên Kim nhà họ Ninh Khương Vi Nhan. Sau việc đó, nhà họ Ninh cùng 4 gia tộc lớn làm khó dễ, nhà họ Tiêu sụp đổ chỉ trong một đêm. Cha mẹ vì bảo vệ Tiêu Chính Văn mà nhảy hồ tự sát.
Nhưng nhà họ Ninh nuốt lời, sai người truy sát Tiêu Chính Văn. Trong lúc nản lòng, anh lùng sục khắp bốn thành phố tìm anh em nương tựa, ai ngờ, lại bị anh em bán đứng, bị truy sát suốt cả đoạn đường. Mấy tháng đó, là những ngày tháng đen tối nhất trong cuộc đời Tiêu Chính Văn, bị vợ chưa cưới Thanh Mai Trúc Mã hãm hại, bị anh em bán đứng, bị kẻ thù truy sát. Anh, lúc này tinh thần đã hoàn toàn sụp đổ, chỉ có thể lựa chọn tự sát. Nhưng, thời khắc anh nhảy xuống sông, cô đã xuất hiện. Khương Vi Nhan, cô gái bị anh làm nhục đêm hôm đó, tìm anh suốt cả đoạn đường, nhảy xuống dòng nước lạnh như cắt, cứu lấy Tiêu Chính Văn, đồng thời dốc lòng chăm sóc anh. Tiêu Chính Văn từng hỏi Khương Vi Nhan tại sao lại cứu anh, rõ ràng là mình đã chà đạp cô ấy. Nhưng Khương Vi Nhan chẳng nói gì cả, ba ngày sau, cô ấy rời đi, trước khi rời đi, Khương Vi Nhan nói với anh, nếu muốn sống tiếp, muốn báo thù, thì đi thẳng về phía Nam. Trên người mang thù hận sâu nặng, Tiêu Chính Văn đi thẳng về phía Nam, sau đó tổng quân, trưởng thành nhờ trải qua 5 năm chém giết, bây giờ đã trở thành chủ soát quân khu Bắc Liên, một trong 5 quân khu lớn của Hoa Quốc, thống lĩnh 300.000 quân Phá Long và Thần Long Điện. Phá Long ra tay, thiên hạ chấn động. Thần Long Tứ Hải, người người tôn kính. 300.000 quân Phá Long, không chỉ ở Hoa Quốc, cho dù là toàn thế giới, cũng đều khiến người ta kinh hãi. Mà Điện Thần Long thuộc quân Phá Long, lại có tới 4 đại Long Tôn, 8 đại Long Tướng, và 3 đại Long Y. Tiêu Chính Văn của bây giờ, sớm đã có quyền thế ngút trời, vốn định sau khi phong tướng sẽ quay về Tu Hà, xử lý tất cả những gia tộc thù địch năm đó. Nhưng thật không ngờ, lại nhận được cuộc gọi ngoài ý muốn. Hồi tưởng lại lời Khương Vi Nhan vừa nói trong điện thoại, Tiêu Chính Văn không khỏi run rẩy, nước mắt lại tuôn trào như đê vỡ. 5 năm không gặp, cô ấy lại sinh một đứa con gái cho mình. Năm đó, là anh làm tổn thương em, nhưng em lại cho anh hy vọng tiếp tục sống, Tiêu Chính Văn nhìn ra ngoài cửa sổ, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. 5 năm rồi, một mình cô sinh đứa trẻ, lại nuôi dưỡng đến bây giờ, rốt cuộc phải chịu bao nhiêu lời gièm pha, Tiêu Chính Văn không cần nghĩ cũng biết. Khương Vi Nhan, trong trí nhớ của anh lúc đó là một cô gái mới có hơn 20 tuổi đầu, rực rỡ, tươi trẻ lại lương thiện, chỉ tiếp xúc mấy ngày ngắn ngủi, mà đã sinh cho anh một cô con gái. Nhưng mà ngay vừa nãy, anh lại được biết, con gái mình gặp tai nạn, sắp chết rồi. Tiêu Chính Văn, tôi là Khương Vi Nhan. Nana gặp tai nạn giao thông, con gái của chúng ta sắp chết rồi, cầu xin anh có thể quay về gặp Nana. Con bé vẫn luôn muốn gặp anh, cầu xin anh đó. Tiêu Chính Văn tan nát cõi lòng, nước mắt rơi lã chã. 5 năm, mình có một cô con gái, nhưng bây giờ lại nhận được tin, con bé sắp chết rồi. Không thể nào, không thể chết được, nhanh lên cho tôi, nhanh chóng đuổi tới Tu Hà. Lập tức liên hệ với ba đại thần y, xuất hiện ở Tu Hà với tốc độ nhanh nhất. Cho dù đánh đổi bằng mọi giá. Bằng mọi giá, Tiêu Chiến ra sức gào thét, tâm trạng cực kỳ kích động. Nhầm tính, Nana mới có 4 tuổi. Chủ soái Phá Long Tiêu Chính Văn anh, chưa từng được gặp mặt con gái, con bé mới có 4 tuổi, còn chưa được nhìn vẻ rực rỡ của thế giới này. Còn anh, chưa bao giờ được tận mắt nhìn thấy con, đến cơ hội ôm con cũng không có, thế mà bây giờ, đã phải rời khỏi nhân thế sao? Không, tuyệt đối không thể. Nana, đợi bố. Bố sẽ đến ngay, Khương Vi Nhan, đợi anh. Tiêu Chính Văn đau đớn gầm lên một tiếng, khí thế ngút trời, đến nỗi làm vụn vỡ cả những đám mây đen trên bầu trời. Lúc này, chiếc xe jeep quân dụng đã tới gần sân bay quân dụng, Tiêu Chiến Văn xông thẳng vào trong máy bay chiến đấu, ngồi lên ghế lái, đích thân lái máy bay về phía Tu Hà. Chương 2, bố là siêu nhân của Nana. Cùng lúc đó, Bệnh viện Nhân dân thành phố Tu Hà, mấy tên vệ sĩ mặc đồ đen xông thẳng vào trong phòng bệnh, đuổi hết y bác sĩ đang tiến hành cấp cứu cho Nana ra ngoài. Khương Vi Nhan sốt ruột, gào lên đầy xé lòng, các người là ai? Các người làm gì? Con gái tôi sắp không chống đỡ nổi nữa rồi. Bịch, bịch, bịch. Tiếng giày da nện trên nền gạch men, giống như tiếng chuông của tử thần, vang lên trong phòng cấp cứu. Một người đàn ông trẻ trung, đẹp trai, mặc bộ vest màu trắng bước vào. Khóe miệng mang theo nụ cười âm hiểm, nói, Khương Vi Nhan, thế nào, điều kiện mà tôi nói em đã suy nghĩ chưa? Tai nạn xe lần này,
chỉ là một lời cảnh cáo nho nhỏ, chỉ cần em đáp ứng điều kiện của tôi, ngủ với tôi vài đêm, viện phí của con gái em tôi sẽ lo tất, tôi còn tìm bác sĩ tốt nhất cho con bé. Khương Vi Nhan quay đầu nhìn về phía người đàn ông cao lớn kia, nhíu mày, nỗi hận thấu xương khiến cô bước trực tiếp tới, kéo cà vạt của hắn, hét lên, Kim Thái. Là anh đã cho người đâm con gái tôi. Tại sao anh lại làm như thế, tại sao? Nó mới có 4 tuổi, mới có 4 tuổi mà thôi, hu hu hu. Khương Vi Nhan nức nở, nước mắt không ngừng trào ra, tay liên tục đấm vào người đàn ông trước mặt. Bốp! Khương Thái tát một cái thật mạnh lên mặt Khương Vi Nhan, sau đó siết chặt cánh tay nhỏ nhắn của cô, cảnh cáo bằng giọng nói tàn khốc, Khương Vi Nhan. Đây là cô tự tạo nghiệp, ông đây tốn bao nhiêu công sức trên người cô, mà cô lại không thèm ngó ngàng gì đến ông. Tôi biết, Nana là tất cả của cô, cho nên tôi muốn hủy hoại nó, tôi đã tìm một chiếc xe tải lớn, cố ý đâm vào nó, bùm cô nghe, âm thanh mới vui tai làm sao. Kim Thái. Tên ác ma nhà anh là đồ biến thái, tôi phải báo cảnh sát bắt anh, tôi phải liều mạng với anh. Khương Vi Nhan căn bản không thể chịu nổi nữa, liều mạng giãy giụa, nhưng Kim Thái lại vung tay tát thêm một cái nữa, sau đó lại nắm chặt tóc của Khương Vi Nhan, véo chiếc má sưng đỏ ràn rụa nước mắt của cô, nói, cô liều mạng với tôi. Có tin, một câu của tôi, cả bệnh viện này không ai dám chữa bệnh cho con gái của cô không? Lẽ nào? Cô bằng lòng nhìn đứa con hoang đáng thương này chết trong bệnh viện hay sao? Cô nghe đi. Kim Thái nhắc nhở. Trên giường bệnh, Nana đeo ống thở, hơi thở yếu ớt, ánh mắt huệ oải nhìn Khương Vi Nhan bị Kim Thái sỉ nhục, run rẩy vươn đôi tay nhuộm đỏ máu tươi, nói, mẹ ơi, chú ta là đồ xấu xa, thả mẹ tôi ra, bố tôi, sắp quay về rồi, mẹ nói bố sẽ đến thăm Nana, bố nhất định sẽ đánh chú, bố là siêu nhân. Hu hu hu. Khương Vi Nhan bị Kim Thái nhéo cằm tới nỗi không thể nhúc nhích, nước mắt sớm đã giàn giụa, vừa bất lực vừa đau khổ, nghẹn ngào nói, Nana, con gái của mẹ, đều do mẹ không tốt. Sau đó, Khương Vi Nhan trực tiếp quỳ xuống, quỳ ngay trước mặt Kim Thái, ôm lấy đùi hắn, khóc lóc cầu xin, Kim thiếu gia, tôi cầu xin anh, tha cho tôi và con gái tôi đi, Nana mới có 4 tuổi, nó mới có 4 tuổi thôi, cầu xin anh đó. Anh nói gì tôi cũng đồng ý hết, cầu xin anh, để bệnh viện cấp cứu cho con gái tôi. Khương Vi Nhan không ngừng đập đầu xuống nền gạch, bụp bụp bụp, tới nỗi đầu chảy máu. Kim Thái hừ lạnh một tiếng, ngồi xổm xuống, tay vừa véo khuôn mặt nhem nhuốc nước mắt của Khương Vi Nhan, vừa lắc đầu tặc lưỡi, nói, Khương Vi Nhan, sớm biết thế này thì ngày xưa cần gì phải thế, tôi cũng không muốn, em xem em đi, khóc thành bộ dạng gì rồi, tôi sẽ đau lòng lắm. Nói xong, Kim Thái móc chiếc khăn tay từ trong túi áo vest ra, nhẹ nhàng lau nước mắt cho Khương Vi Nhan, Khương Vi Nhan toàn thân run rẩy, không dám trốn tránh. Được rồi, cho em thời gian 10 phút, trang điểm cho kỹ càng, tôi ở trên xe ngoài kia đợi em. Nhớ rõ, sự lựa chọn của em, quyết định con gái em sống hay chết. Nói xong, Kim Thái nở nụ cười dâm tà, ghé sát tai Khương Vi Nhan, nhỏ giọng nói, tôi đã sốt ruột muốn có được em lắm rồi. Khương Vi Nhan, em là của tôi, ha ha ha. Kim Thái rời khỏi phòng cấp cứu, ra khỏi cửa, hắn nói với mấy thuộc hạ ở ngoài cửa với ánh mắt ác độc, lát nữa, sau khi cô ta ra ngoài, bất cứ y bác sĩ nào cũng không được vào trong cứu đứa con hoang kia. Tao muốn nó chết. Vâng, Kim thiếu gia. Mấy tên thuộc hạ đáp. Khương Vi Nhan ở trong phòng bệnh, bò lết tới đầu giường, nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của Nana. Lau nước mắt chảy từ khóe mắt của cô bé, nói, Nana, đừng khóc, mẹ ở đây, mẹ ở đây. Mẹ ơi, Nana đau khắp người, khi nào thì bố mới đến thăm Nana, mẹ đừng có đi với cái tên xấu xa kia, Nana nằm trên giường bệnh, ánh mắt trong sáng nhìn Khương Vi Nhan. Khương Vi Nhan lau nước mắt, hít mấy hơi thật sâu, hôn lên trán của Nana, đôi môi run run, nước mắt lưng tròng, Nana yên tâm. Mẹ ra ngoài một lát sẽ về ngay. Đây là số điện thoại của bố, nếu con có nhớ bố, thì nói với điện thoại. Bố nhất định sẽ quay về, con không phải muốn gặp bố nhất sao, Nana phải kiên cường đó. Khương Vi Nhan nói xong, nhét điện thoại vào tay Nana, sau đó đứng dậy, nhìn cô con gái đáng thương của mình thêm mấy lần, nhấc túi xách bước vào phòng vệ sinh, đánh phấn,
Tô Son, vẽ mày. Cuối cùng, Khương Vi Nhan nhìn bản thân trong gương, xinh đẹp rung động lòng người, cô nuốt những giọt nước mắt ở hốc mắt vào trong, lặng lẽ cầm con dao gọt hoa quả đã chuẩn bị sẵn để vào trong túi sách. Sau đó, cô rời khỏi phòng bệnh, đi ra khỏi bệnh viện, tới cổng, nhìn thấy chiếc xe Ben S đang đậu ở cổng. Khương Vi Nhan nắm chặt túi sách, hít một hơi sâu, cất bước lên xe. Lái xe, Kim Thái ngồi trong xe, hút xì gà, khuôn mặt không giấu nổi nụ cười gian tà. Còn lúc này, trong phòng cấp cứu, mấy bác sĩ muốn vào bên trong cấp cứu cho Nana, nhưng bị thuộc hạ của Kim Thái ở bên ngoài cổng chặn lại, đe dọa nói, Kim đại thiếu gia có lệnh, bất cứ ai cũng không được đến gần phòng cấp cứu nửa bước. Ai làm trái, giết. Điều này. Nhưng mà, cô bé ở bên trong kia, nếu không cấp cứu, tiến hành phẫu thuật, sẽ chết mất. Mấy bác sĩ sốt ruột tới phát khóc, bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn cô bé trên giường bệnh, người liên tục run rẩy, máu tươi không ngừng rỉ ra từ miệng vết thương. Mẹ ơi, Nana đau, bố ơi, bao giờ bố về, mẹ bị người xấu đưa đi rồi, Nana mệt quá, Nana đau quá. Nana nhỏ bé, nắm chặt chiếc điện thoại mà Khương Vi Nhan để lại, không ngừng nói với số điện thoại đã kết nối. Vào lúc này, một tên thuộc hạ mặc vest đen lừ lừ bước vào, giật điện thoại từ tay của Nana, rồi ném nát bươm. Nhãi con, gọi điện thoại cho ai đấy? Muốn chết à, tên thuộc hạ mặc vest đen giận dữ gầm lên, trực tiếp rút luôn mặt nạ oxy của Nana. Hắn đập nát hy vọng của Nana, cũng rút luôn vi vọng được sống tiếp của Nana. À, đừng, đó là bố, hu hu hu. Nana khóc vô cùng đau lòng, bởi vì tinh thần kích động, co keo tới miệng vết thương và nội tạng, cô bé nôn ra mấy ngụm máu tươi, hơi thở cũng yếu hẳn. Bố, Nana còn có thể gặp được bố không? Mẹ nói bố là siêu nhân, là siêu nhân. Cho đến cuối cùng, Nana vẫn luôn nhắc mấy câu này. Các bác sĩ đứng ngoài cửa nhìn thấy cảnh này, không ngừng lau nước mắt, đau lòng vô cùng, có mấy người không nỡ nhìn cảnh này, đã trốn sang một bên khóc. Bố của đứa bé, rốt cuộc đang ở đâu? Ầm ầm ầm. Lúc này, trên bầu trời bên ngoài bệnh viện, xuất hiện một chiếc máy bay chiến đấu đang gào rít. Tất cả người của bệnh viện đều chạy ra, bao gồm cả các bác sĩ trong phòng cấp cứu. Qua cửa sổ, bọn họ nhìn thấy một chiếc máy bay chiến đấu từ trên không trung đáp thẳng xuống bãi đỗ xe của bệnh viện, bá đạo ép nát cả những chiếc xe hơi trên mặt đất. Ngay sau đó, bùm, một người đàn ông rắn giỏi anh Tuấn dùng chân đạp phăng cửa máy bay, cả người anh mặc bộ đồ nhung thanh long, đem theo khí thế hủy thiên diệt địa, nhảy xuống máy bay, chạy thẳng tới bệnh viện, miệng hét lớn, Nana, bố về rồi đây. Còn phía sau, tám đái long tướng thuộc tổ chức cơ mật nhất quân phá long, cũng nhảy xuống theo, chạy thẳng tới bệnh viện. Cả bệnh viện, đều là ý lạnh ngất trời. Tiêu Chính Văn xuất hiện ở cửa phòng cấp cứu, khoảnh khắc anh nhìn thấy con gái mình nằm trên giường bệnh, toàn thân bê bết máu, hơi thở yếu ớt, cả người anh sụp đổ, trái tim nhói đau, đau đến nỗi tan nát tim gan. Bố, là bố sao? Cuối cùng bố cũng đến thăm Nana rồi, bố siêu nhân của con tới thăm con rồi. Trên giường bệnh, Nana đang hấp hối, nghiêng chiếc đầu nhỏ nhìn Tiêu Chính Văn sớm đã giàn giụa nước mắt bên ngoài cửa, khóe miệng nở nụ cười đáng yêu, cái núm đồng tiền kia, đúng là giống y đúc từ một khuôn ra với Tiêu Chính Văn. Nana, con gái bố. Tiêu Chính Văn nhìn thấy cảnh này, trong lòng run rẩy, nước mắt không kìm được mà trào ra. Nghĩ tới tình thân trong 5 năm qua, Tiêu Chính Văn đầy bi phẫn và tự trách. Bố, mẹ nói rồi. Bố là siêu nhân của Nana, bố nhất định sẽ quay về thăm Nana, sẽ bảo vệ Nana, Nana sẽ không còn là đứa con hoang nữa, Nana vui lắm. Nana cười, nói xong câu này, cô bé dần khép đôi mắt lại, máy đo nhịp tim cũng phát ra âm thanh tít tít kéo dài. Bác sĩ đứng ngoài cửa lúc này thấy Tiêu Chính Văn xuất hiện, lại nhìn thấy câu nói cuối cùng của Nana, tất thảy đều khóc òa, không ngừng lau nước mắt. Đáng thương quá. Thời khắc cuối cùng, cô gái bé nhỏ ấy, cuối cùng cũng gặp được người bố chưa từng được gặp mặt. Thế nhưng, rõ ràng là ngay trước mắt, lại chia cách âm dương, một lần nữa phải chia rời. A a a, Tiêu Chính Văn phẫn uất gào lên, trên người nổi lên khí chất ngút trời, anh xông thẳng vào, ba quyền đánh bay toàn bộ ba tên vệ sĩ trước mặt,
thân ảnh bọn chúng rơi từ cửa sổ xuống, sau 3 tiếng bụp, rơi xuống đất, ngã trong vũng máu. Sau đó, Tiêu Chính Văn xông vào, bụp một tiếng, quỳ rạp xuống trước giường bệnh, giọt lệ nóng hổi chảy khắp khuôn mặt, anh không ngừng vuốt ve chiếc trán nhỏ của Nana, Nana, bố về rồi đây, con mở mắt nhìn bố đi. Phụt, Tiêu Chính Văn phun ra một ngụm máu đen, tâm thần kích động cực độ, thương thế tích tụ đã lâu trong cơ thể, lúc này đã bộc phát ra hết. À, con gái tôi, bố sẽ không để con phải chết đâu, bố sẽ không để con chết. Tiêu Chính Văn gầm lên một tiếng, ngửa cổ lên hét, sau đó, anh bế Nana từ trên giường bệnh lên, Nana toàn thân đẫm máu đã ngất đi, cứ như vậy bị anh ôm trong lòng. Bùm! Cửa phòng cấp cứu đột nhiên có 7-8 người mặc vest, trong tay nắm gậy chống nổ, đây đều là người của Kim Thiếu Gia, khi nhìn thấy đám người Tiêu Chính Văn, hét lớn, mẹ kiếp! Lên cho tao, dám làm trái mệnh lệnh của Kim Thiếu Gia, đập chết cho tao! Ầm! Tiêu Chính Văn hai mắt đỏ au, trên người phát ra lửa giận cùng sát ý vô tận, sát ý này khiến bầu trời bên ngoài bệnh viện u ám hẳn xuống, mây đen dày đặc từ 4 phương 8 hướng kéo nhau tới. Giết! Tiếng hét kiêu ngạo giận dữ, giống như tiếng rồng gầm, âm thanh chấn động cả bệnh viện. Không cần tới Tiêu Chính Văn động thủ, thuộc hạ mà anh đem tới phía sau tam đại long tướng của Điện Thần Long, Long Nhất tới Long Bát đã lập tức ra tay, xông về phía mấy tên vệ sĩ. Ngay lập tức, toàn bộ gục trong vũng máu. Các bác sĩ giờ này đang đứng ở cửa, nước mắt lưng tròng, lộ vẻ sợ hãi, nhìn thấy Tiêu Chính Văn người đầy sát ý ôm lấy Nana toàn thân bê bết máu, đi qua trước mặt bọn họ. Phía sau anh, Long Nhất tới Long Bát vừa mới giết xong đám người của Kim Thiếu Gia, giống như thần chết tới từ địa ngục, bảo vệ phía sau Tiêu Chính Văn. Thế nhưng, Tiêu Chính Văn mới đi được vài bước, chân liền mềm nhũn. Anh lại phun ra một ngụm máu đen, anh ôm lấy Nana, nặng nề quỳ một trận trên mặt đất. Chủ soái, Long Nhất nhanh chóng tiến tới, một tay dìu Tiêu Chính Văn đúng lên, liền nhìn thấy Tiêu Chính Văn khóe miệng không ngừng rỉ máu, hai mắt ửng đỏ nhìn chằm chằm ra bên ngoài, nói, truyền lệnh tướng của tôi. 300.000 quân phá Long, rời khỏi Bắc Lương, dùng tốc độ nhanh nhất, đuổi tới Thu Hà, truyền thêm lệnh thần Long của tôi. 4 đại Long Tôn. 3.000 kỵ sĩ hộ Long, bất kể ở nơi nào trên thế giới, không tiếc bất cứ giá nào. Xuất hiện tại Tu Hà cho bản soái. Phụp, nói xong câu này, Tiêu Chính Văn trực tiếp ngã quỵ, nhưng cho dù vậy, anh vẫn giữ nguyên tư thế quỳ một chân trên đất, tay ôm chặt Nana, máu tươi chảy ra từ trong khóe miệng của anh, từng giọt rơi trên người của Nana, dung hòa vào cùng máu tươi của cô bé. Đúng lúc này, từ Long Nhất tới Long Bát, đều giận dữ. Chủ soái. Cùng lúc đó, 300.000 quân phá Long xếp hàng tại Bắc Lương xa xôi, sau khi nhận được lệnh tướng, tất cả đều chuẩn bị vũ trang, 3 sư đoàn hải lục không quân, đều nhanh chóng đuổi tới quân khu Đông Nguyên ở Tu Hà. 4 đại Long Tôn cùng 3.000 cao thủ hộ Long đang chấp hành nhiệm vụ cơ mật ở khắp nơi trên thế giới cũng bộc lộ sát ý ngút trời, vội về Hoa Quốc, đích đến, Tu Hà. Chương 3, chấn động Hoa Quốc. Còn sân bay Tu Hà, lúc này đã bị phong tỏa, nguyên nhân là 3 đại thần y danh tiếng lẫy lừng của thế giới lại đồng thời ngồi máy bay riêng tới Tu Hà. Điều này khiến chủ tịch thành phố Tu Hà là Tô Khởi Minh và người giàu nhất Tu Hà là Lý Trường Thắng, cùng hàng loạt nhân vật nổi tiếng và nhà doanh nhân số 1 các ngành nghề Tu Hà, đều lao tới sân bay ngay tức khắc, muốn diện kiến 3 vị đại thần y. 3 đại thần y, mỗi vị lại nổi tiếng ở lĩnh vực riêng, bất cứ căn bệnh khó chữa nào. Bọn họ đều có thể chữa, thậm chí có thể khởi từ hồi sinh. Cho nên, ngày thường những nhân vật máu mặt muốn yêu cầu bọn họ chữa bệnh, không những chỉ cần giá khám chữa cao cắt cổ, mà còn phải xếp hàng, thậm chí xếp hàng tới tận 10 mấy năm sau. Lúc này, cửa sân bay, hàng trăm siêu xe Tô Hà, cùng chuyên xe của các ngành chính phủ, đã xếp thành hàng dài. Tô Khởi Minh và Lý Trường Thắng dẫn hàng loạt nhân vật lớn nhỏ. Gương mặt đầy vẻ cung kính nghênh đón 3 vị thần y bước ra khỏi sân bay. Nhiệt liệt hoan nghênh Tôn thần y, Hoa thần y, Cơ thần y đến Tu Hà. Tô Khởi Minh vừa mở lời, 3 vị thần y thậm chí còn không nhìn chính diện ông ta và các nhân vật lớn nhỏ khác đằng sau ông ta, mà mặt đầy lo lắng nhìn về phía xa. Ầm ầm ầm, tiếng động cơ gầm rú, 3 chiếc xe jeep quân dụng phóng như đạn tới, trực tiếp xông vào,
trên xe có mấy chiến sĩ mặc đồ nhung nhảy xuống, chính là Long Lục, Long Thất và Long Bát. Bọn họ cũng chẳng thèm để ý chủ tịch thành phố và người giàu nhất thành phố gì cả, trực tiếp, bá đạo, hất đám người ra, đón ba vị thần y lên xe, tiếp đó khởi động xe, ầm ầm mấy tiếng, liền nhanh chóng rời khỏi nơi này. Trước sau không quá một phút, một đám người có máu mặt thành phố Tu Hà lúc này đã ngơ người. Chủ tịch Tô, thế này là sao? Ba vị thần y cứ như vậy mà bị đón đi. Ba người đó là ai vậy? Không giống như người của quân khu đóng ở bản địa. Tống Hậu Lượng tổng cực chấp pháp Tu Hà cũng đầy nghi hoặc, nói. Tô Khởi Minh cũng đầy vẻ nghi hoặc, trước kia ông ta cũng xuất thân từ quân khu, vừa nhìn cái là biết, ba người vừa nãy, khắp người toàn là sát khí, hơn nữa nhìn huy. Trương trên cánh tay, chính là quân phá long thuộc quân khu Bắc Lương. Mau, lập tức phái người đuổi theo, nhất định phải tra rõ hướng đi của bọn họ. Ngoài ra, không được quấy nhiễu bọn họ làm việc, các cậu chỉ cần báo cáo tình hình bất cứ lúc nào là được, Tô Khởi Minh lập tức nói với Tống Hậu Lượng. Tống Hậu Lượng hành lễ, đồng ý một tiếng, sau đó nhìn Tô Khởi Minh đang vội vội vàng vàng rời đi, hỏi, chủ tịch Tô, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, giờ ông vội đi đâu? Tôi đi chỗ thủ trưởng cũ, e là, sắp có chuyện lớn rồi. Tô Khởi Minh nói xong câu này, trực tiếp lên xe, nhanh chóng rời khỏi sân bay. Mà lúc này, khắp nơi trên thế giới, 3.000 cao thủ hộ Long đang chấp hành nhiệm vụ cơ mật của quân phá Long, và 4 đại Long Tôn, đều đã sắp xếp tuyến bay nhanh nhất tới Hoa Quốc. Rừng rậm Bắc Mỹ. Một bóng người mang sát ý nồng đậm, nhảy như bay từ trong rừng rậm tới sân bay lân cận với tốc độ 100 mét. Những nơi người đó đi qua, muông thú đều kinh hãi. Vết thương cũ của chủ soái tái phát, tinh thần bị ảnh hưởng nặng nề. Tính mạng thiếu soái ngàn cân treo sợi tóc. Anh ta, thân là Long Lân đứng đầu 4 đại Long Tôn của Điện Thần Long, cái mạng này của anh là Tiêu Chính Văn cứu về từ đám xác người chết. Lúc này, mục tiêu của anh ta chính là tới Long Quốc, về bên cạnh Tiêu Chính Văn. Ầm ầm. Bỗng nhiên, hơn 10 bóng người đột nhiên xuất hiện xung quanh Long Lân, vây lấy Long Lân bằng tư thế vây giết. Người chắn ta, nhất định phải chết. Long Lân gầm lên một tiếng, trực tiếp ra tay, một quyền một cước, thủ đoạn sát phạt đẫm máu, trong khoảnh khắc, đã chém giết toàn bộ những người bao vây. Ngay sau đó, một bóng người cũng có ý sát phạt ngút trời, tay cầm dao, trong tích tắc, đâm thẳng về phía ngực Long Lân. Phụp, con dao bị Long Lân nắm chặt trong tay. Máu tươi nhỏ xuống theo lưỡi dao, cùng lúc đó, anh ta gầm lên một tiếng, đấm một quyền về ngực đối phương. Đối phương mở chừng hai mắt lùi cực nhanh, nhưng vẫn bị ăn một quyền, bay ngược về sau hơn 10 mét, đập nát cả mấy cây cối bên cạnh, phun ra ngụm máu tươi, mới đứng vững. Long Lân, cậu không muốn sống nữa à? Cậu thà hy sinh một cánh tay của mình, cũng muốn dùng cách này để làm tôi trọng thương, người đó lạnh lùng nói, lấy tay quẹt máu tươi nơi khóe miệng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Người chặn ta, nhất định phải chết. Long Lân gầm lên một tiếng giận dữ, xé rách một miếng áo quấn quanh vết thương bên tay trái, sau đó hai chân lấy đà nhảy phát lên như tên bắn. Kẻ mạnh của dị quốc thấy vậy, nghiêng người tránh xa mấy mét, nhìn Long Lân chạy đi ngay trước mắt mình. Phác, người của Điện Thần Long đều điên rồi sao? Kẻ mạnh của dị quốc chửi một câu, lấy điện thoại ra, nhanh chóng gọi một số, quát. Tra cho tôi. Lập tức điều tra rõ ràng, người của Điện Thần Long đều bị làm sao vậy? Bọn họ đúng là không cần mạng nữa. Mà cảnh như thế này, lại đang xảy ra ở khắp nơi trên thế giới, 3.000 cao thủ hộ Long và 4 đại Long Tôn, từ khắp mọi miền trái đất, đều đập tan mọi vật cản, chạy thật nhanh tới sân bay để tới Hoa Quốc. Dọc đường, vô số thế lực khắp nơi muốn ngăn cản, đều bị chém giết, không hề lưu tình. Đồng thời, Điện Thần Long tuyên bố cực gắt, tất cả những người cản trở Điện Thần Long, bất kể là ai, bất kể sau lưng có thế lực gì, đều phải chết. Cả thế giới trầm trồ, Điện Thần Long là tổ chức lớn mạnh nhất toàn cầu, thuộc về Hoa Quốc thần bí ở phương Đông, thuộc về quân phá Long bách chiến bách thắng, thuộc về người đàn ông như ma quỷ Tiêu Chính Văn. Nhất thời, cả thế giới đều hoảng sợ, tất cả thế lực đều phải lùi bước. Mà lúc này, trong biên giới Hoa Quốc, quân khu Đông Nguyên một trong 5 đại quân khu, phụ trách 5 tỉnh ven biển, là khu vực bận rộn nhất. Lúc này, trụ sở chính chiến khu Đông Nguyên,
trong phòng nghiên cứu tác chiến thần bí và nghiêm ngặt, một người đàn ông trung niên có thân hình cao lớn, hai tay chắp sau lưng, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào màn hình điện tử cỡ đại trước mặt. Trên đó, quân khu Bắc Lương, có vô số điểm đỏ đang di chuyển nhanh chóng, mục tiêu là chiến khu Đông Nguyên. Ông ấy tên Từ Kiêu Long, chủ soái của quân khu Đông Nguyên, còn có biệt hiệu là Tiêu Giao Vương. Bụp, là chủ soái của quân khu Đông Nguyên, Từ Kiêu Long lúc này sắc mặt vô cùng khó coi, tức giận đập mặt bàn, nói, lập tức điều tra rõ ràng cho tôi. 300.000 quân Phá Long đột nhiên điều động, là vì sao? Ngoài ra, lập tức thông báo cho 4 vị các lão của Long Các, bảo bọn họ đưa ra quyết sách, chúng ta ngăn, hay là không ngăn. Chủ soái đã điều tra ra, vừa này điều tra từ số điện thoại liên lạc nội bộ của quân Phá Long, địa điểm mà 300.000 quân Phá Long tập kết là thành phố Tu Hà thuộc tỉnh Giang Nam Đại. Chúng ta có cần điều động 30 quân Giao Long đang đóng ở Tu Hà không? Tổng tham mưu Vương Truyền Minh lúc này xông vào, trên trán lấm tấm mồ hôi hột. Từ Kiêu Long nhíu mày, nhìn màn hình điện tử phía sau, lạnh lùng hỏi, bên Long Các chưa có tin tức gì à? Chưa có, Vương Truyền Minh lắc đầu. Thần sắc Từ Kiêu Long nhanh chóng trở nên lạnh lùng, là chủ soái quân khu Đông Nguyên một trong 5 quân khu lớn, địa vị cao ngất ngường, quyền lực thâm hậu, trong tay 200.000 quân Giao Long, lại có hệ thống vũ khí tiên tiến nhất toàn Hoa Quốc. Vậy mà, đối mặt với 300.000 quân Phá Long, cho dù Từ Kiêu Long có sở hữu hệ thống vũ khí có thể hủy diệt hàng triệu đại quân đi nữa, cũng không dám manh động. Huống hồ, Tiêu Chiến Văn vừa mới phong tướng ở Thi Sơn, là đại tướng Bách Thắng trẻ nhất Hoa Quốc hiện tại. Động tới anh ta, có khác nào tự hủy căn cơ của Hoa Quốc? Trầm mặc một lát, Từ Kiêu Long nắm chặt bàn tay, tức giận nói, chuyện lệnh tướng của tôi. Bằng tất cả mọi giá, ngăn cản 300.000 quân Phá Long tiến về phía Nam. Nhớ kỹ, không được manh động, không được xung đột chính diện, tất cả, đều phải đợi lệnh tướng của tôi. Đột nhiên, điện thoại bàn quân dụng ở bên cạnh nổ chuông, Từ Kiêu Long tiện tay nhấc điện thoại, nói, tôi, là Từ Kiêu Long. Từ Kiêu Long, tôi là Tần Hán Quốc, quyết sách của Long Các là không được ngăn chặn. Cho họ đi, tất cả vấn đề do Long Các chịu trách nhiệm. 200.000 quân Giao Long của cậu, đợi lệnh tại chỗ. Nếu có cần thiết, cần nghe theo chỉ thị của Tiêu Chính Văn vô điều kiện. Bên phía bên kia điện thoại, âm thanh già nua truyền tới, khiến Từ Kiêu Long run rẩy. Long Các, nắm giữ ý chí quyết sách của Hoa Quốc, ý kiến của Long Các, đại diện cho ý kiến của cả Hoa Quốc. Vâng, Từ Kiêu Long nhận lệnh. Từ Kiêu Long ngắt điện thoại, lập tức hét lên, truyền lệnh tướng của tôi. Không được chặn, tất cả thiết bị tác chiến, đều phải tắt hết. Tắt hết, ngoài ra thông báo cho các sư bộ, nơi mà quân Phá Long muốn đi, nhất định phải để họ đi. Đồng thời, nếu bọn họ có yêu cầu gì, cần phục tùng vô điều kiện. Phục tùng vô điều kiện, vâng. Vương Truyền Minh hành lễ, quay người truyền lệnh cho các sư bộ. Sắc mặt Từ Kiêu Long trầm lắng, nói với người đối diện, lập tức điều tra cho tôi, Tu Hà rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Trong vòng 5 phút, tôi muốn có tin tức chính xác nhất. 3 phút sau, một thuộc hạ bước vào, lập tức hành lễ, nói, chủ soái, cha ra rồi, thành phố Tu Hà xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, người bị thương là một bé gái, nhưng theo điều tra của Cục Giao thông Tu Hà, kết quả hiển thị rõ ràng là mưu sát có chủ đích. Bé gái, Từ Kiêu Long chau mày, thế thì có liên quan gì tới quân Phá Long? Đáng để 300.000 người rời khỏi Bắc Lương. Theo tin tức của tình báo, cô bé đó tên Tiêu Nana, mẹ tên Khương Vi Nhan, cô bé đó, là con gái của Tiêu Chính Văn chủ soái quân Phá Long. Thuộc hạ kia vừa nói dứt câu, tinh thần liền hoảng hốt. Còn Từ Kiêu Long lúc này trong lòng chấn động, cả người ngẩn ngơ, ánh mắt đầy hoảng hốt, nói, toang rồi, trời sắp sụp rồi, chương 4, phải trả cái giá rất thảm khốc. Chủ soái, chúng ta phải làm gì bây giờ? Tôi đã lệnh cho chiến bộ Tu Hà túc trực. Nhưng tôi lo rằng một khi 300.000 quân Phá Long xuất hiện ở 5 tỉnh Đông Nguyên, sẽ gây ra rắc rối không đáng có, cũng như những bàn tán dư luận trong xã hội. Bấy giờ, Vương Truyền Minh lập tức bày tỏ sự lo lắng của mình. Từ Kiêu Long trầm mặt, thần sắc nghiêm túc, nói, lập tức điện cho Long Các, báo cáo tình hình cho 4 vị các lão. Còn nữa, cậu đích thân đến Tu Hà một chuyến đi. Nhanh lên! Ngay sau đó,
Từ Khiêu Long nhìn dấu chấm đỏ của 300.000 người đội quân Bắc Lương trên màn hình điện tử sau lưng, trong lòng vô cùng hoảng sợ. Điện cho Tu Hà ngay lập tức, yêu cầu chủ tịch thành phố, cục chấp pháp và chiến bộ đóng quân cứ nửa giờ một báo cáo về tình hình ở Tu Hà. Còn nữa, mau bảo Hàn Lợi Dân giải quyết thỏa đáng chuyện này cho ông đây. Nếu để xảy ra bất cứ sai sót nào, hay bất cứ hậu quả nào, cậu ta cứ việc vác đầu mình tới mà gặp ông đây. Từ Khiêu Long gào lên, khàn cả giọng, thẳng tay đấm mạnh xuống khiến bàn vỡ thành 4-5 mảnh. Cùng lúc đó, ở ngoài các chiến khu Viễn Đông, Bắc Tây, Bắc Mễ, cả 3.000 cao thủ hộ Long của Điện Thần Long đã đến sân bay, đáp chiếc chuyên cơ nhanh nhất đến Hoa Quốc. Cả thế giới đều chấn động, ngay cả trong Hoa Quốc cũng chấn động vô cùng. Tin tức 300.000 người đội quân phá Long, ai ai cũng mặc vũ trang rời khỏi Bắc Lương, tiến quân vào 5 tỉnh Đông Nguyên đã được truyền đi khắp nơi. Mà Tu Hà nơi nằm ngay tâm điểm của mắt bão, lúc này lại đang yên lặng trước cơn bão. Tại một biệt thự ở ngoại ô Tu Hà, lúc này Tiêu Chính Văn đã tỉnh dậy, mặc dù căn bệnh bí mật của anh do bị kích động mà bạo phát, nhưng anh đã được Tam Đại Thần Y Dược Vương Tôn Tư Niên, con cháu của nhà họ Tôn, cứu chữa tạm thời. Chủ soái, vết thương tích tụ trong người cậu đã quá lâu, không được tức giận thêm nữa. Nếu cứ tiếp tục thế này, ngay cả lão phu cũng hết cách thôi. Tôn Tư Niên năm nay đã 60 tuổi, tóc bạc đầy đầu, ông ấy chậm rãi thu lại kim châm của mình rồi đứng bên cạnh Tiêu Chính Văn. Lão Tôn, phiền ông rồi. Tiêu Chính Văn khẽ cúi người, sau đó lo lắng hỏi, tình hình của con gái tôi thì sao? Chủ soái cứ yên tâm, có hai ông lão kia ở đó, thiếu chủ sẽ không sao cả, Tôn Tư Niên híp mắt cười cười. Nghe vậy, Tiêu Chính Văn lo lắng vội chạy vào phòng ngủ nơi con gái mình đang ở, nhưng vừa đến cửa đã thấy Nana đang nằm trên giường, Tiêu Chính Văn mới bắt đầu đi khẽ lại. Anh nhẹ nhàng bước tới bên giường, nhìn Nana đang ngủ say, hỏi hai vị thần y, con gái của tôi thế nào rồi? Hoa thần y đã ngoài 70 tuổi, trông như một cao nhân đắc đạo, ông ấy vuốt chòm râu bạc trắng, lắc đầu nói, chủ soái, không giấu cậu làm gì, vết thương của thiếu chủ quá nghiêm trọng. Hai người chúng tôi chỉ là tạm thời kiểm soát thương thế bên trong cơ thể thiếu chủ, tiếp theo chúng tôi phải tiến hành phẫu thuật cắt bỏ 4 khúc xương bị gãy ở trong cơ thể thiếu chủ, thời gian cuộc phẫu thuật sẽ rất dài. Ngoài ra phần đầu của phần cơ thể đã bị tổn thương nghiêm trọng. Ngay cả khi thiếu chủ tỉnh dậy, có bị di chứng gì hay không, hiện tại vẫn chưa biết được, mong chủ soái chuẩn bị sẵn tâm lý. Nghe vậy, hai mắt Tiêu Chính Văn đỏ sóng lên. Sát khí nồng đậm trong mắt như bừng lên tận trời xanh, con gái của anh đang bị thương rất nặng. Sau đó, Tiêu Chính Văn từ từ cúi xuống, nhẹ nhàng giơ tay chạm vào khuôn mặt nhỏ xinh như búp bê sứ của Nana, thật dễ thương và xinh đẹp làm sao, đôi mắt này rất giống với Khương Vi Nhan. Cho dù lúc này Nana đã ngủ say, cô bé vẫn nở một nụ cười ngọt ngào trên khóe miệng, có lẽ cuối cùng cô bé cũng đã đạt được ước nguyện của mình là gặp được người bố cô bé chưa bao giờ gặp trong suốt 5 năm qua. Đây chính là con gái của mình sao? Trái tim Tiêu Chính Văn như tràn đầy ấm áp và yêu thương, anh nhẹ nhàng hôn lên trán Nana, thì thầm với cô bé, Nana, công chúa nhỏ của bố, dù cho bố có phải làm gì, bố cũng sẽ đánh thức được con. Sau này, bất cứ ai cũng không được bắt nạt hai mẹ con. Con nghỉ ngơi thật tốt nhé. Khi nào con tỉnh dậy, con có thể gặp được bố rồi. Dường như nghe thấy giọng nói của Tiêu Chính Văn, bàn tay nhỏ bé, mỏng manh của Nana đột nhiên nắm lấy bàn tay to, ấm áp của Tiêu Chính Văn, cô bé như đang nói trong mơ, bố ơi, con nhớ bố rất nhiều, khi nào bố mới có thể quay về chăm sóc Nana ạ? Mẹ nói, bố là siêu nhân, bố đang đi giải cứu thế giới, nhưng Nana thực sự hy vọng bố có thể là siêu nhân duy nhất của Nana. Nghe đến đây, người giúp việc đứng trong phòng ngủ và cả hai vị thần y đều rưng rưng, lén lau nước mắt. Thật là một đứa bé tội nghiệp, dù đã ngủ nhưng vẫn nghĩ đến bố. Cô bé mong mỏi bố có thể quay về để đồng hành cùng mình biết bao, mong mỏi tình yêu thương của bố biết bao. Khóe mắt Tiêu Chính Văn ươn ướt, cảm giác tội lỗi của 5 năm qua lúc này mới bộc phát, anh nhẹ nhàng đặt bàn tay nhỏ bé của Nana xuống giường, sau đó nói, hai vị thần y. Không cần biết kết quả như thế nào, xin hãy cố gắng hết sức chữa trị cho con bé bằng bất cứ giá nào, tôi sẽ đứng ra chịu mọi chi phí. Hai vị thần y lập tức lắc đầu nói, chủ soái nói quá lời rồi, tôi sẽ cố gắng hết sức chữa trị cho cô bé.
Nếu không phải năm đó chủ soái ra tay, hai người chúng tôi đã sớm chết vì âm mưu kia. Cho dù hai người chúng tôi có liều cái mạng này, chúng tôi cũng sẽ chữa khỏi cho thiếu chủ. Hoa thần y và cơ thần y trả lời, sau đó nhanh chóng bố trí nhân lực để đổi phòng ngủ này thành phòng phẫu thuật. Tiêu Chính Văn ra khỏi phòng ngủ, không ngừng quay đầu lại, anh đứng ở cửa nhìn cánh cửa đang bị hai người giúp việc từ từ đóng lại. Qua khe cửa, anh nhìn thấy hai vị thần y bắt đầu phẫu thuật cho Nana. Ngay lúc đó, nước mắt từ khóe mắt Tiêu Chính Văn lăn dài, anh siết chặt nắm đấm, xoay người nói, Long Nhất. Đã điều tra được chưa? Là ai hại con gái tôi? Đám người Long Nhất lúc này đều đã thay sang quần áo thường ngày để tránh những rắc rối không cần thiết. Chủ soái đã điều tra ra rồi. Là tai nạn ngoài ý muốn do nhà họ Kim một gia tộc mới nổi ở Tu Hà, cố ý sắp xếp, sắp tâm giết người. Giết người, tốt, tốt lắm, nhà họ Kim, tôi sẽ bắt người phải trả giá thảm khốc. Tiêu Chính Văn lạnh giọng nói, sát khí cuồn cuộn, khiến cho toàn bộ biệt thự lạnh lẽo hẳn. Khương Vi Nhan bây giờ đang ở đâu? Tiêu Chính Văn điều chỉnh lại cảm xúc của mình, nhắc tên cô, nghĩ đến cô. Nghĩ đến cô gái đầy tươi tắn, đáng yêu và tốt bụng ấy, trong lòng Tiêu Chính Văn lại cảm thấy áy náy không thôi. Đã 5 năm rồi, một người con gái yếu đuối như cô sao có thể chống đỡ được chứ? Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với cô gái tươi tắn ấy? Cô có hận anh không? Chủ soái, phu nhân bị Kim Thái thiếu gia nhà họ Kim, đưa đến Kim Hàn Cung. Theo thông tin điều tra được, 5 năm trước, sau khi phu nhân sinh hạ thiếu chủ, phu nhân đã bị người nhà họ Khương đuổi ra khỏi gia tộc, gạch tên khỏi gia phả. 5 năm qua, phu nhân vẫn sống một mình với thiếu chủ, cuộc sống rất khó khăn, vất vả. 3 tháng trước, thiếu gia họ Kim nhìn trúng phu nhân, sau khi bị cự tuyệt, hắn đã sắp xếp người cố ý đâm thiếu chủ, muốn dùng việc này để uy hiếp, ép phu nhân phải nghe theo hắn. Nhưng thiếu chủ đáng thương lại bị thành thế này. Long Nhất nói tới đây, khóe mắt anh ta lăn dài từng giọt lệ. Anh ta dừng một chút, liếc nhìn vẻ mặt của Tiêu Chính Văn, liền phát hiện vẻ mặt của anh đã trở nên đáng sợ đến cực điểm. Vẻ mặt này Long Nhất đã từng nhìn thấy một lần ở đại chiến với Bát Quốc, chủ soái đã tự tay giết chết chiến thần Bát Quốc, chính là trận chiến một chiêu phong thần. Tiêu Chính Văn híp mắt lại, sát khí trong lòng nổi lên cuồn cuộn, vừa định đi ra ngoài, đột nhiên từ cửa biệt thự truyền tới một âm thanh ồn ào. Đúng lúc này, hơn chục chiếc xe vũ trang chống cháy nổ màu đen đã bao vây toàn bộ biệt thự. Lính đặc nhiệm của tiểu đội tác chiến mãnh cầm hết nhóm này đến nhóm khác triển khai chiến đấu, đều đã được trang bị đầy đủ vũ khí, đội mũ nồi, mặc đồng phục chiến đấu màu đen, họ đã phong tỏa tất cả các lối ra vào của biệt thự. Trên bầu trời, tiếng cánh quạt trực thăng kêu vù vù, ngoài ra còn có 2 chiếc trực thăng bay lượn trên bầu trời, theo dõi sát sao mọi động tĩnh bên trong biệt thự. Âm thanh phát ra cực lớn lan ra toàn bộ biệt thự. Những người bên trong nghe tôi nói đây. Đây là Triệu Minh từ chi cục thanh tra chấp pháp khu Tiêu Sơn, Tu Hà. Bây giờ, tôi đang phát lệnh bắt các anh vì tội cố ý gây thương tích cho người khác. Những người bên trong, bỏ vũ khí xuống và đi ra khỏi biệt thự. Đi theo tôi tiếp nhận điều tra. Nếu không, người của tôi sẽ xông vào. Bên ngoài biệt thự, Triệu Minh trong chiếc áo khoác da màu đen. Đang cầm micro trên xe hét lên. Đám người Long Lục lúc này đã lui vào trong biệt thự, đứng ở hai bên kiên định nhìn Tiêu Chính Văn, nói, chủ soái, anh muốn chúng tôi giết đám người này không? Tiêu Chính Văn nhướng mày nói, đừng hở một tí là gây xung đột với họ, đi ra ngoài xem tình hình một chút đã. Dứt lời, Tiêu Chính Văn trực tiếp kéo theo từ Long Nhất đến Long Bát đi ra khỏi biệt thự. Đứng trước họng súng của gần 100 lính đặc nhiệm mãnh cầm được trang bị vũ trang đầy đủ. Sau khi nhìn thấy nhóm người đi ra khỏi biệt thự, sắc mặt Triệu Minh trở nên nghiêm trọng, anh ta trực tiếp xua tay, quát, bắt hết bọn họ cho tôi. Đây là nhóm người cực kỳ hung ác, gây ra thương tích nặng về người ở bệnh viện. Đây là vụ việc xảy ra đột ngột lớn nhất Tu Hà trong những năm gần đây. Vì vậy, Triệu Minh không dám chậm trễ chút nào. Đội đặc nhiệm mãnh cầm với gần 100 người ngay lập tức giương súng nhắm vào Tiêu Chính Văn và những người khác. Điều này khiến cho từ Long Nhất đến Long Bát đều bộc phát ra sát khí lạnh lẽo. Nhưng một tiếng phanh gấp gáp đột ngột vang lên từ xa, sau đó là một tiếng nổ, Tống Hậu Lượng thuộc Tổng cục chấp pháp Tu Hà đạp cửa, lao ra khỏi xe rồi chạy vào đám đông, anh ta hét đến khản cả cổ, dừng hết lại ngay cho tôi.
Sau đó, anh ta quay đầu lại, chỉ thẳng mặt Triệu Minh mà mắng, cút. Ai cho cậu tới, cậu không nghe thấy mệnh lệnh của ông đây à? Ở đây, không ai được phép lại gần nửa bước, cho toàn bộ người của cậu rút về hết cho ông đây. Tất cả, ngay lập tức, chương 5, ái dám cản tôi. Triệu Minh sững sờ, nhận được điện thoại từ bệnh viện thành phố, đặc biệt mời đội đặc nhiệm Mãnh Cầm tới hỗ trợ bắt nhóm người hung ác, nhưng lúc này anh ta lại bị cấp trên của mình khiển trách. Vấn đề là, nhìn bộ dạng của Tống Hậu Lược, dường như anh ta có vẻ rất kiêng dè những người đứng trước mặt mình. Tống Tư lệnh, chuyện này là sao vậy? Tôi tới đây để bắt người, tại sao anh lại đuổi chúng tôi ra ngoài? Triệu Minh liếc nhìn đám người Tiêu Chính Văn, anh ta không phải là kẻ ngốc, vừa nãy anh ta đã cảm nhận được áp lực và sát khí mạnh mẽ toát ra từ người bọn họ. Nếu như không phải Tống Hậu Lượng đột nhiên xông vào, anh ta đã bảo lính của đội đặc nhiệm nổ súng rồi. Triệu Minh, cậu đúng là con lừa ngu xuẩn. Không phải tôi đã ban lệnh giao cho đội thanh tra sao? Rút hết cho tôi, tất cả rút hết cho tôi, Tống Hậu Lượng gần như gầm lên, tim đập loạn xạ. Tô Khởi Minh đã ra lệnh, không ai được phép can thiệp vào chuyện này chứ đừng nói là động đến đám người này. Mặc dù Tống Hậu Lượng không biết danh tính và mục đích đám người này đến Tu Hà làm gì, nhưng anh ta biết người có thể khiến Tô Khởi Minh căng thẳng đến mức vội vàng đi tìm thủ trưởng, tuyệt đối không phải là nhân vật tầm thường. Xin lỗi, là do mệnh lệnh của tôi không truyền xuống kịp, hy vọng các vị sẽ không làm khó bọn họ. Tống Hậu Lượng nở nụ cười, nhìn đám người Tiêu Chính Văn ở trước mặt. Chân của anh ta đang run lẩy bẩy, thật sự là khuôn mặt lạnh như băng của Tiêu Chính Văn khiến anh ta toát mồ hôi hột. Anh ta thậm chí còn nghĩ rằng, nếu như mình không lao tới kịp, hôm nay đám người do Triệu Minh dẫn đầu có lẽ đều ngã xuống rồi. Nghĩ đến đây, mồ hôi lạnh trên trán Tống Hậu Lương túa ra như mưa. Lúc này, Long Nhất cũng đứng ra, vẻ mặt u ám nhìn đám người Tống Hậu Lượng và Triệu Minh, anh ta cười lạnh một tiếng, phẫn nộ quát lớn, giỏi lắm. Cục thanh tra chấp pháp Tu Hà đúng là có lá gan lớn thật. Nghe thấy lời này, trong lòng Tống Hậu Lượng như run lên, Triệu Minh ở phía sau lập tức lao lên, gầm lớn, quá quát. Anh còn dám kiêu ngạo, có tin tôi lập tức kêu người bắt tất cả các người về điều tra không? Câm miệng, cút sang một bên cho tôi, Tống Hậu Lượng nghe thấy vậy, tim đập loạn xạ, anh ta quay đầu, tức giận mắng Triệu Minh, sau đó không ngừng xin lỗi đám người Long Nhất. Mà lúc này, Tiêu Chính Văn khẽ cau mày, anh liếc nhìn Tống Hậu Lượng, nói, anh là Tổng Tư lệnh Cục Thanh tra chấp pháp địa phương à? Tống Hậu Lượng không dám chậm trễ, gật đầu nói, vâng ạ, chính là thuộc hạ. Xì sao? Nghe thấy Tống Hậu Lượng xưng là thuộc hạ, đám người Triệu Minh đều sững sờ. Ánh mắt không thể tin được nhìn người đàn ông trước mặt, tim đập thình thịch, người này rốt cuộc có thân phận gì vậy, lại có thể khiến Tống Hậu Lượng tự nhận là thuộc hạ. Mà ngay lúc này, một vài chiếc xe Jeep đột nhiên đi tới, tất cả đều mang biển số của chiến khu địa phương, giống như những con thú dữ, trực tiếp xông thẳng vào. Bụp bụp bụp, mười mấy chiến sĩ được trang bị vũ trang đầy đủ nhảy từ trên xe xuống, người dẫn đầu là một thiếu tá. Sắc mặt Hàn Lợi Dân tràn đầy tức giận, từ xa đã phẫn nộ hét lớn, ai cho các cậu tới đây? Rút hết cho ông, Tống Hậu Lượng, cậu đang làm cái gì thế? Tống Hậu Lượng nhìn thấy người vừa tới, sợ hãi đến mức lập tức đứng nghiêm, chào, đội trưởng, sao anh lại tới đây? Hàn Lợi Dân là đội trưởng cũ của Tống Hậu Lượng, anh ta hiện là Tổng Tư lệnh của đội quân chiến đấu 3 vạn quân đóng quân ở Tu Hà. Không ngờ rằng, chuyện hôm nay lại kinh động đến cả anh ta. Tống Hậu Lượng lập tức hiểu rằng, chuyện ngày hôm nay đã vượt quá phạm vi năng lực của anh ta, vì vậy, anh ta lập tức tránh sang một bên nhường đường cho Hàn Lợi Dân. Hàn Lợi Dân tức giận chỉ vào Tống Hậu Lượng, hét lớn, rút hết tất cả cho tôi. Ngay lập tức, sau đó, anh ta quay đầu nhìn Tiêu Chính Văn, đứng thẳng người, cúi chào rồi nói, Tổng Tư lệnh của quân Giao Long chiến bộ thứ 7, Hàn Lợi Dân, kính chào chủ soái Bắc Lương. Bùm! Như có tiếng sấm rền vang trên bầu trời, khiến mọi người xung quanh như bị nổ tung. Chủ soái Bắc Lương. Anh thật sự là chủ soái Bắc Lương, là người trẻ tuổi nhất, tài giỏi nhất trong năm chiến khu lớn. Anh có thể chống lại hàng trăm nghìn quân lính của Bát Quốc, anh là vua của Bắc Lương, là người trấn giữ biên giới Hoa Quốc, Tiêu Chính Văn. Lúc này, Tống Hậu Lượng và Triệu Minh cuối cùng cũng hiểu ra bọn họ vừa trải qua chuyện gì. Đồng thời,
Tống Hậu Lương đã lấy điện thoại ra và gửi một tin nhắn cho Tô Khởi Minh, sau khi gửi xong, tay anh ta vẫn không ngừng run rẩy. Hàn Lợi Dân, người của anh giỏi lắm, Long Nhất lạnh lùng nói. Hàn Lợi Dân lập tức nói, xin lỗi, là do tôi không quản lý tốt. Tiêu Chính Văn có vẻ mất kiên nhẫn, nói, tôi vẫn còn có việc phải làm. Nói xong, Tiêu Chính Văn trực tiếp đi qua mặt bọn họ, không ai dám ngăn cản. Sau khi Tiêu Chính Văn dắt Long Nhất và những người khác đi, đám người Hàn Lợi Dân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Đội trưởng, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Lúc này Tống Hậu Lượng cố hỏi thêm, làm kinh động đến cả chủ soái Bắc Lương từ xa xôi đến tận Tu Hà, rõ ràng là đã xảy ra chuyện gì đó vô cùng lớn. Hàn Lợi Dân quay đầu, gầm lên tức giận, Tống Hậu Lượng, cậu còn là tổng tư lệnh của cục thanh tra chấp pháp Tu Hà không? Cậu xem phía dưới đã xảy ra chuyện gì rồi. Hôm nay nếu như tôi không đến kịp, thì cái cục chấp pháp này của cậu coi như đi tong rồi. Đội trưởng, anh đừng làm tôi sợ, tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, Tống Hậu Lượng vội vàng nói. Hôm nay xảy ra một vụ tai nạn xe hơi nghiêm trọng trên đường Phượng Hoàng, cậu có biết chuyện này không? Nghe thấy Hàn Lợi Dân hỏi, Tống Hậu Lượng bối rối, anh ta là tổng tư lệnh của cục thanh tra chấp pháp làm sao biết được. Đây là chuyện do bộ phận bên dưới xử lý. Lúc này, Triệu Minh lập tức đứng lên, nói, đội trưởng Hàn, tôi biết, sự việc này đã được điều tra kỹ càng rồi, là một vụ tai nạn ngoài ý muốn, người bị thương là một cô bé, có vấn đề gì sao? Tai nạn, ha ha, hai mắt Hàn Dân Lợi đỏ bừng, giận dữ gầm lên, vậy tôi nói cho các cậu biết. Đây không phải là tai nạn ngoài ý muốn, nó là một vụ ám sát, và đối tượng của vụ ám sát. Cô bé đó, chính là con gái của chủ soái Bắc Lương hôm nay. Cậu nói cho tôi biết, lũ người ngu xuẩn các cậu, có mấy cái đầu. Bùm! Tất cả mọi người đều ngỡ ngàng, bọn họ cảm thấy như trời vừa sụp xuống. Lòng bàn tay Tống Hậu Lượng ướt đẫm mồ hôi, trầm mặc hồi lâu mới dám lên tiếng, nhanh. Thông báo cho tất cả mọi người, nếu như gặp phải chủ soái Bắc Lương, lập tức tránh ra, không được cản đường, không được can thiệp. Nhấn mạnh. Không được can thiệp. Ngoài ra, lập tức điều tra kỹ lưỡng kẻ chủ mưu đứng sau vụ ám sát này. Vâng, Tống Tư lệnh, Triệu Minh đáp. Nhưng Hàn Lợi Dân trực tiếp xua tay, nói, không cần đâu. Mấy cậu cho rằng đám người Bắc Lương đó sẽ cho các cậu cơ hội sao? Các cậu nhớ kỹ đây, xảy ra bất kỳ chuyện gì, các cậu cũng phải coi như không biết. Cho dù trời có sập xuống, cũng có người phía trên chống đỡ rồi. Các cậu quản cho tốt đám người dưới trướng là được rồi. Nói xong, Hàn Lợi Dân tức giận bỏ đi, đồng thời để một nhóm người ở lại làm nhiệm vụ bảo vệ bên ngoài biệt thự. Không lâu sau khi Tiêu Chính Văn rời khỏi biệt thự, Long Nhất nhanh chóng đưa một chiếc điện thoại cho anh, nói, chủ soái là tứ các lão của Long Các gọi đến. Tiêu Chính Văn khẽ cau mày, nghe điện thoại, một giọng nói già nua từ đầu dây bên kia truyền đến, là tôi, Tần Hán Quốc đây. Tiêu Chính Văn à, cậu có biết cậu đã làm gì không? 30 vạn quân của Bắc Lương tuyệt đối không được đến Tần lĩnh. Thượng quân đã biết chuyện rồi, ông ấy vô cùng tức giận. Bốn lão già chúng tôi khuyên mãi mới được, cậu không được làm chuyện hồ đồ đâu đấy, biết chưa? Chuyện ở Tu Hà, chúng tôi đã biết hết rồi, chúng tôi sẽ phái người đích thân tới đó, cậu đang ở đâu thì ở nguyên đấy cho tôi, không được đi đâu hết. Đối mặt với thái độ cứng rắn ở đầu dây bên kia, Tiêu Chính Văn nhướng mày nhìn trời xanh, hai mắt rưng rưng, nói, ông Tần, ông có nghe thấy Nana liên tục gọi bố không? Nếu ông nhìn thấy cơ thể be bét máu sắp chết của con bé, ông có thể bình tĩnh được không? Con bé là con của tôi, con gái ruột của tôi, từ trước đến nay tôi không biết là mình có một đứa con gái. Tôi nợ con bé, nợ mẹ của con bé và Khương Vi Nhan là người mà tôi sẽ bảo vệ cả đời. Nếu như bởi vì thân phận của tôi, vậy thì Tiêu Chính Văn tôi, bắt đầu từ hôm nay sẽ từ chức chủ soái của Bắc Lương. Trở thành một người bình thường, tôi nhất định phải xử lý nhà họ Kim ở Tu Hà. Ai dám cản đường tôi, người đó sẽ trở thành kẻ thù của Tiêu Chính Văn này. Chương 6, Khương Vi Nhan, anh quay về rồi. Tiêu Chính Văn trực tiếp cúp máy, sắc mặt sơ xác tiêu điều, luồng sát khí vô tận dâng trào khắp người, anh bước lên cửa xe Jeep. Lạnh lùng nói, từ hôm nay trở đi, tôi sẽ từ chức chủ soái của Bắc Lương. Hạ lệnh của tôi,
tất cả mọi người của Điện Thần Long đến Tu Hà với tốc độ nhanh nhất có thể. Long Ngũ đến Long Bát, các anh ở lại canh giữ Sơn Trang. Chủ soái, anh thật sự muốn từ chức chủ soái Bắc Lương sao? Long Nhất lo lắng hỏi, anh ta không cam lòng. Vua của Bắc Lương là một vị anh hùng kiệt xuất nhất của thời đại này, là biểu tượng của Hoa Quốc, là tượng đài bất diệt trong lòng bọn họ. Không cần nói thêm gì nữa, xuất phát đi, đến Kim Hàn Cung, Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói, ánh mắt che giấu sát khí cuồn cuộn tận trời cao. Khương Vi Nhan, anh về rồi. Dù là ai đi chăng nữa, cũng không thể cướp em khỏi anh. Chứ đừng nói là làm tổn thương em. Long Nhất nghe được mệnh lệnh, lập tức hét lớn, Long Nhất thề chết cũng sẽ đi theo chủ soái. Bắt đầu từ hôm nay, Long Nhất cũng sẽ từ mọi chức vụ trong quân Phá Long. Trở thành người của Điện Thần Long. Long Nhị thề chết cũng sẽ đi theo chủ soái. Bắt đầu từ hôm nay, Long Nhị cũng sẽ từ mọi chức vụ trong quân Phá Long. Trở thành người của Điện Thần Long. Chấm. Từ Long Nhất đến Long Bát, tất cả đều từ mọi chức vụ trong quân Phá Long. Kể từ giờ phút này, bọn họ không còn liên quan gì đến quân Phá Long nữa, mà đã hoàn toàn trở thành bát đại long tướng trong Điện Thần Long nổi tiếng thế giới. Điện Thần Long mặc dù cũng có quan hệ với quân Phá Long, nhưng nó không thuộc bất kỳ quốc gia hay thế lực nào, nó chỉ thuộc về duy nhất Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn liếc mắt nhìn, không nói thêm gì, trong lòng anh đương nhiên hiểu rõ tấm lòng của các anh em nhà họ. Từ Long Nhất đến Long Tứ, trực tiếp lên xe, đạp mạnh chân ga, chiếc xe jeep lao vọt đi. Còn từ Long Ngũ đến Long Bát, ở lại canh giữ biệt thự. Lúc này, trong sảnh nội các được canh phòng cẩn mật nhất của Long Các, nơi được coi là thần bí nhất, quan trọng nhất của Hoa Quốc, bốn ông già với thần sắc khác nhau đang ngồi quanh một chiếc bàn tròn. Tần Hán Quốc bất lực thở dài một hơi, bỏ điện thoại xuống, nói, con lừa nhỏ cứng đầu này, sao lại không nghe tôi nói hết cơ chứ? Lão Tần, thằng nhóc đấy cúp máy rồi à, một ông già mập mạp đeo kính gọng vàng cười trêu Tần Hán Quốc, nói, thằng nhóc đó vẫn luôn ngang ngạnh như vậy, thôi chúng ta đừng chấp với nó làm gì. Chuyện 300.000 quân Phá Long, các ông định làm thế nào? Lúc này, Giang Vạn Long đang đứng trước bức tranh cửu long bằng vàng khổng lồ treo trên tường, khuôn mặt chữ điền, khí chất trang nghiêm, ông ấy chắp tay sau lưng, nói, quân Phá Long tạm thời để Tề Phong tiếp quản, tất cả quân lính đang có hành động, lập tức lui về nhận lệnh. Về việc Tiêu Chính Văn từ chức, không cần quá bận tâm, chỉ cần nó muốn quay lại, nó vẫn là vị vua tiếng tăm lẫy lừng của Bắc Lương. Vị trí này, tôi luôn dành cho nó. Hay, thằng nhóc này đã có một cuộc sống khốn khó vất vả, không dễ dàng gì mới trưởng thành đến ngày hôm nay, chúng ta không thể dương mắt nhìn nó mắc sai lầm được. Đương nhiên, nó cũng đã bỏ ra rất nhiều công sức cho Hoa Quốc rồi, chúng ta không thể sát muối vào tim đứa trẻ này được, cũng không thể khiến 300.000 quân Phá Long thất vọng được. Truyền lệnh của tôi, nhanh chóng cử một đội hộ vệ thân cận đến Tu Hà, trên đường đi gặp phải bất kỳ chuyện gì đều có quyền tự mình xử lý. Hãy nhớ rằng, nhiệm vụ của bọn họ là bảo vệ thằng nhóc đó và tiểu công chúa của Hoa Quốc chúng ta. Nghe vậy, ba vị các lão lập tức tươi cười rạng rỡ, nói, lão Giang à, chỉ đợi mỗi câu này của ông thôi đấy. Cùng lúc đó, trong phòng tổng thống của Kim Hàn Cung nổi tiếng nhất ở Tu Hà, một số người đàn ông ăn mặc sang trọng đang ngồi uống rượu và bàn chuyện làm ăn, đại thiếu gia Kim ngồi ở ghế chính, mặt đỏ hây hây, nhấp một ngụm rượu, nhìn Khương Vi Nhan đang quỳ trên mặt đất, rót rượu cho mình. Hắn duỗi tay ra nắm lấy cổ tay mềm mại mịn màng của Khương Vi Nhan khiến cho cô sợ hãi cúi đầu, nói, đại thiếu gia Kim, anh. Ha ha, Khương Vi Nhan, cô đã đến nơi này rồi, còn giả bộ thanh khiết với tôi làm gì? Lại đây, uống rượu với tôi nào, đại thiếu gia Kim kéo mạnh cả Khương Vi Nhan đang mặc một chiếc váy dáng ôm màu trắng vào lòng hắn. Khương Vi Nhan loạng choạng, ngã vào lòng đại thiếu gia Kim, hắn không ngừng dùng tay vuốt ve khắp khuôn mặt cô, sau đó áp sát vào người Khương Vi Nhan hít một hơi, cười dâm đãng, nói, chà, thơm quá, quả nhiên, phụ nữ đã có chồng như em là quyến rũ nhất. Khương Vi Nhan sợ hãi, cả cơ thể đều đang chống cự, run lên bần bật. Cô đẩy mạnh Kim Thái ra rồi rẩy rẩy run lẩy bẩy đứng sang một bên, đôi mắt hoảng sợ đẫm lệ, cô cúi người xuống nói, xin lỗi, đại thiếu gia Kim, tôi muốn quay về, tôi muốn gặp con gái của tôi. Nói xong, Khương Vi Nhan cầm túi định chạy ra ngoài, nhưng Kim Thái đã trực tiếp kéo cánh tay của Khương Vi Nhan lại,
sau đó giơ bàn tay to tát mạnh vào mặt cô. Cái tát này khiến Khương Vi Nhan ngã nhào xuống đất, nằm dấu tay hằn đỏ in trên má cô. Bụp, Kim Thái đá vào bàn trà, đồ uống bắn tung tóe khắp sàn, hắn chỉ vào Khương Vi Nhan, gầm lên giận dữ, Khương Vi Nhan. Cô định được nước lấn tới à? Đại thiếu ra đây nhìn chúng cô đó là phúc phận của cô lại dám rượu mời không uống thích uống rượu phạt. Đại thiếu ra đây nói cho cô biết, hôm nay nếu cô không phục vụ tôi cho tốt thì đừng hòng bước chân ra khỏi cái cửa này. Nói xong, Kim Thái quỳ xuống, bóp mạnh chiếc cằm mảnh khảnh, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đẫm nước mắt của cô, nắm tóc cô, giận dữ nói, Khương Vi Nhan. Nói thật cho cô biết, cả cái bệnh viện này đều là người của tôi, chỉ cần một câu của tôi thôi thì con gái cô cứ chờ chết đi. Nghĩ cho kỹ, bây giờ cô có phục tùng tôi hay không? Đừng mà, đừng mà, cầu xin đại thiếu gia Kim, tha cho con gái tôi đi, con bé mới có 4 tuổi, cầu xin anh đấy. Khương Vi Nhan khóc lóc thảm thiết, quỳ trên mặt đất cầu xin Kim Thái. Khoảnh khắc đó, cô bất lực và hoảng sợ biết bao, cô ước có một người đàn ông có thể đứng ra che chở cho cô trước mọi phong ba bão táp. Mà lúc này, Dương Yến đứng bên cạnh chạy tới, đỡ Khương Vi Nhan đứng dậy, cười nói với Kim Thái, đại thiếu gia Kim, sao lại làm hỏng bầu không khí như vậy, hay là anh ngồi xuống uống vài ly với các ông chủ trước, để tôi nói chuyện với cô ấy. Kim Thái hừ lạnh một tiếng, Dương Yến nhanh chóng đỡ Khương Vi Nhan rời khỏi phòng bao, đến WC nữ. Thế nào rồi, em không sao chứ? Em xem em đấy, cứ đối đầu với Kim Thái làm gì cơ chứ? Anh ta là đại thiếu gia nhà họ Kim đấy, chúng ta không chọc vào được đâu. Dương Yến dùng thuốc khử trùng và băng gạc, nhẹ nhàng lau vết thương trên má và khóe miệng Khương Vi Nhan. Đại thiếu gia Kim này ra tay mạnh quá, sao có thể đối xử với em như vậy được chứ? Hai mắt Khương Vi Nhan đầy ảm đạm, tăm tối, cô nhìn mình trong gương, nước mắt không kìm được mà lăn dài trên má, cô kéo Dương Yến, nói, chị Dương Yến, chị có cách nào đưa em ra ngoài không, Nana vẫn còn đang ở bệnh viện, con bé sắp không ổn rồi, em phải quay về, phải quay về. Khuôn mặt Dương Yến tràn đầy thương cảm, hai mắt đỏ hoe, cô ấy ôm chặt Khương Vi Nhan vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng cô, nói, Khương Vi Nhan à, không phải chị không giúp em. Mà là chị cũng không có cách nào cả, em cũng biết đấy, đại thiếu gia Kim thật sự quá độc ác. Hôm nay em đã đồng ý với anh ta là đến đây rồi, nếu như bây giờ chạy trốn, không chỉ riêng em mà Nana cũng sẽ gặp nguy hiểm. Nghe lời chị, em cứ thuận theo đại thiếu gia Kim đi, không nghĩ cho bản thân thì cũng phải nghĩ cho Nana, không phải em nói con bé vẫn đang ở trong bệnh viện chờ được cứu chữa sao? Hu hu hu, Khương Vi Nhan bật khóc nức nở. Một lúc lâu sau mới bình tĩnh lại được. Dường như cô đã hạ quyết tâm, nhìn bộ dạng phờ phạc của mình trong gương, cô lấy túi mỹ phẩm ra, nói, chị Dương Yến, em biết rồi, nhưng em muốn cầu xin chị một chuyện. Dương Yến lau nước mắt còn vương trên khóe mắt, nói, em nói đi, chị nhất định sẽ thay em làm. Cô ấy quen biết Khương Vi Nhan hơn một năm nay rồi, biết Khương Vi Nhan từ trước đến giờ vất vả khổ sở như thế nào, lại còn phải một mình nuôi con. Vì vậy nếu như có thể giúp được, Dương Yến nhất định sẽ dốc hết sức. Thay em đến bệnh viện thăm Nana, nếu như con bé hỏi em, thì chị nói em đang làm việc, khi nào em xong việc, em sẽ quay về gặp con bé. Khương Vi Nhan nắm chặt tay Dương Yến, ánh mắt cầu xin tha thiết. Dương Yến ừ một tiếng, gật đầu, cô ấy nhìn Khương Vi Nhan trang điểm, sau đó quay người đi qua hành lang quỷ dị tiến vào trong phòng bao đáng sợ như địa ngục ấy. Ngay lúc đó, Dương Yến không thể nhìn được nữa, cô ấy lau nước mắt, nghiến răng nghiến lợi, chạy nhanh lại về phía Khương Vi Nhan, nắm lấy tay cô, nói, không được. Chị không thể nhìn em nhảy vào chỗ chết được, chị đưa em ra ngoài. Khương Vi Nhan sững sờ trong giây lát, bị Dương Yến kéo đi mấy mét, sau đó cô đột nhiên dừng lại, nói, chị Dương Yến, chị Dương Yến. Cảm ơn chị, thật sự cảm ơn chị, nhưng đây là sự lựa chọn của em. Em không muốn làm liên lụy đến chị, càng không muốn liên lụy đến người nhà của chị. Nhưng, phòng bao đó chính là địa ngục đấy. Đám người đó, ăn thịt người không nhả xương. Chị đã tận mắt nhìn thấy một cô gái còn sống sờ sờ bị bọn họ chơi đến chết. Chị không thể dương mắt nhìn em rơi vào tình cảnh như vậy được, Dương Yến gấp gáp đến nỗi bật khóc. Khương Vi Nhan lắc đầu, hít một hơi thật sâu, lau nước mắt, nói, có lẽ đây là số phận của em. Cô chấp nhận số phận rồi,
ông trời đối xử bất công với cô như vậy, một người phụ nữ yếu đuối như cô, làm sao có thể phản kháng được đây? Khương Vi Nhan, Nana vẫn còn bố mà, sao lâu như vậy rồi mà chị chưa từng gặp bố con bé? Đã đến nước này rồi, anh ta đang ở đâu? Sao không đứng ra giúp em chứ? Anh ta có còn là đàn ông không? Dương Yến rất lo lắng, trong lòng vô cùng căm hận người đàn ông mà Khương Vi Nhan chưa từng nhắc tới. Ông bố đó của Nana là một tên cặn bã chưa từng xuất hiện. Khương Vi Nhan mỉm cười, nắm lấy tay Dương Yến, nói, anh ấy còn không biết là mình có một đứa con gái. 5 năm rồi, có lẽ anh ấy đã quên em rồi. Sau đó, cô lau nước mắt, nín khóc rồi cười nói, chị Dương Yến, cảm ơn chị đã chăm sóc cho em bấy lâu nay. Nói xong, Khương Vi Nhan xoay người, nhìn cánh cửa đóng kín của phòng bao trước mặt, mở chiếc cửa đó ra, bên trong chính là địa ngục, nhưng cô không còn cách nào khác. Khoảnh khắc đó, Khương Vi Nhan nhắm mắt lại, đôi lông mày lá liễu và đôi lông mi dài khẽ run lên, một vài giọt nước mắt pha lê lăn ra từ khóe mắt. Tiêu Chính Văn, anh có biết không? Chúng ta có một đứa con gái, con bé tên là Nana. Nếu như anh đã nhận được cuộc gọi đó, nếu như anh vẫn chưa quên em, xin anh hãy quay về thăm Nana. Tiêu Chính Văn, xin lỗi anh, là em không bảo vệ được con gái của chúng ta. Nana, mẹ xin lỗi con. Khương Vi Nhan mở mắt, đẩy cửa bước vào. Đó là vực thẳm, đó là địa ngục. Mấy tên ma quỷ bên trong lúc này đều đang nhìn Khương Vi Nhan bước vào với nụ cười xấu xa. Kim Thái ra hiệu, rót một ly rượu cho Khương Vi Nhan. Khương Vi Nhan, cuối cùng em cũng nghĩ thông rồi. Phạt em một ly trước. Khương Vi Nhan cầm lấy ly rượu, không nói lời nào, ngửa cổ uống cạn. Đám người Kim Thái nhìn thân hình gợi cảm của Khương Vi Nhan, còn có rượu vang đỏ chảy dọc trên chiếc cổ trắng ngần của cô, bọn chúng đều cười một cách rất dâm đãng. Xoẹt. Nhưng ngay một giây tiếp theo, Khương Vi Nhan trực tiếp rút một con dao hoa quả từ trong túi ra, lao tới trước mặt Kim Thái, gầm lên, tôi muốn anh phải đền mạng cho con gái tôi. Kim Thái trợn tròn mắt, vội vàng tránh sang một bên, nhưng con dao hoa quả vẫn cứa vào cánh tay phải của hắn, máu chảy ra không ngừng. Mẹ kiếp, Khương Vi Nhan, cô muốn chết đúng không? Kim Thái đạp một nhát, Khương Vi Nhan đập vào cánh cửa sổ, cú đá này cũng khiến Khương Vi Nhan phun ra một ngụm máu, cô loạng choạng đứng dậy, miệng đầy máu, nhìn Kim Thái đang vô cùng tức giận rút khẩu súng ngắn ra, chĩa vào cô, bóp cò, hắn gầm lên, con khốn. Đi chết đi cho ông. Bằng. Tiếng súng nổ. Khói lửa phun ra từ nòng súng, viên đạn bay với tốc độ cao, xuyên qua không khí, trực tiếp xuyên qua cơ thể Khương Vi Nhan, mang theo một vệt máu. Máu bắn ra tung tóe, nhuộm đỏ chiếc váy trắng như tuyết của Khương Vi Nhan. Loảng xoảng. Khương Vi Nhan trúng đạn, theo quán tính cô khom người xuống, đập vào cửa kính đằng sau khiến cửa kính vỡ tan, sau đó cả người cô bay ra ngoài. Lúc đó, cửa kính vỡ tan thành nhiều mảnh, dưới ánh đèn và ánh trăng rực rỡ, những mảnh kính vỡ xoẹt qua má và cánh tay mỏng manh của cô, trên tấm kính phản chiếu khung cảnh đan đêm của Kim Hàn Cung và các tòa nhà cao tầng của thành phố. Thật đẹp, đây là lời cảm thán chân thành từ tận sâu trong trái tim cô. Khóe miệng cô chậm rãi nở một nụ cười đẹp nhất, thuần khiết nhất thế gian này. Mà lúc này, bên dưới Kim Hàn Cung, một vài chiếc xe jeep lao nhanh tới, tiếng phanh gấp cắt ngang màn đêm tĩnh mịch. Tiêu Chính Văn đang ngồi trong xe, ngay lúc anh nhìn lên, lập tức nghe thấy tiếng súng nổ trên tầng mười mấy của nóc tòa nhà, sau đó, cửa kính vỡ tan, một người phụ nữ nhỏ nhắn bay ra ngoài cửa sổ. Ngay lúc đó, hai mắt Tiêu Chính Văn đỏ rực, sát khí dâng trào khắp người dường như xé tan cả mây trời. Bóng dáng đó, bóng dáng anh thương nhớ suốt 5 năm, tuyệt đối không thể nào nhầm được. Khương Vi Nhan. Không. Tiêu Chính Văn gầm lên một tiếng, cả người tỏa ra sức mạnh như sấm sét, trực tiếp đạp mạnh cửa xe lao thẳng ra ngoài. Khoảnh khắc đó, tốc độ của anh đã đạt tới cực hạn của con người trong thế giới này. Cảm xúc trào dâng giống như một con rồng vùng ra khỏi biển cả. Tiêu Chính Văn lao ra, đạp vào nóc vài chiếc ô tô, sau đó nhanh chóng lấy đà, dùng toàn lực nhảy lên. Vài chiếc xe ô tô hạng sang bị lực của chân anh đạp lõm cả nóc xe, vỡ hết cả cửa kính. Mà lúc này, cả người anh bay lên, dang rộng hai tay, với tốc độ nhanh như sấm sét, bắt lấy Khương Vi Nhan đang rơi xuống. Dầm. Cánh tay của Tiêu Chính Văn phải chịu áp lực nặng mấy chục cân,
ôm chặt lấy Khương Vi Nhan, sau đó hai chân anh tiếp đất, lực mạnh đến mức làm nứt cả phiến đá trên mặt đất. Khương Vi Nhan ngẩng mặt lên, dính đầy máu, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của anh, mắt cô đỏ hoe, hai hàng nước mắt tuôn ra. Là anh, cuối cùng cũng quay về rồi. Là Tiêu Chính Văn của cô. Khoảnh khắc Khương Vi Nhan hai mắt đẫm lệ nhìn Tiêu Chính Văn, anh cũng nhìn người phụ nữ trong lòng mình bằng đôi mắt đỏ hoe. Hai người cứ nhìn nhau một lúc lâu như vậy. Vi Nhan, xin lỗi, anh tới muộn rồi, môi của Tiêu Chính Văn khẽ run lên, cuối cùng anh cũng có thể nói ra câu nói mà anh đã chôn sâu trong lòng suốt 5 năm. Chương 7, bỏ cái mạng ở đây rồi muốn đi đâu thì đi. Khương Vi Nhan mặt đầy nước mắt, cô mím chặt miệng, môi không ngừng run rẩy. Cô nhìn cảnh tượng trước mắt, lại nhìn vẻ mặt cương nghị của người đàn ông trước mặt. Vào lúc cô tuyệt vọng muốn chết nhất, Tiêu Chính Văn đã xuất hiện. Đúng vậy, người đàn ông cô nhớ thương suốt 5 năm đã xuất hiện vào giây phút cuối cùng. Nghĩ đến đây, Khương Vi Nhan không khỏi rơi lệ, hu hu hu, anh đã trở về rồi, cuối cùng anh cũng trở về rồi. Tiêu Chính Văn nhìn Khương Vi Nhan nhỏ nhắn trong vòng tay mình mà nước mắt lưng tròng, anh đưa tay ra nhẹ nhàng lau vết máu trên mặt Khương Vi Nhan. Nhưng khi nhìn thấy vết thương bị viên đạn xuyên qua trên bả vai phải của cô, chỉ cách vị trí tim khoảng một bàn tay, ngay lập tức cả người Tiêu Chính Văn cuồn cuộn sát khí thấu trời. Đáng chết, a, à, hu hu hu, đằng sau cửa sổ kính bị đập vỡ tan tành trên nóc tòa nhà cao mười mấy tầng, Kim Thái dùng chân dẫm lên Dương Yến người đầy thương tích, đau đớn vật lộn. Dương Yến nhìn xuống phía dưới tòa nhà, thấy Khương Vi Nhan được cứu bởi một người đàn ông khí thế ngút trời. Nước mắt cô ấy lăn dài nơi khóe mắt, nở nụ cười đầy xúc động. Cô ấy đã bị cảnh tượng Tiêu Chính Văn nhảy lên cao vài mét rồi đỡ lấy Khương Vi Nhan làm cho kinh ngạc không thôi. Rất giống với một cảnh quay nổi tiếng trong những bộ phim điện ảnh, phim truyền hình, khiến người ta thực sự cảm động. Người đàn ông đó tựa như một chàng hiệp sĩ. Cùng lúc ấy, trong đầu Dương Yến bỗng nảy ra một suy nghĩ, lẽ nào anh ta là bố của Nana? Vi Nhan! Cuối cùng em cũng đợi được rồi, cuối cùng em cũng đợi được anh ta rồi, hy vọng em và anh ta sẽ sống thật tốt, đừng đến nơi này nữa. Cuối cùng, Dương Yến từ từ nhắm mắt lại dưới họng súng của Kim Thái, nói lời này. Bằng! Tiếng súng vang lên, Kim Thái thẳng tay bắn xuyên thủng hai chân của Dương Yến, tiếng la hét vang vọng cả tòa nhà, sau đó hai mắt hắn tràn đầy hung ác, nhìn chằm chằm vào phía dưới tòa nhà nơi Tiêu Chính Văn và Khương Vi Nhan đang ôm lấy nhau. Gào to, mẹ kiếp. Mẹ kiếp chúng mày, tất cả xuống dưới đó cho tao. Tao phải giết chết con khốn đó. Bình bịch, bình bịch. Tiếng bước chân giày đặc vang lên khắp tòa nhà. Rất nhanh, Kim Thái đã kéo theo hàng chục tên côn đồ mặc vest đen xuất hiện trước lối vào chính đầy tráng lệ của Kim Hàn Cung. Hắn ngay lập tức nhìn thấy Tiêu Chính Văn đang ôm chặt Khương Vi Nhan trong lòng, chậm rãi đứng dậy. Mẹ nó chứ, mày là ai? Mày thế mà dám phá hỏng việc tốt của đại thiếu gia tao. Mày muốn chết à? Kim Thái hung hăng xông tới trước mặt Tiêu Chính Văn, giơ súng nhắm ngay giữa trán anh. Đúng lúc đó trong sân Kim Hàn Cung, khẩu súng của Kim Thái chỉ cách giữa trán Tiêu Chính Văn một cánh tay. Gió lạnh xào xạc kêu, trên bầu trời chợt có vài chú chim bay tới, phát ra tiếng ríu rít phảng phất như lời gọi từ địa ngục. Nhưng Tiêu Chính Văn hoàn toàn không nhìn thẳng vào Kim Thái. Mà ôm chặt cơ thể đầy máu của Khương Vi Nhan vào trong lòng mình, anh không thể rời mắt khỏi cô một giây phút nào hết, những áy náy, những hổ thẹn 5 năm qua lúc này như tuôn trào trong anh. Ngay giây tiếp theo, Tiêu Chính Văn mở môi, giọng nói khàn khàn đầy cay đắng, anh xin lỗi, Vi Nhan, anh sẽ đưa em về nhà, đưa em đi gặp Nana. Khương Vi Nhan dựa vào vòng tay Tiêu Chính Văn, gật đầu một cách yếu ớt. Bây giờ cô rất mệt mỏi. Thực sự mệt mỏi, chỉ có cái ôm này mới khiến cô cảm nhận được hơi ấm mà 5 năm qua cô chưa từng cảm nhận được. Cô muốn đóng băng giây phút này, để cô luôn được dựa vào vòng tay ấm áp này. Dứt lời, Tiêu Chính Văn cất bước, chuẩn bị đi qua trước mặt Kim Thái. Hành động này khiến Kim Thái vô cùng tức giận, khẩu súng trong tay hắn trực tiếp dí vào giữa trán Tiêu Chính Văn. Hắn gào lên, mày dám mang cô ta đi. Đại thiếu gia tao bắn chết mày. Kim Thái cũng không phải là loại không có não, bây giờ hắn đã đoán được thân phận của người đàn ông trước mặt. Hắn ta chính là người khiến Khương Vi Nhan nhớ mãi không quên mà một mực từ chối Kim Thái hắn, là bố đẻ của đứa con hoang đó. Nhưng khi Tiêu Chính Văn quay sang nhìn,
chỉ một ánh mắt đã trực tiếp khiến Kim Thái đứng sững ngay tại chỗ. Ánh mắt đó đáng sợ đến mức nào chứ, anh tựa như một quỷ vương bước ra từ biển xác, dọa người khác sợ mất vía. Cái nhìn này quá đáng sợ, quá khủng bố, cứ như chỉ cần đối phương muốn, một ngón tay cũng có thể bóp chết hắn. Kim Thái hoảng sợ, vô thức lùi lại vài bước, miệng run rẩy, hét lên, tao là đại thiếu gia nhà họ Kim đấy nhé, bố tao là Kim Chính Long, ông ấy chính là một trong bốn người đứng đầu Tu Hà. Mày, nếu mày dám động vào tao, mày, người phụ nữ này, và cả đứa con hoang đang nằm chờ chết trong bệnh viện nữa, đều sẽ phải chết. Sau khi Kim Thái nói xong những lời này, cả người hắn như được vớt lên khỏi mặt nước, sức cùng lực kiệt. Hắn không biết tại sao mình lại đột nhiên sợ hãi, tại sao lại muốn nói tên bố mình ra để dọa nạt người đàn ông trước mặt. Nhưng nỗi sợ hãi trong lòng hắn không phải là giả. Khương Vi Nhan lúc này cũng bất ngờ phản ứng lại, cô kìm nén cơn đau xuyên thấu trên vai, nói, Tiêu Chính Văn, buông em ra, nếu không, chúng ta đều không thể rời đi. Anh đi trước, giúp em chăm sóc tốt Nana, Nana vẫn đang trong bệnh viện, con bé vẫn luôn muốn được gặp anh. Ngay lúc này, Khương Vi Nhan đã quyết định rằng cô phải bảo vệ Tiêu Chính Văn, ngay cả khi cô chết. Nhưng Khương Vi Nhan đang vùng vẫy lại bị Tiêu Chính Văn ôm chặt hơn, anh cười nhẹ nhàng, em yên tâm, anh đã cho người đón Nana đến nơi an toàn rồi. Giây phút khi Khương Vi Nhan nghe được những lời đó, nước mắt cô lưng tròng, khóc nức nở, khúc mắc lớn trong lòng rốt cuộc cũng được hóa giải, thật sao? Hu hu hu, hừ, đi chết đi. Mày chết đi cho tao, Kim Thái không thể nhịn được nữa, hắn không muốn đêm dài lắm mộng, muốn thẳng tay bóp cò. Nhưng trong nháy mắt, trước khi hắn kịp nhận thấy chuyện gì đang xảy ra, cánh tay của hắn đã bị bẻ cong 90 độ, khẩu súng trong tay hắn đã xuất hiện trong tay Tiêu Chính Văn. A! À, nửa phút sau, Kim Thái quỳ trên mặt đất với cánh tay phải bị bẻ gãy, vẻ mặt đau đớn, run rẩy nhìn người đàn ông giống quỷ tu la trước mặt, hét lớn, không! Anh không được giết tôi. Bố tôi là Kim Chính Long. Chỉ cần anh không giết tôi sẽ cho anh tiền. 1 triệu, 10 triệu, 100 triệu tệ đều được. Làm ơn, đừng giết tôi. Ánh mắt Tiêu Chính Văn đầy lạnh lùng, một tay anh đỡ Khương Vi Nhan đang đứng, tay kia chĩa súng về phía Kim Thái, vẻ mặt vô cùng lạnh lùng, nghiêm nghị, anh nói, mày đáng chết. Đừng, đừng mà, anh ta là đại thiếu gia nhà họ Kim đấy. Chúng ta không chọc nổi anh ta đâu. Mau chạy đi, Khương Vi Nhan lo lắng Tiêu Chính Văn giết Kim Thái trong lúc tức giận sẽ gây thêm rắc rối lớn hơn nên lập tức ngăn Tiêu Chính Văn lại. Lúc này, mười mấy tên côn đồ thuộc phe Kim Thái cũng nắm lấy cơ hội này, tất cả đều lấy dao găm và gậy chống bạo động trên tay ra, hét lớn, lao về phía Tiêu Chính Văn. Bảo vệ đại thiếu gia Kim. Nhìn mấy chục người đang lao tới, Khương Vi Nhan sợ hãi nhắm mắt lại. Trong khi vẻ mặt của Tiêu Chính Văn lại rất bình tĩnh. Anh vẫn đứng yên bất động, ôm chặt Khương Vi Nhan như vậy. Ánh mắt lướt qua nơi nào, đám côn đồ xông lên đều dừng lại tại chỗ, không dám tới gần. Quá đáng sợ rồi. Sát khí trên người đàn ông này rất nồng đậm. Tiến lên, tiếp tục tiến lên cho tao. Giết anh ta đi, ai giết được anh ta, đại thiếu gia tao sẽ thưởng cho người đó 1 triệu tệ. Không. 10 triệu tệ, lúc này Kim Thái cũng nhanh chóng chạy sang một bên, sau đó tức giận gầm lên. Treo thưởng lớn ắt sẽ có kẻ dám xông lên. À, cuối cùng cũng có người không nhìn được nữa mà hét lên, dùng dao găm đâm vào Tiêu Chính Văn. Nhưng Tiêu Chính Văn một cước đá văng hắn ta ra, đập thẳng vào ngực và bụng của người tên đó. Bịch một tiếng, tên côn đồ bị đá thẳng lên không trung 10 mét rồi hạ cánh nặng nề xuống một chiếc Bentley. Quỳnh! Phần đầu của chiếc Bentley trực tiếp nổ tung, móp méo. Ngay sau đó, từng bóng người từ phía Tiêu Chính Văn bay ra, tất cả đều rơi xuống đất, không đứng dậy nổi. Mà Kim Thái đang nấp ở một bên nhìn thấy cảnh tượng dũng mãnh của Tiêu Chính Văn thì nuốt nước bọt, trên trán đổ mồ hôi lạnh. Hắn quay đầu, không nói lời nào mà bỏ chạy. Nhưng xoẹt một tiếng, Tiêu Chính Văn nhấc chân lên, đá một con dao găm trên mặt đất đi. Con dao găm cắt qua khoảng không của bầu trời đêm, phịch, trực tiếp xuyên qua chân phải của Kim Thái. A, a, mày đừng qua đây, đừng có qua đây, Kim Thái ngã trong vũng máu, ôm chặt lấy chân phải đang chảy máu không ngừng, hắn kinh hãi nhìn Tiêu Chính Văn đang bước từng bước về phía hắn như thần chết. Tiêu Chính Văn bước rất chậm,
sát khí trong lòng đã lên đến cực điểm. Sao anh có thể bỏ qua cho tên Kim Thái này được chứ? Dòng thứ cặn bã đã cho người đâm xe suýt hại chết con gái của anh, dòng thứ rác rưởi giơ súng bắn Khương Vi Nhan suýt chết. Anh muốn giết chết hắn ngay lập tức, nhưng anh không thể, Tiêu Chính Văn không thể để hắn chết như vậy, anh muốn hắn sống cũng không được mà chết cũng không xong. Và cả họ nhà Kim nữa, đều phải trả cái giá thảm khốc nhất. Tiêu Chính Văn tức giận khôn nguôi, cơn giận của một vị vua Bắc Lương có thể thiêu rụi tất cả. Không, không, Tiêu Chính Văn, em xin anh đấy, đừng kích động, Khương Vi Nhan vội vàng kéo lấy Tiêu Chính Văn đang hùng hổ như muốn giết người, nước mắt rơi lã chã, cô nói, anh ta là đại thiếu gia của nhà họ Kim đấy, bố anh ta Kim Chính Long ở Tu Hà có thể nói là một nhân vật máu mặt, chúng ta không đấu lại được đâu. Em xin anh tha cho anh ta đi. Em không muốn anh và Nana lại xảy ra chuyện, hu hu hu. Tiêu Chính Văn dừng bước, ôm lấy Khương Vi Nhan, trán của anh áp chặt vào trán cô, nói, Vi Nhan, em có biết không? Cho dù anh tha cho hắn cũng sẽ không buông tha cho chúng ta. Tin anh có thể giải quyết được chuyện này. Quay người lại, Tiêu Chính Văn trực tiếp nhặt vài con dao găm trên mặt đất, đi từng bước về phía sau Kim Thái đang không ngừng bò trong vũng máu. Ngay lúc đó, Kim Thái cố gắng bỏ một cách tuyệt vọng, hắn muốn trốn chạy, điên cuồng gào thét muốn chạy khỏi đây. Nhưng tay của Tiêu Chính Văn nhấc lên rồi cắm xuống, vài con dao găm đâm thẳng vào tứ chi Kim Thái, hung ác xuyên qua người hắn, rơi xuống mặt đất. À, mày dám đối xử với tao như vậy, mày sẽ chết rất thảm. Không chỉ mày, người phụ nữ kia của mày, cả con gái của mày cũng sẽ bị chôn cùng với mày, Kim Thái lúc này điên cuồng hét lên. Tay chân như bị dao găm đâm thủng xuống mặt đất, hoàn toàn không thể di chuyển, chỉ cần cử động nhẹ một cái, cơn đau thấu xương lập tức làm cho toàn thân hắn run lẩy bẩy. Khương Vi Nhan che mắt không dám xem cảnh này, trong lòng lo lắng, không ngừng thúc giục, Tiêu Chính Văn, anh mau đi đi, mau đi đi. Người nhà họ Kim sắp tới đây rồi, anh mà còn không đi sẽ hết cơ hội đó. Coi như em cầu xin anh mau đi đi. Tiêu Chính Văn trầm mặc. Anh nhìn Khương Vi Nhan trước mặt không ngừng đẩy mình đi. Anh căn bản không để ý đến một nhà họ Kim bé nhỏ ở Tu Hà. Anh chỉ cần nhấc tay lên, liền có thể tiêu diệt bọn họ. À, có lẽ do dùng lực quá mạnh đè lên vết thương, Khương Vi Nhan kêu lên đau đớn, cả người sắp ngã xuống. Tiêu Chính Văn lập tức đỡ cô, nói, Vi Nhan, em không sao chứ. Ngã vào vòng tay của Tiêu Chính Văn, Khương Vi Nhan bật khóc, nói, anh mau đi đi. Em xin anh mà, em không muốn Nana phải mất bố. Đúng lúc này, từ xa truyền đến một âm thanh kinh thiên động địa, muốn đi sao? Mày làm cháu trai tao bị thương, bỏ cái mạng mày ở đây đi. Lúc này, ở tất cả các hướng của Kim Hàn Cung, hàng chục chiếc xe tải đen đột nhiên lao tới, sột soạt, hàng trăm người nhảy xuống, tất cả đều cầm dao găm và gậy chống bạo động, người đi đầu mặc áo khoác đen, đội mũ ra. Đi ngay theo sau là một người đàn ông mặt chữ điền đang hút tẩu thuốc. Chương 8, sự khủng bố đến từ địa ngục. Nhìn thấy hàng trăm người đột nhiên xuất hiện xung quanh, tất cả đều mang theo dao găm dài và rùi cui, Khương Vi Nhan sợ đến mức toàn thân run rẩy. Nhưng cho dù như vậy, cô vẫn chịu đựng cơn đau xé rách vai, giống như sói mẹ bảo vệ con mình trong lúc hoạn nạn, dùng thân thể mềm mại chắn trước mặt Tiêu Chính Văn, cô lao tới trước mặt người đàn ông trung niên vừa bỏ mũ ra xuống. Miệng đang hút tẩu thuốc, đứng ở giữa đám người, nói, ông ba Kim, là lỗi của tôi. Xin hãy để anh ấy đi, tôi tình nguyện ở lại, chịu mọi hậu quả. Dứt lời, Khương Vi Nhan định quỳ xuống, nhưng cánh tay mỏng manh của cô bị một bàn tay ấm áp, mạnh mẽ từ phía sau giữ lấy. Khương Vi Nhan quay lại nhìn, đôi mắt đỏ hoe nhìn thấy một Tiêu Chính Văn sắc mặt đầy kiên quyết, nghiêm nghị, cô lo lắng nói, Tiêu Chính Văn. Anh đang làm gì vậy? Ông ta là ông ba của nhà họ Kim, Kim Chính Sơn đó. Trong tay ông ta nắm giữ hàng nghìn thuộc hạ, ông ta cũng chính là báo vàng một trong tứ đại thế lực của chốn giang hồ Tu Hà. Chúng ta đấu không lại ông ta, anh đừng có làm liều, mau đưa Nana rời đi, còn ở đây, em sẽ gánh chịu một mình. Khóe miệng Tiêu Chính Văn nhếch lên lộ ra một nụ cười dịu dàng, tự tin nhất, anh vươn tay, nhẹ nhàng vén tóc khỏi đuôi lông mày của Khương Vi Nhan, nói. Người phụ nữ của anh, không cần phải cầu xin người khác, cũng không cần phải quỳ trước mặt người khác. À, chú ba, cứu cháu với.
cháu sắp chết rồi, sắp chết rồi. Kim Thái lúc này nằm trên vũng máu, không ngừng gào thét với Kim Chính Sơn. Kim Chính Sơn nhìn sang thấy cháu trai khổ sở như vậy, cả người đột nhiên nổi lên sát khí, ông ta lạnh lùng hét lên, hừ. Mày giỏi lắm, bắt nạt người nhà họ Kim tao, phế cháu trai tao. Mày đúng là không biết chữ, chết, viết thế nào mà. Tiêu Chính Văn khẽ cười, kéo Khương Vi Nhan đang run rẩy, sắc mặt tái nhợt về phía sau mình, nói, ông nghĩ là ông giết được tôi. Ngông cuồng, Kim Chính Sơn gầm lên, hàng trăm người đàn ông phía sau đều cầm dao găm dài và dùi cui, tựa như những con ngựa hoang sắp tuột dây cương, có thể lao ra bất cứ lúc nào để giết Tiêu Chính Văn và Khương Vi Nhan. Chưa từng có ai nói chuyện với tao như mày. Bây giờ, tao cho mày hai con đường, một là quỳ xuống, phế bỏ tứ chi. Hai là mày và cô ta cùng chết. Kim Chính Sơn vừa dứt lời, Khương Vi Nhan nước mắt ướt đẫm hai má, nấp sau lưng Tiêu Chính Văn, kéo lấy vạt áo anh, nói, Tiêu Chính Văn, anh mau chạy đi. Em không muốn liên lụy đến anh, mau chạy đi. Na Na cần anh. Đã 5 năm rồi, khoảnh khắc cô gặp được Tiêu Chính Văn, cô đã mãn nguyện rồi. Cô không muốn vì bản thân mình mà liên lụy tới Tiêu Chính Văn, cũng không muốn Na Na không có bố. Tiêu Chính Văn mỉm cười, ánh mắt lạnh lùng nhìn Kim Chính Sơn, nói, để cô ấy đi, tôi sẽ ở lại. Là tôi phế Kim Thái, mục tiêu của ông là tôi. Sắc mặt Kim Chính Sơn trầm xuống, ông ta vừa nhìn Tiêu Chính Văn là có thể thấy Tiêu Chính Văn rất thông minh khi chọn vị trí đứng, nếu ông ta dùng vũ lực, Kim Thái có thể sẽ chết. Hơn nữa, từ ánh mắt của Tiêu Chính Văn, ông ta có thể cảm nhận được áp lực lớn chưa từng có. Người đàn ông này thật đáng sợ. Nhưng mấy năm nay, Kim Chính Sơn nắm giữ thế lực trốn giang hồ ở Tu Hà, có chuyện khó khăn gì mà ông ta chưa từng gặp chứ? Được rồi, theo ý mày đấy, thả cô ta đi, Kim Chính Sơn gầm lên. Những người đàn ông phía sau lập tức nhường đường, Khương Vi Nhan không dám đi, kéo chặt Tiêu Chính Văn mà khóc, không. Không, em muốn ở bên anh, em không muốn rời xa anh, em muốn mình đi cùng nhau. Khương Vi Nhan khóc đến nỗi người đẫm nước mắt, sao cô không biết Tiêu Chính Văn làm điều này là để bảo vệ cô chứ? Người đàn ông này, những tổn thương mà anh đã gây ra cho cô 5 năm trước, vào lúc này, đã tan biến từ lâu. Ngoan, Na Na cần em đi trước đi, bên ngoài có người của anh tới đón. Bọn họ sẽ đưa em đến chỗ của Na Na, em đừng lo lắng, anh sẽ không sao cả, anh nhất định sẽ trở lại tìm em, Tiêu Chính Văn ôm chặt lấy Khương Vi Nhan. Nói nhỏ bên tai cô, em ở lại đây, anh sẽ bị phân tâm. Sau đó, anh đẩy mạnh cô ra, hét lên, đi mau. Vì Na Na, Khương Vi Nhan nước mắt lưng tròng, từng bước lùi về phía sau, hai mắt đỏ hoe, cuối cùng xoay người lại, che miệng chạy đi. Cô không dám nhìn lại, cô sợ phải nhìn thấy cảnh tượng mà cô không muốn thấy nhất. Khương Vi Nhan chạy thật nhanh dưới ánh trăng ảm đạm. Ánh sáng của đèn cùng ánh trăng le lói như kéo dài hình bóng của cô. Ở đó, đang có hàng trăm tên côn đồ, tên này nối tiếp tên kia, bao vây lấy Tiêu Chính Văn. Nhưng cho dù như vậy, Tiêu Chính Văn vẫn đứng ở nơi đó bất động, khuôn mặt cũng không lộ ra chút sợ hãi hay hoảng loạn nào. Trái lại, người anh còn mang đậm sát khí. Sự lạnh lẽo và sát khí này ngày càng nồng đậm hơn theo thời gian. Cuối cùng hóa thành sát khí ngập trời. Khương Vi Nhan vừa chạy vừa ôm tay vừa khóc, sau đó một chiếc xe Jeep đang phi như bay lập tức dừng lại trước mặt cô. Long Tứ nhảy xuống xe, nói, chị dâu, lên xe đi. Tôi đưa chị đến chỗ của Nana, con bé rất cần chị. Hơn nữa, chị cũng cần chữa trị vết thương. Nếu để lâu, cánh tay của chị sẽ bị phế mất. Khương Vi Nhan nhìn người đàn ông trước mặt, lo lắng hỏi, anh có phải là bạn của Tiêu Chính Văn không? Tôi xin anh. Mau đi cứu anh ấy. Anh ấy đang bị đám người nhà họ Kim bao vây, làm ơn. Long Tứ bình tĩnh nói, chị dâu, đừng lo lắng, những người đó không phải là đối thủ của đại ca. Chị lên xe trước, tôi đưa chị đến biệt thự. Thật, thật sao, Tiêu Chính Văn sẽ không sao chứ, vẻ mặt Khương Vi Nhan đầy nghi ngờ, bọn họ có hơn 100 người đó, Tiêu Chính Văn làm sao có thể đánh lại được. Chị dâu, chị phải tin tưởng đại ca. Anh ấy trở về lần này là để bảo vệ chị và Nana. Nếu chị và Nana xảy ra chuyện gì, đại ca sẽ tự trách mình cả đời mất, Long Tứ vừa lo lắng, vừa nghiêm túc nói. Khương Vi Nhan quay đầu lại,
đã không thấy bóng dáng của anh nữa, nghĩ một hồi liền cắn môi lên xe. Xe nổ máy, Long Tứ vội vàng đưa Khương Vi Nhan tới biệt thự. Nhiệm vụ của anh ta là bảo vệ chị dâu thật tốt, ở đây, có Long Nhất và Long Tam, sẽ không có vấn đề gì cả. Hơn nữa, nhà họ Kim phải đối mặt với vua của Bắc Lương, người đang nắm quyền điều hành 300.000 quân phá Long. Đó là điện chủ của Điện Thần Long, họ không biết mình sắp phải đối mặt với tình thế như thế nào. Ý muốn giết người của chủ soái đã nổi lên, không một ai có thể ngăn cản được. Mà phía bên này, người của Kim Chính Sơn đã hoàn toàn bao vây Tiêu Chính Văn, đối mặt với hàng trăm tên côn đồ, căn bản không có cơ hội sống sót. Vì vậy, Kim Chính Sơn nở một nụ cười tàn nhẫn, nói, thằng nhóc này, mày rất ngông cuồng. Nhưng mày sẽ phải trả giá cho sự ngông cuồng đó. Tiêu Chính Văn khẽ lắc đầu, không để ý đến Kim Chính Sơn và hàng trăm tên côn đồ của ông ta. Tất cả thái độ này đều bị Kim Chính Sơn nhìn thấy, ông ta không thể hiểu nổi, đối mặt với vòng vây như vậy, người đàn ông trước mặt vẫn có thể cười. Hơn nữa, nụ cười của anh còn thể hiện sự tự tin mạnh mẽ. Giống như, trong mắt Tiêu Chính Văn, bọn họ đều chỉ là cỏ rác. Tiêu Chính Văn không chút giấu giếm sát khí trong lòng, nói, Kim Chính Sơn, ông sai rồi. Không phải là tôi phải trả giá, mà là ông và cả nhà họ Kim. Đối mặt với một Tiêu Chính Văn rượu mời không uống lại uống rượu phạt, Kim Chính Sơn hoàn toàn tức giận, ông ta gào lên một tiếng, vứt áo gió của mình xuống đất, hét lớn, thằng nhóc này. Mày đang tìm đường chết đấy, cho dù mày có mạnh đến đâu, mày chống đỡ được 100 anh em của tao sao? Hôm nay cho dù Thiên Vương có tới đây, mày cũng phải chết. Ngay khi Kim Chính Sơn vừa dứt lời, 100 tên thuộc hạ phía sau ông ta lao lên, ai nấy đều sát khí đằng đằng tiến về phía Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn nhìn lên bầu trời, không nói lời nào, nhìn bầu trời không biết từ lúc nào đã bị vầng trăng tàn nhuộm một tầng máu đỏ, anh nói, nhà họ Kim quả thật là ngông cuồng. Không cần Tiêu Chính Văn phải làm gì. Vài tên côn đồ được trang bị dao găm dài để giết Tiêu Chính Văn, họ còn cách anh hơn 3 mét thì đột nhiên một bóng người vụt qua, sau đó ba người họ đã bị một sư xê mạnh cực kỳ lớn đá bay ra một vòng cung dài hơn 10 mét được vẽ ra giữa không trung. Dầm một tiếng, vòng cung đâm thẳng vào nhóm người đông đúc đứng phía sau, trực tiếp đánh bay hơn chục người, tất cả đều rơi xuống đất. Sau đó, trong mắt đám côn đồ hơn trăm tên này, đột nhiên xuất hiện hai bóng người, đứng trước mặt Tiêu Chính Văn như sát thần. Quần áo trên người họ bay phấp phới trong gió đêm. Sát khí đáng sợ đó, giống như một thanh kiếm sắc bén, xuyên qua mọi thứ. Kim Chính Sơn dựng hết lông tơ lên khi nhìn thấy hai người đột nhiên xuất hiện, ông ta gầm lên, giết. Không chừa một ai. Long Nhất cùng Long Tam nở nụ cười đầy giễu cợt, cả hai nhảy lên không trung, sau đó lao xuống đất như đạn pháo. Bất cứ nơi nào họ đi qua, những tên côn đồ lại ngã như rơm như rạ, có người còn bị đánh bay ra ngoài hàng chục mét, treo ngược trên cây xung quanh và trên nóc xe. Chuyện này, không thể. Không thể nào, Kim Chính Sơn sợ hãi. Ông ta chưa từng thấy sức chiến đấu như vậy. Người của ông ta đều được đào tạo bài bản. Có thể giết sạch được người của ông ta trong nháy mắt như đang gặt lúa. Đây chắc chắn là một điều ông ta không thể tưởng tượng nổi. Cao thủ. Cao thủ hàng đầu. Xoẹt. Một tia sáng lạnh lẽo lóe lên. Kim Chính Sơn chưa kịp suy nghĩ, Long Tam đã đi qua mấy chục người trước mặt, trên tay cầm một con dao găm, kề vào cổ ông ta. Con dao găm sắc bén, lấp lánh ánh sáng lạnh lẽo của mặt trăng, cắt qua một lớp da trên cổ Kim Chính Sơn, rỉ ra máu. Trong mắt Kim Chính Sơn, mười mấy tên thuộc hạ đứng trước mặt ông ta cũng trong nháy mắt ngã xuống đất, ôm lấy cổ đang phun máu. Đừng nhúc nhích. Tôi không chắc con dao găm của tôi có chém được đầu ông hay không, Long Tam nói những lời đáng sợ nhất bằng giọng điệu bình tĩnh nhất. Tí tách, một vài giọt mồ hôi lạnh lăn dài trên trán Kim Chính Sơn, ông ta nuốt nước bọt ừng ực, cảm giác ớn lạnh ở cổ khiến cả người ông ta run lẩy bẩy. Tiêu Chính Văn bước về phía trước, mỗi bước chân tựa như hồi chuông báo tử của thần chết. Anh đứng trước mặt Kim Chính Sơn, nhìn Kim Chính Sơn từ trên cao xuống với khí thế đầy cao ngạo, nói. Nói với Kim Chính Long, nếu ông ta muốn con trai ông ta sống sót. 7 ngày sau, hãy đến Sơn Trang Lãng Nguyệt. Trong vòng 7 ngày, nhà họ Kim ông có thể sử dụng tất cả thủ đoạn và nhân lực mà các ông có thể. Tiêu Chính Văn đưa cả Kim Thái đã bị phế tứ chi theo,
cả người Kim Chính Sơn như bị hạ đường huyết, hoàn toàn suy kiệt, nhìn theo chiếc xe Jeep đang đi xa dần, thở hổn hển. Cho dù đã hơn 10 phút trôi qua, Kim Chính Sơn vẫn chưa hoàn hồn. Bởi vì, khoảnh khắc vừa rồi, ông ta cảm nhận được tính mạng bị uy hiếp. Tên đó rốt cuộc là ai? Kim Chính Sơn trong lòng vô cùng kinh hãi, đồng thời, ông ta cũng hiểu được nhà họ Kim đã gặp phải một rắc rối lớn chưa từng có. Chương 9, cả nhà họ Khương phải chôn theo. Ông ba, chúng ta không đuổi theo sao? Cứ để họ chạy đi như thế sao? Các thuộc hạ đứng bên cạnh Kim Chính Sơn hỏi, nhưng câu trả lời lại là một cái tát của ông ta, mạnh đến mức hắn ta ngã nhào xuống đất. Đuổi theo cái đầu mày ấy, đám rác rưởi chúng mày, cút sang một bên cho tao. Kim Chính Sơn tức giận đùng đùng, nhìn con đường vắng vẻ phía xa, sau đó nhìn đám thuộc hạ ngã trên mặt đất, ông ta lại cảm thấy đau đớn trong lòng. Mẹ kiếp, ông ta đây dẫm phải tổ kiến lửa rồi sao? Nhưng trên địa bàn Tu Hà này, ai có thể chống lại nhà họ Kim chứ? Mau, đưa tao về, chuyện này nhất định phải nói cho đại ca biết. Kim Chính Sơn trong nháy mắt đã hiểu ra, chuyện lần này chắc chắn cần gia chủ ra mặt. Kim Thái đã động đến người không nên chọc giận. Mấy người đó rất có khả năng là người của chiến bộ Hoa Quốc. Bằng không, làm sao họ có được sức mạnh lớn như vậy? Tại biệt thự Lãng Nguyệt, Khương Vi Nhan ra khỏi chiếc xe Jeep, loạng choạng đi vào phòng ngủ, kéo theo một hàng dài vết máu sau lưng. Khi nhìn thấy Nana nằm ngủ yên bình trên giường bệnh, ngay lúc đó, đôi mắt cô đã đỏ hoe, nước mắt trào ra. Cô che miệng đi từng bước đến bên giường, chậm rãi ngồi sụp xuống, cô sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của Nana trên giường mà xúc động, bật khóc, Nana, mẹ đã về rồi đây, là mẹ, Nana. Ba vị thần y ở một bên kinh ngạc nhìn Khương Vi Nhan đột nhiên xông vào, người đầy máu. Đây có phải là phu nhân của chủ soái không? Làm thế nào mà cô vẫn chống trụ với vết thương này cho đến bây giờ chứ? Đây có phải là nghị lực của người làm mẹ không? Phu nhân, nhanh lên, sắp xếp phòng cho phu nhân. Đột nhiên, hoa thần y nhìn thấy Khương Vi Nhan ngất xỉu trước giường, nhưng dù cho ngất đi, bàn tay của cô vẫn nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của Nana. Ngay sau đó, Khương Vi Nhan đã được sắp xếp đến phòng bên cạnh, ba vị thần y đã phẫu thuật cùng lúc để chữa trị vết thương cho Khương Vi Nhan. Trên giường, khi cắt váy trên vai phải của Khương Vi Nhan, vết đạn rợn người đó khiến ba vị thần y phải bàng hoàng. Lực thâm nhập này, làm sao một người phụ nữ yếu ớt vẫn có thể chống đỡ suốt khoảng thời gian dài như vậy chứ? Điều đáng sợ hơn là cô rõ ràng đã mất quá nhiều máu, nhưng vẫn có thể sống sót cho đến bây giờ. Nana, Nana, đừng sợ, mẹ nhất định sẽ cứu con, nhất định, trong ca phẫu thuật, Khương Vi Nhan tuy đã bất tỉnh, vẫn không ngừng gọi tên Nana. Tiêu Chính Văn, anh phải, sống sót trở về, em không thể mất anh, Nana cũng không thể mất đi bố. Nghe vậy, ba vị thần y vô cùng xúc động, bật khóc. Ngay cả khi cô đang ở bên bờ vực của cái chết, điều Khương Vi Nhan nghĩ trong sâu thẳm trái tim cô chính là con gái của cô và một Tiêu Chính Văn cô chưa từng gặp lại trong suốt 5 năm qua. Một buổi tối đầy kinh hoàng, nhưng không ai gặp nguy hiểm cả. Ngày hôm sau, Khương Vi Nhan bỗng nhiên ngồi dậy, lo lắng nhấc chăn lên, lao xuống giường bệnh trong bộ đồ ngủ màu hồng. Cô chạy ra ngoài với đôi chân trần, lo lắng hét lên, Nana. Nana, con đang ở đâu? Long Ngũ chạy tới, nói, chị dâu, đừng lo lắng, không sao, cô bé ở ngay phòng bên cạnh. Nghe thấy lời này, cô đẩy Long Ngũ ra, lao vào phòng của Nana, ngay khi nhìn thấy Nana, tảng đá lớn trong tim cô cuối cùng cũng được đặt xuống. Sau đó, cô nhẹ nhàng bước đến bên giường, hai mắt đỏ hoe, tựa vào đầu Nana không dụi đầu vào người cô bé, giọt nước mắt lăn dài trên má. Mẹ ơi! Nana không sao cả, Nana nhìn thấy bố rồi, con thấy bố rồi, đột nhiên, một giọng nói yếu ớt vang lên. Khương Vi Nhan căng thẳng không biết để hai tay vào đâu, nước mắt trào ra, Nana, con tỉnh rồi, con làm mẹ sợ chết khiếp. Mẹ tưởng mẹ sẽ không bao giờ gặp lại con nữa, hu hu hu. Mẹ đừng khóc, khụ khụ, Nana không sao, Nana không đau, Nana rất yếu ớt, khuôn mặt đã có sức sống hơn. Nana tuy còn bé nhưng rất trưởng thành, cô bé vươn bàn tay nhỏ bé của mình ra, nắm lấy tay Khương Vi Nhan, nói ra những lời đầy đau lòng này. Cô bé chỉ mới 4 tuổi,
nhưng lại trưởng thành và biết điều hơn người lớn. Ngay giây phút này, Khương Vi Nhan cảm thấy trái tim mình như vỡ ra, cô không ngừng gật đầu, lau nước mắt nói, ừ, mẹ không khóc, Nana ngoan, Nana là con gái yêu của mẹ, là niềm tự hào của mẹ. Mẹ ơi, bố đâu ạ? Nana nhớ bố đang ở đâu? Có phải bố lại không cần Nana không? Hu hu hu, Nana nói một cách yếu ớt, khẽ nức nở. Nana bé nhỏ không ngừng nghĩ đến Tiêu Chính Văn. Cô bé đã không gặp bố mình suốt 5 năm qua, lúc nào cũng bị người gác gọi là đứa con hoang. Mãi mới gặp được bố, Nana rất sợ lại mất đi bố. Bố không sao đâu, một lát nữa là bố về rồi, Nana ngoan, con ngủ một giấc là có thể được gặp bố rồi, Khương Vi Nhan an ủi Nana. Cô không rõ Tiêu Chính Văn rốt cuộc còn sống hay không. Lúc này, Long Ngũ đi tới, nói, chị dâu, chị cần phải nghỉ ngơi, Nana cũng cần nghỉ ngơi. Khương Vi Nhan miễn cưỡng buông Nana ra, thời điểm cô xoay người rời đi, Nana đột nhiên hỏi, chú ơi, có phải vì Nana nên bố mới không về nữa không? Chú có thể giúp Nana tìm bố không ạ? Long Ngũ cảm động không thôi, một người đàn ông trưởng thành, lúc này cũng rơi lệ, anh ta nói, Nana ngoan, bố cháu không sao cả, bố cháu nhất định sẽ trở về đây. Cháu ngủ ngon một giấc, tỉnh lại là có thể gặp được bố rồi. Vâng ạ. Nana ngoan lắm, Nana đi ngủ đây ạ, Nana lẩm bẩm, rồi thiếp đi một cách yếu ớt. Khương Vi Nhan bước ra khỏi phòng, lo lắng nhìn Long Ngũ, hỏi, Tiêu Chính Văn đang ở đâu? Sao anh ấy chưa về? Có phải anh ấy đã? Dứt lời, Khương Vi Nhan cảm thấy mình khó có thể chống đỡ được nữa, tay trái nắm chặt vạt áo trước ngực. Long Vũ nói, chị dâu, chị đừng lo, đại ca không sao cả. Trên đường đi anh ấy còn bận một số việc, sẽ về sớm thôi. Thật không, Khương Vi Nhan gặng hỏi, sau đó đi vào phòng ngủ. Nhưng cô nhanh chóng thay một bộ quần áo khác, mặc kệ đám người Long Ngũ ngăn cản, nói, các anh đừng đi theo tôi đi một lát rồi về. Nếu Tiêu Chính Văn quay lại, hãy nói với anh ấy rằng tôi yêu anh ấy, và bảo anh ấy hãy chăm sóc thật tốt con gái của chúng tôi. Nói xong. Khương Vi Nhan lôi kéo thân thể đầy mệt mỏi của cô ra khỏi Sơn Trang, bắt taxi ở lối vào Sơn Trang rồi nói với người lái xe nói, chú ơi, phiền chú lái xe đến biệt viện nhà họ Khương ở khu Long Khẩu. Cô biết rằng Tiêu Chính Văn đã gây ra họa lớn, người kia là đại thiếu gia nhà họ Kim đấy, cô phải đi gọi người trợ giúp. Người mà Khương Vi Nhan có thể nghĩ đến bây giờ chính là nhà họ Khương. Nhưng đã 5 năm rồi. Kể từ khi cô bị đuổi ra khỏi nhà họ Khương thì cô chưa từng quay lại biệt viện nhà họ Khương bây giờ trở lại đó, trong lòng Khương Vi Nhan cũng không nắm chắc được, bàn tay nhỏ bé nắm chặt vạt áo của mình, nhìn cảnh đường phố vụt qua cửa kính xe. Hơn 10 phút sau khi Khương Vi Nhan rời đi, Tiêu Chính Văn vội vàng lao vào Sơn Trang, hét lên, Vi Nhan, anh về rồi. Lúc này anh nóng lòng muốn nhìn thấy Khương Vi Nhan, không muốn chờ thêm một giây phút nào nữa. Chủ soái, phu nhân, cô ấy không ở trong biệt thự, Long Ngũ nói một cách yếu ớt. Vẻ mặt của Tiêu Chính Văn trầm xuống khi nghe thấy lời này, anh hỏi, không ở đây. Thế thì cô ấy đã đi đâu? Sao anh không đi theo cô ấy? Long Ngũ giải thích, chủ soái, phu nhân không cho chúng tôi đi theo. Nhưng anh đừng lo, tôi đã cử người đi, khả năng cao là phu nhân đi đến nhà họ Khương ở khu Long Khẩu. Tôi đoán phu nhân muốn nhờ nhà họ Khương giúp đỡ. Nhà họ Khương, Tiêu Chính Văn hít sâu một hơi, xoay người, nói với Long Tam đang đứng bên cạnh, mau. Đưa tôi đến nhà họ Khương. Anh lo Khương Vi Nhan sẽ lại xảy ra chuyện. Một người phụ nữ yếu đuối như cô, lại còn bị thương, cô đi đến nhà họ Khương làm gì chứ? Nếu Khương Vi Nhan lại xảy ra chuyện, Tiêu Chính Văn chắc chắn sẽ hối hận chết mất. Bên này, Khương Vi Nhan xuống xe ở cổng nhà họ Khương. Trước mặt cô là biệt viện họ nhà Khương nguy nga, tráng lệ, hai bên cổng có tường đá vẽ rồng phượng, trước cửa lớn được sơn màu vàng, ngoài ra hai bên còn được đặt hai bức tượng sư tử. Ở trung tâm của quảng trường nhỏ trước cửa là một đài phun nước hình rồng bằng đá. Khương Vi Nhan hít một hơi thật sâu, bước tới cổng nhà họ Khương, cô đập nhẹ vào cánh cổng, hét lớn, có ai không? Một tiếng két vang lên, cánh cửa được mở ra. Khương Vi Nhan nhìn thấy khuôn mặt của một người phụ nữ quyến rũ, mang đậm vẻ kiêu hãnh, khinh thường mà lạnh lùng. Ôi, hôm nay mặt trời mặc đằng Tây đấy à?
Con Danh bị đuổi ra khỏi nhà họ Khương năm đó còn dám vác mặt tới đây nữa sao? Khương Mỹ Nghiên khoanh tay ôm ngực, khinh thường nhìn Khương Vi Nhan sắc mặt tái nhợt đang đứng trước mắt. Chị, em xin lỗi, em muốn tìm ông nội, em có chuyện muốn hỏi ông ấy. Khương Vi Nhan nắm chặt quần áo trên người, toàn thân khẽ run lên, cùng lúc ấy, cô cảm thấy đầu óc choáng váng, vai phải cũng xuất hiện những cơn đau nhói. Khương Mỹ Nghiên cười khẩy rồi hất Khương Vi Nhan ra, thẳng tay chạm vào vết thương của Khương Vi Nhan, khiến cô ngã xuống sàn gạch lạnh tại chỗ. Cô ta lạnh lùng mỉm cười rồi nói, xin lỗi, mày có lỗi với mỗi mình tao á, phải là cả nhà họ Khương mới đúng, nếu không phải vì một con Danh như mày, năm ấy cứ phải sinh ra đứa con hoang đó cho bằng được, nhà họ Khương này đã không trở thành trò cười ở Tu Hà. Vẫn muốn tìm ông nội à? Sao vậy, mày có chuyện muốn cầu xin ông nội à? Được thôi, mày quỳ xuống trước cho tao, sau đó dập đầu lại tao 10 cái. Nếu tao cảm thấy vui vẻ, tao có thể giúp mày chuyển lời. Lạy tao đi. Khương Vi Nhan ngã xuống đất, mắt đỏ bừng nhìn Khương Mỹ Nghiên trước mặt, cô biết mục đích Khương Mỹ Nghiên chính là làm nhục cô. Nhưng cô không có lựa chọn nào khác. Bịch, bịch, bịch. Khương Vi Nhan dập đầu trước Khương Mỹ Nghiên, mỗi lần cô dập đầu xuống, vầng trán trắng nõn của cô đều tiếp xúc sát với gạch lát nền, nhưng sau 3 lần dập đầu, trán của cô đã trở nên đỏ như máu. Chị ơi, em xin chị. Làm ơn cho em vào, em xin chị đấy, Khương Vi Nhan không ngừng cầu xin. Khương Mỹ Nghiên trịch thượng nhìn Khương Vi Nhan đang quỳ trước mặt cô ta mà cảm thấy thực sự đáng ghét, cô ta nói, đủ rồi. Đồ chó hoang, đồ rác rưởi, không ngờ bây giờ mày lại hèn hạ như vậy, tao bảo mày dập đầu, mày liền dập đầu. Ha ha, đúng là thứ vô dụng. Dập đầu đủ 10 cái, Khương Vi Nhan mới ngẩng đầu lên, vầng trán trắng nõn lúc này đã đầy máu. Lan dài trên lông mày, mắt và má, nhỏ xuống phiến đá màu xám. Chị, thế này được chưa? Khương Vi Nhan cảm thấy cơ thể mình sắp không ổn rồi, cảm thấy mình giống như một chiếc thuyền phẳng lặng giữa đại dương, bất cứ lúc nào cũng có thể bị lật, nhưng trong lòng lại lo lắng khiến cô không thể không kiên trì, tiếp tục quỳ xuống. Cô muốn cứu Tiêu Chính Văn, muốn cứu Nana, ngoài nhà họ Khương ra, không còn cách nào khác cả. Ao ao. Nhưng thứ xảy đến với Khương Vi Nhan lại là một xô nước bẩn do Khương Mỹ Nghiên ra lệnh dội lên người cô. Khoảnh khắc đó, Khương Vi Nhan toàn thân ướt đẫm, vết thương trên vai cũng bị kích thích, đau thấu tim. Mà Khương Mỹ Nghiên đang đứng xa xa, dùng ngón tay ấn xuống dưới mũi cô, giễu cợt đầy chua ngoa, một đứa rác rưởi như mày còn muốn gặp ông nội sao? Mày cứ mơ đi! Mày còn quỳ ở đây làm gì? Cút ngay! Nhà họ Khương chúng tao không có loại hèn hạ như mày, Khương Mỹ Nghiên hét lên, giơ tay tát vào mặt Khương Vi Nhan lúc này đã lảo đảo, đứng không vững. Khương Vi Nhan gục xuống, nỗi thất vọng trong lòng kích thích cảm xúc của cô, đột nhiên, cô cảm thấy đầu nặng trĩu, rất nặng. Tiêu Chính Văn, em mệt quá, anh đang ở đâu? Nana, mẹ xin lỗi con, mẹ đã không bảo vệ con được, mẹ thật tệ, Khương Vi Nhan lẩm bẩm. Trong tầm mắt mơ hồ của cô là hình ảnh cái tát của Khương Mỹ Nghiên. Lúc này, một chiếc xe Jeep ở đằng xa đột nhiên dừng lại. Qua cửa kính xe, Tiêu Chính Văn nhìn thấy cảnh tượng Khương Mỹ Nghiên ra lệnh cho người đổ nước bẩn vào người Khương Vi Nhan. Lập tức, máu trong người anh như sôi sùng sục, đôi mắt lạnh lùng của anh đầy sát khí. Anh đẩy cửa xe, lao ra ngoài. Người phụ nữ của Tiêu Chính Văn anh sao có thể bị sỉ nhục như vậy? Người nhà họ Khương dám phá hủy đôi cánh của cô, anh sẽ phế cả nhà họ Khương. Bốp! Cái tát của Khương Mỹ Nghiên dừng lại trên không trung, một bàn tay to lớn như kìm sắt trực tiếp vặn cổ tay thanh tú của cô ta. Đau quá, đau thấu tim. Cô dám động vào cô ấy. Cả nhà họ Khương đều phải quỳ xuống cầu xin cô ấy tha thứ. Một âm thanh vang lên trước cửa chính nhà họ Khương như tiếng gọi của tử thần. Chương 10, vẫn chưa ra đời. Anh là ai? Bỏ tôi ra, anh làm tôi đau đấy. Khương Mỹ Nghiên đau đớn hét lên, khi ánh mắt cô ta chạm phải ánh mắt của Tiêu Chính Văn, cô ta như bị sét đánh, ngây người ra, không dám la hét nữa. Quá đáng sợ. Ánh mắt của người đàn ông trước mặt giống như ma quỷ tới trốn trần gian vậy. Đặc biệt là khí chất tỏa ra từ người anh, như có thể nuốt chửng cô ta bất cứ lúc nào. Khương Mỹ Nghiên bất giác nuốt nước bọt. Vài giọt mồ hôi lạnh chảy dài trên gò má xinh đẹp.
Tiêu Chính Văn trực tiếp hất tay Khương Mỹ Nghiên ra, khiến cô ta lảo đảo lùi về sau mấy bước, kêu lên một tiếng, sau đó ngã nhào xuống đất. Mà lúc này, Khương Vi Nhan cũng không còn lực để chống đỡ cơ thể nữa, dường như cô có thể ngã xuống bất cứ lúc nào, sau đó cô nghiêng người, ngã vào vòng tay của Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn vội vàng ôm lấy Khương Vi Nhan, lo lắng hỏi, Vi Nhan, em sao rồi? Vi Nhan. Khương Vi Nhan dựa vào vòng tay ấm áp của Tiêu Chính Văn, cả người run lên, hai má nóng bừng, đặc biệt là vết máu trên trán và trên bả vai của cô, khiến người ta nhìn thấy mà đau lòng. Điều này khiến cho đôi mắt của Tiêu Chính Văn bùng lên ngọn lửa tức giận. Nhà họ Khương, đáng chết! Tiêu Chính Văn gầm lên một tiếng, đang chuẩn bị ra tay với Khương Mỹ Nghiên, người vừa đổ nước bẩn lên người Khương Vi Nhan đồng thời cũng lăng mạ xúc phạm cô thì lúc này. Bàn tay nhỏ bé mềm mại của Khương Vi Nhan nắm chặt cánh tay của Tiêu Chính Văn, yếu ớt nói, đừng, đừng mà. Tiêu Chính Văn, đừng mà, em muốn quay về, em nhớ Nana, đưa em quay về đi, được không? Được, anh đưa em về. Tiêu Chính Văn không chút do dự, bế Khương Vi Nhan vào lòng, sau đó xoay người rời đi. Khương Mỹ Nghiên lúc này mới phản ứng lại, chỉ vào bóng lưng đang rời đi của Tiêu Chính Văn, tức giận hét lớn, đứng lại. Anh là ai mà dám láo xược trước cửa nhà họ Khương tôi, chặn anh ta lại cho tôi. Trong phút phốc, vài tên bảo vệ ở cửa xông ra, muốn chặn Tiêu Chính Văn lại. Tuy nhiên, ánh mắt Tiêu Chính Văn lạnh lùng quét qua người bọn họ, sát khí thấu trời đang ẩn giấu trong cơ thể anh đột nhiên bộc phát ra ngoài khiến mấy tên bảo vệ sợ chết khiếp, run rẩy đứng im tại chỗ, ngó trái ngó phải, không dám tiến lên. Bọn chúng đột nhiên cảm thấy người đàn ông trước mặt giống như quân vương của địa ngục, vô cùng đáng sợ. Bùm! Một luồng sát khí đáng sợ trào dâng trên cơ thể của Tiêu Chính Văn, anh tức giận gầm lên, dám chặn đường tôi thì đừng mong sống. Cút! Khương Vi Nhan dựa chặt vào vòng tay của Tiêu Chính Văn, 5 năm rồi, cô không được cảm nhận sự ấm áp như thế này. Cô nhướng mày nhìn Tiêu Chính Văn ở trước mắt với vẻ mặt mơ hồ, cảm giác vừa lạ vừa quen. Cô biết rằng tương lai của mình, đều sẽ là người đàn ông này. Những tên bảo vệ này không dám tiến lên trước, Tiêu Chính Văn trực tiếp đi đến chiếc xe phía trước bọn họ, sau khi xe nổ máy, nhanh chóng rời khỏi đây. Nếu như không phải Khương Vi Nhan cầu xin cho nhà họ Khương, thì ngày hôm nay nhà họ Khương ở đất Tu Hà này chỉ còn là dĩ vãng. Mãi cho đến khi Tiêu Chính Văn rời đi, Khương Mỹ Nghiên và mấy tên bảo vệ mới hoàn hồn lại. Khí tức và áp lực trên người Tiêu Chính Văn vừa rồi khiến hai chân bọn họ run lẩy bẩy. Khương Mỹ Nghiên vội vàng chạy ra ngoài, ánh mắt tức giận nhìn chằm chằm vào chiếc xe Jeep đã đi xa, không khỏi dậm chân, hét lớn, Khương Vi Nhan. Con đàn bà chết tiệt, đã như vậy rồi còn đưa thằng đàn ông ngông cuồng đến nhà họ Khương làm càn. Giỏi, giỏi lắm, mày đợi đấy cho tao. Tuy nhiên, Khương Mỹ Nghiên cũng tràn đầy nghi ngờ về thân phận của Tiêu Chính Văn. Cô ta cứ có cảm giác mình đã gặp người đàn ông đó ở đâu rồi. Là ai vậy nhỉ? Chấm. Tiêu Chính Văn đưa Khương Vi Nhan trở về biệt thự Lãng Nguyệt, đích thân đưa cô vào phòng ngủ, đắp chăn cho cô, sau đó nhờ có sự chăm sóc tận tình của bác sĩ, cô bình yên chìm vào trong giấc ngủ. Nhìn Khương Vi Nhan đang cuộn tròn trên giường như một đứa trẻ, Tiêu Chính Văn ngồi ở bên cạnh giường, hai mắt đỏ hoe, vẻ mặt tự trách. Sau ngần ấy năm, cô rốt cuộc đã trải qua những gì mà bây giờ lại sợ hãi như vậy, ngay cả khi ngủ cũng co ro người lại, tìm kiếm cảm giác an toàn. Vi Nhan, anh về rồi đây, sau này sẽ không có ai được phép bắt nạt em và Nana nữa, anh sẽ bảo vệ hai mẹ con, Tiêu Chính Văn sờ nhẹ má Khương Vi Nhan, sau đó anh xoay người bước ra khỏi phòng ngủ. Lúc này, Long Tam bước lên trước, nói, chủ soái, Kim Thái đã bị nhốt trong sân rồi, tiếp theo chúng ta làm gì? Ánh mắt Tiêu Chính Văn lạnh lùng, sát khí nồng đậm lan tỏa khắp biệt thự, anh cất bước, đi thẳng tới chỗ sân đang giam giữ Kim Thái. Kim Thái lúc này không còn ra hồn người nữa rồi, tay chân bủn rủn, trên người bê bết máu, nằm trên mặt đất như một con chó, miệng không ngừng rên lên hừ hừ, lũ đáng chết chúng mày. Tao là Kim Thái, là đại thiếu gia nhà họ Kim. Bố tao là Kim Chính Long, ông ấy nhất định sẽ không tha cho chúng mày đâu. Ha ha ha, chúng mày sẽ chết mà không có chỗ chôn thây. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói, Kim Thái, mày dám tông con gái tao bị thương, suýt chút nữa thì mất mạng. Mối thù này, tao nhất định phải báo.
Tao muốn mày phải trải qua tất cả những gì mà Nana đã phải trải qua trong 2 ngày vừa rồi. Nói xong, Tiêu Chính Văn nói với Long Tam, bảo Hoa Thần Y kê cho hắn loại thuốc tốt nhất. Sau khi vết thương lành, lại đâm tiếp vào người hắn cho tôi. Tôi muốn hắn sống không bằng chết, tôi muốn hắn trải nghiệm những đau đớn mà Nana đã phải chịu đựng. Long Tam nghe xong, khóe miệng khẽ nhếch lên, nói, thuộc hạ hiểu rồi ạ. Sau đó, Hoa Thần Y tới, kê cho Kim Thái loại thuốc tốt nhất. Vết thương rất nhanh đã lành lại, nhưng khi vết thương vừa lành, lại bị một con dao găm đâm vào. Những tiếng kêu thảm thiết thất thanh không ngừng vang vọng trong sân. Á, không, đừng mà. Lũ quỷ độc ác chúng mày, Kim Thái kêu lên thảm thiết, bây giờ hắn như đang ở chốn địa ngục, không ngừng cầu xin, tôi sai rồi, tôi sai rồi. Cầu xin anh, tha cho tôi. Tuy nhiên, Tiêu Chính Văn coi như không nghe thấy, Long Tam cứ đi vòng xung quanh hắn, khi thấy vết thương của Kim Thái được chữa khỏi, anh ta lại dùng dao găm xuyên qua chỗ đó. Sau đó, dưới bàn tay ma thuật của Hoa Thần Y, 4 chiếc xương được rút ra khỏi cơ thể Kim Thái. Chúng mày giết tao đi. Giết tao đi, Kim Thái như phát điên lên, điên cuồng gào khóc, hắn chưa từng nghĩ sẽ có một ngày hắn bị tra tấn như vậy. Việc này còn đau khổ hơn là bị giết rất nhiều. Con gái tao bị gãy 4 chiếc xương, mày nhất định phải trả lại, Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói, trong mắt hiện lên sát khí đằng đằng. Mà lúc này, Long Lục đột nhiên bước vào, liếc nhìn Kim Thái đang bị tra tấn không còn ra hình dạng người, âm thầm chửi rủa một câu, sau đó anh ta nói với Tiêu Chính Văn, chủ soái, tổng tư lệnh của Cục Thanh tra chấp pháp Tu Hà, Tống Hậu Lượng xin gặp. Nghe thấy vậy, Tiêu Chính Văn khẽ cau mày, ánh mắt nghiêm nghị, nói, cho anh ta vào đi. Ngay sau đó, Tống Hậu Lượng bước vào sân, từ xa anh ta đã ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc, khi anh ta nhìn thấy bộ dạng thê thảm của Kim Thái liền sững người. Đó chính là đại thiếu gia nhà họ Kim, bố anh ta là Kim Chính Long, là một trong 4 long thủ của thế lực ngầm ở Tu Hà. Chủ soái Bắc, à không, anh Tiêu, các anh làm như vậy, e rằng sẽ gây ra phiền phức không đáng có, bố của Kim Thái, Kim Chính Long là một nhân vật rất quyền lực ở Tu Hà. Ông ta cũng là nhân vật đại diện cho giới kinh doanh và thế lực ngầm ở đây. Nếu như ông ta biết con trai của mình bị các anh tra tấn thành bộ dạng này, nhất định sẽ không bỏ qua. Tống Hậu Lượng liếc nhìn về phía Kim Thái đã bất tỉnh nhân sự, nuốt nước bọt, nói. Tuy nhiên, Tiêu Chính Văn vẫn đứng nguyên tại chỗ, không hề nhúc nhích, ánh mắt lạnh lùng nhìn Tống Hậu Lượng, nói, anh đến đây là để cầu xin cho hắn à? Thình thịch, cả người Tống Hậu Lượng run lên. Anh ta vội vàng cúi đầu, nói, không không không. Anh Tiêu hiểu nhầm rồi. Tôi chỉ lo người của anh không đấu lại được với người nhà họ Kim, hơn nữa. Cảm ơn ý tốt của Tổng Tư lệnh Tống, người tôi không đối phó được, còn chưa sinh ra trên đời này, Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói, sau đó xoay người rời đi. Chương 11, mây mù bao phủ. Cùng lúc đó, trên khắp thế giới, 3.000 cường giả thuộc Điện Thần Long gấp rút đến Hoa Quốc bằng chuyên cơ. Điểm đến tiếp theo của bọn họ đương nhiên là Tu Hà. Toàn bộ sân bay Hoa Quốc tấp nập không ngừng. Chỉ trong ngày hôm nay, Cục Quản lý Hàng không đã xác nhận xuất hiện hơn 1.000 chiếc chuyên cơ. Hơn nữa, điểm đến của bọn họ đều là Tu Hà. Một sự việc bất thường như vậy đã ngay lập tức thu hút sự chú ý của Cục Quản lý Hàng không Hoa Quốc, đồng thời báo cáo lên phòng chỉ huy tác chiến trên không ở các chiến khu lớn khác nhau. Tuy nhiên, câu trả lời mà bọn họ nhận được lại là không được phép đánh và chặn. Để cho bay qua, hơn nữa điều động tất cả các hệ số máy bay hàng không dân dụng khác mở đường. Việc này khiến cho toàn bộ Cục Quản lý Hàng không Hoa Quốc bùng nổ. Bọn họ chưa từng gặp phải chuyện như vậy, có thể phán đoán rằng, Tu Hà lần này nhất định đã xảy ra một sự kiện phi thường. Cùng lúc đó, tin tức về việc 3.000 cường giả của Điện Thần Long đồng loạt tiến đến Hoa Quốc cũng gây ra một chấn động lớn trong mọi tầng lớp xã hội ở nước ngoài. Tất cả mọi người đều đang nhìn chằm chằm vào Hoa Quốc, cố gắng nghe ngóng tin tức nội bộ của Hoa Quốc và toàn bộ tin tức có liên quan đến 3.000 cường giả của Điện Thần Long này. Cuối cùng, tin tức mà bọn họ nhận được chỉ có 2 từ Tu Hà. Lúc này ở biệt thự Lãng Nguyệt, Tiêu Chính Văn sau khi rời đi, quay về phòng khách. Long Nhất nhanh chóng từ bên ngoài bước vào, cung kính nói, chủ soái. 3.000 cường giả của Điện Thần Long đều đã đến Hoa Quốc, theo tình hình hiện tại, hôm nay nhóm người đầu tiên sẽ vào Tu Hà,
còn những nhóm còn lại ngày mai sẽ tới. Ừ, Tiêu Chính Văn gật đầu, hờ hững nhìn về phía xa xăm, cảm xúc kìm nén trong lòng từ lâu vẫn chưa thể buông bỏ được. Còn có, Tứ Đại Long Tôn cũng đến rồi, đang chờ chỉ thị của chủ soái, Long Nhất nói, trong lòng bày tỏ thái độ cung kính với Tứ Đại Long Tôn. Ngoại trừ Tiêu Chính Văn, Tứ Đại Long Tôn là người mà anh ta ngưỡng mộ và bái phục nhất. Đó là bốn vị cao thủ trấn giữ Điện Thần Long, danh tiếng của bọn họ vang dội khắp trong và ngoài nước. Lần này, Tứ Đại Long Tôn đều đến rồi, đừng nói là nhà họ Kim nhỏ bé ở đất Tu Hà, cho dù là toàn bộ thành phố Tu Hà, thậm chí toàn vùng chiến khu Đông Nguyên này, ngoại trừ vài vị chủ soái, không có ai có thể được coi là đối thủ của bọn họ. Được rồi, bảo bọn họ đóng quân ở bên ngoài thành Tu Hà, không được làm phiền tới dân chúng, càng không được để lộ hành tung của mình. Truyền mệnh lệnh cho Tứ Đại Long Tôn, ngăn chặn tất cả những kẻ muốn can thiệp vào vụ việc của gia đình nhà họ Kim ở Tu Hà. Bất kể là ai, nếu như dám đến ứng cứu nhà họ Kim, giết chết không tha. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói, sát khí trong mắt cuồn cuộn dâng trào thấu trời, xáo trộn một phương. Nhà họ Kim ở Tu Hà, hy vọng các người sẽ không khiến tôi thất vọng. Cùng lúc đó, Kim Chính Sơn vội vã quay về biệt thự nhà họ Kim. Trong phòng khách rộng lớn nguy nga tráng lệ của nhà họ Kim, bốn góc là bốn cây cột vàng, tất cả đều được sơn son thép vàng, bên trên được khắc hình bốn con rồng vàng uốn lượn. Khí thế rất khoa trương. Phía cao nhất của phòng khách là ngai vàng của người đứng đầu nhà họ Kim, giống như một chiếc ghế khắc hình rồng trong hoàng cung, tỏa ra một luồng khí thế mạnh mẽ. Bụp! Người đứng đầu nhà họ Kim, Kim Chính Long, vẻ ngoài quyền lực, ánh mắt lạnh lùng, đập mạnh vào tay vịn hình đầu rồng, gầm lên, đúng là một thằng nhãi ngông cuồng. Lại dám phế tay chân của con trai tao, còn dám bắt nó đi. Chính Sơn, bên kia nói như thế nào? Kim Chính Long lúc này đang rất tức giận, mười mấy nhân vật hàng đầu của nhà họ Kim đang ngồi trong đại sảnh đều mặt lạnh như băng. Kim Chính Sơn vội vàng nói, anh à, bên kia nói cho chúng ta thời gian 7 ngày. Hắn nói, trong vòng 7 ngày, bảo nhà họ Kim chúng ta tập hợp tất cả những người có thể tập hợp được, tận dụng tất cả mọi thủ đoạn có thể tận dụng được. 7 ngày sau sẽ là đại kết cục. Giỏi, giỏi lắm, thằng nhãi ngông cuồng. Nhà họ Kim chúng ta tồn tại hơn 300 năm ở đất Tu Hà này rồi nhưng chưa từng gặp một kẻ ngông cuồng như vậy. Dám đối đầu với nhà họ Kim chúng ta, rõ ràng là tự tìm đường chết. Kim Chính Long nghe xong, sát khí trên mặt càng lúc càng nặng, khóe mắt dữ tợn, ông ta lúc này như tảng băng lạnh lẽo nghìn năm. Anh à, tới đây chúng ta phải làm gì? A Thái vẫn đang nằm trong tay bọn chúng, có cần em phái người đi cứu trước không? Kim Chính Sơn hỏi. Kim Chính Long trực tiếp xua tay, lạnh lùng nói, không cần. Bây giờ chú gọi điện thoại cho A Thái, anh muốn xem, đối phương là kẻ nào, lại dám coi thường nhà họ Kim. Ngay sau đó, ông ta gọi điện thoại cho Kim Thái, Long Nhất đưa điện thoại cho Tiêu Chính Văn, nói, có lẽ là người nhà họ Kim. Tiêu Chính Văn trực tiếp kết nối video, trong màn hình là khuôn mặt lạnh lùng uy nghiêm của Kim Chính Long, ông ta gằn giọng, tao không quan tâm mày là ai. Tao cho mày thời gian 1 giờ, mau chóng đưa con trai tao toàn vẹn trở về nhà họ Kim. Ngoài ra, mày còn phải quỳ xuống trước cửa nhà họ Kim, chờ khi nào được tha thì thôi. Tiêu Chính Văn cười lạnh một tiếng, anh sớm đã đoán được nhà họ Kim sẽ không dễ dàng cho qua, nhưng không thể ngờ rằng, nhà họ Kim lại dám ngông cuồng như vậy. Cho dù Kim Thái đang ở trong tay anh nhưng Kim Chính Long vẫn không lộ ra một chút sợ hãi, ngược lại còn uy hiếp anh. Ông chính là Kim Chính Long, Tiêu Chính Văn hỏi, lúc này trong mắt ánh lên tia sát khí. Đúng vậy, tao là Kim Chính Long, nếu như mày muốn giữ lại cái mạng thì mau chóng đưa con trai tao về. Nếu không, mày cứ chờ sự báo thù tàn độc nhất của nhà họ Kim dành cho mày đi, Kim Chính Long nói. Vậy thì tôi lại rất muốn xem, nhà họ Kim các ông rốt cuộc có thủ đoạn gì. Trong vòng 7 ngày, mong là các ông có thể chuẩn bị thật tốt. 7 ngày sau. Tôi sẽ đến tận nhà thăm hỏi. Kim Chính Long, hy vọng là ông vẫn có thể ngồi nói chuyện như bây giờ. Tiêu Chính Văn nói xong câu này, trực tiếp cúp máy. Phía bên Kim Chính Long như muốn nổ tung. Tất cả những nhân vật hàng đầu của nhà họ Kim đều vô cùng giận dữ. Tất cả cùng chạy tới, hét lớn, gia chủ. Thằng nhãi này ngông cuồng như vậy, nhất định phải tiêu diệt hắn. Đúng vậy, gia chủ,
Nhà họ Kim chúng ta đã lâu lắm rồi chưa ra tay nên có phải bọn chúng đã quên mất bản lĩnh của nhà họ Kim chúng ta rồi không? Kim Chính Long trầm mặc, khóe mắt ánh lên một tia lạnh lẽo, như thể con rồng đang ngủ đông lúc này chợt bừng tỉnh. Chà! Ông ta đột nhiên đứng lên, ám khí trên người tỏa ra khắp nơi, phẫn nộ gầm lên, đúng vậy. Nhà họ Kim chúng ta đã rất lâu rồi chưa ra tay, có lẽ bọn chúng đã quên mất năng lực và bản lĩnh của nhà họ Kim chúng ta. Nếu đã như vậy, tôi không ngại càn quét một trận sóng to gió lớn ở đất Tu Hà này, khiến thằng nhãi đó và những kẻ đang âm thầm quan sát biết rằng ở Tu Hà này, nhà họ Kim chúng ta không phải ai cũng có thể động vào được. Chú Tư, chú lập tức gom tất cả tài sản và tiền bạc của nhà họ Kim. Chúng ta phải đánh một trận ra trò. Ngoài ra, hãy thông báo cho tất cả các đối tác làm ăn của nhà họ Kim rằng, nếu như bọn họ đồng ý giúp đỡ chúng ta trong lúc khó khăn, đến lúc xong việc, nhất định sẽ được báo đáp. Kim Chính Long nói xong, người đàn ông trung niên đeo kính ở bên cạnh đứng lên, nói, vâng, em lập tức đi ngay. Chú Ba, chú là một trong bốn long đầu của thế giới ngầm ở Tu Hà. Hãy dùng hết khả năng của mình để tập hợp tất cả thế lực của thế giới ngầm. Càng nhiều càng tốt, ngoài ra, thông báo với ba vị long đầu còn lại, nói anh muốn mượn nguồn lực của bọn họ, Kim Chính Long nói tiếp, trong mắt ánh lên một tia sắc bén. Kim Chính Sơn lập tức đứng dậy, nói, vâng, anh, ở chỗ em có hơn 1.000 người, còn có thể mượn thêm 1.000 người ở chỗ ba vị long đầu kia. Kim Chính Long gật đầu, đột nhiên nhớ ra gì đó, gọi Kim Chính Sơn lại, nói, đúng rồi, tập hợp hết tất cả các cao thủ võ đạo của nhà họ Kim ở bên ngoài lại cho anh. Trong vòng một ngày, nhất định phải xuất hiện ở Tu Hà. Bảo bọn họ yên lặng đợi chỉ thị. Kim Chính Sơn gật đầu, xoay người, sải bước nhanh ra ngoài. Còn ba chú thì thông báo cho các nhân vật nội bộ thể chế Tu Hà, nói rằng nhà họ Kim chúng ta có việc lớn cần làm. Đặc biệt là đám người của Cục Thanh tra chấp pháp, bảo bọn họ tuyệt đối không được xuất hiện trong phạm vi 10 cây số quanh nhà họ Kim. Ngoài ra, nếu như bọn họ có nghe thấy bất cứ động tĩnh nào cũng không được phép ra mặt. Đặc biệt là cái tên Tống Hậu Lượng đó, nghĩ cách ngăn hắn ta lại cho anh, Kim Chính Long lại ra lệnh, âm thầm siết chặt nắm đấm. Cái tên Tống Hậu Lượng này đã để ý nhà họ Kim bọn họ từ lâu rồi, nếu như không muốn gặp phải những phiền phức không đáng có, nhất định phải ngăn hắn ta lại. Vâng, bọn em sẽ tận dụng các mối quan hệ của mình, ba người em của Kim Chính Long lập tức xoay người rời khỏi phòng khách. Cuối cùng, Kim Chính Long nói với người đàn ông trung niên còn lại duy nhất trong phòng khách, chú hai, bây giờ chú cũng là sĩ quan tham mưu của tiểu khu Giang Nam thuộc chiến khu Đông Nguyên, giúp anh điều tra xem, chú ba đoán đối phương có thể là người của chiến bộ Hoa Quốc, chúng ta phải nắm rõ thông tin về hắn thì mới có thể ra tay được. Kim Chính Hổ với thân hình vạm vỡ, khắp người tỏ ra khí thế uy nghiêm của quân đội, lúc này gật đầu nói, anh yên tâm. Em sẽ lập tức sai người đi điều tra. Một thằng nhãi ở chiến bộ, thì cũng chẳng có bản lĩnh gì cả. Có thể do có chút kỹ năng lợi hại, nếu như thật sự có thân phận đặc biệt gì, lần này em quay về sao lại không nhận được chỉ thị từ cấp trên được chứ? Kim Chính Long gật đầu, nói, chú cũng đã xem camera giám sát rồi đấy, người bên cạnh thằng nhãi đó thực lực rất mạnh. Có lẽ không phải người bình thường, tôi lo lắng đối phương là người từ tổng bộ chiến khu khác đến, vì vậy chúng ta không thể bất cẩn được. Vâng, em lập tức cho người đi điều tra, Kim Chính Long trả lời, ngoài ra, em cũng có quen biết với Hàn Lợi Dân, em có thể hỏi mượn anh ta một số lính đặc nhiệm qua đây. Được, Kim Chính Long đứng trong phòng khách, trong đôi mắt lạnh thấu xương, nhìn xa xăm về phía trước, sự căm hận trong lòng cũng không ngừng dâng lên, cuối cùng hóa thành một luồng sát khí nồng đậm, nói, dám ra tay với nhà họ Kim chúng tao. Tao nhất định sẽ không cho mày còn đường quay về. Chương 12 Nhà họ Khương. Trận càn quét này đã khiến cho không ít lực lượng địa phương ở Tu Hà cảm nhận được áp lực chưa từng có, toàn bộ Tu Hà bắt đầu trở nên vô cùng căng thẳng. Lúc này, trong văn phòng của Tổng Tư lệnh Thanh tra Tống Hậu Lượng, ba người em trai của Kim Chính Long đang ngồi trên sofa, vẻ mặt u ám, nhìn Tống Hậu Lượng ở trước mặt, lạnh lùng nói, Tổng Tư lệnh Tống, lần này nhà họ Kim chúng tôi tổ chức một sự kiện lớn. Khu vực diễn ra sự kiện là những phạm vi đánh dấu trên bản đồ, có khoảng hơn 2.000 nhân viên tham gia sự kiện. Tôi hy vọng rằng người của Tổng Tư lệnh Tống sẽ không xuất hiện trong bán kính 10 cây số từ nhà họ Kim. Ngoài ra,
dù cho Tổng tư lệnh Tống có nghe thấy bất cứ động tĩnh gì cũng phải đợi sự kiện của chúng tôi kết thúc thì mới được ra mặt. Nếu không, tôi cũng không biết đến lúc đó sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn nào đâu. Ngang ngược, thô bạo, đe dọa. Sắc mặt Tống Hậu Lượng trùng xuống, đập bàn, tức giận hét lớn, Kim Hải. Đây là cục thanh tra, không phải nhà họ Kim của các ông. Ông lại dám uy hiếp tôi. Ông có tin tôi lập tức sai người bắt các ông lại không? Phẫn nộ. Trái tim Tống Hậu Lượng như muốn nổ tung. Nhà họ Kim này thật điên cuồng. Quá ngang ngược rồi. Bọn chúng không coi tổng tư lệnh của cục thanh tra ra gì. Hành vi đùa với lửa này của bọn chúng rõ ràng là khinh thường pháp luật. Ha ha, tổng tư lệnh Tống, đương nhiên bọn tôi tin rồi. Nhưng mà, anh đừng có quên, anh hai của nhà họ Kim chúng tôi là người của tiểu khu Giang Nam thuộc chiến khu Đông Nguyên. Hơn nữa, nhà họ Kim chúng tôi cũng đâu có làm gì phạm pháp, chúng tôi chỉ là có ý tốt đến nhắc nhở chút thôi mà. Tổng tư lệnh Tống, hy vọng anh có thể hiểu được. Lão Kim Hải đó khoảng năm, 60 tuổi, giọng nói lạnh lùng, sau đó ông ta đứng lên, phất tay áo, cùng với các vệ sĩ riêng rời đi. Giác! Ngay khi bọn chúng rời đi, Tống Hậu Lượng liền đập vỡ tách trà. Chỉ vào cửa, tức giận hét lớn, quá quát, thật sự quá quát, nhà họ Kim bọn họ là cái thá gì chứ? Lại dám ở trước mặt mình giễu võ dương oai. Lúc này, Triệu Minh vừa đi tới cửa, nhìn thấy Tống Hậu Lượng đang tức giận đùng đùng, gõ cửa, hỏi, Tổng tư lệnh Tống, chuyện gì vậy? Nhìn thấy Triệu Minh, Tổng tư lệnh Tống hít sâu một hơi, sắc mặt lạnh lùng, hỏi, cậu tới đây làm gì? Không phải bảo cậu dẫn người đi canh giữ biệt thự sao? Xảy ra chuyện gì rồi à? Triệu Minh có chút khó xử, nói, Tổng tư lệnh Tống, không có chuyện gì cả, tôi chỉ muốn tới hỏi, đám người ở biệt thự đó xử lý như thế nào? Tôi tận mắt nhìn thấy bọn họ bắt đại thiếu gia nhà họ Kim Kim Thái vào trong đó, ở cửa cũng có thể nghe thấy tiếng kêu gào thảm thiết của hắn, cảnh tượng trong đó nhất định là thảm khốc lắm, chúng ta có nên... Không cần quan tâm, bảo người của cậu dù nghe thấy cũng phải coi như không nghe thấy. Không được quan tâm đến bất cứ chuyện gì. Chuyện này không phải là chuyện mà tôi và cậu có thể can thiệp vào được đâu. Không nhìn thấy Hàn Lợi Dân cũng phải đích thân qua đó sao? Đó là do nhà họ Kim tự mình tìm đường chết. Tống Hậu Lượng hừ lạnh một tiếng, như muốn phun ra hết tất cả lửa giận. Nói xong câu này, Tống Hậu Lượng như nhớ ra điều gì đó, vội vàng lấy mũ trên bàn lên. Đội vào, nhanh chóng đi ra ngoài. Triệu Minh không chậm trễ, lại quay về biệt thự. Lúc này, Tống Hậu Lượng ngồi trên chiếc xe chuyên dụng của mình, đến chỗ chủ tịch thành phố Tu Hà, Tô Khởi Minh, đây là một biệt thự nhỏ bình thường, vẫn là căn được cấp trên phân cho. Chủ tịch Tô, vừa nãy người nhà họ Kim đến tìm tôi, bảo người của tôi mấy ngày này không được phép xuất hiện trong vòng bán kính 10 km từ nhà họ Kim, ông nói xem. Tôi nên làm thế nào? Tống Hậu Lượng đứng đằng sau Tô Khởi Minh, hỏi, trong mắt lóe lên sự phẫn nộ với nhà họ Kim. Tống Hậu Lượng vẫn còn thể phân biệt rõ ràng, dù sao đây cũng là Tu Hà, lời nói của Tô Khởi Minh là có trọng lượng nhất. Cho dù là người Bắc Lương, thân phận cao quý như thế nào, nhưng khi ở Tu Hà, mọi chuyện đều phải nghe theo lời của Tô Khởi Minh. Lúc này, Tô Khởi Minh nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, mắt khẽ nheo lại, nghiêm mặt, nói. Nhà họ Kim có vị trí nhất định ở Tu Hà, chúng ta không động vào được, nhưng lần này người mà bọn chúng đắc tội lại là người mà bọn chúng không bao giờ được phép đắc tội, vậy thì chúng ta cũng không cần ra tay, bảo người của cậu, lui về phía sau. Chỉ cần canh giữ ngoài bán kính 10 km cho tôi là được. Một khi xảy ra tình huống ngoài ý muốn, tất cả sẽ xông lên. Bắt ai? Tống Hậu Lượng hỏi. Đương nhiên là nhà họ Kim rồi, Tô Khởi Minh xoay người nói. Cậu chắc cũng hiểu rõ lai lịch của đám người đó rồi đúng không? Người đó là vua hiện tại của Bắc Lương, là người mà một gia đình nhỏ bé như nhà họ Kim có thể động vào được sao? Nhà họ Kim không nên ra tay với một cô bé 4 tuổi. Hơn nữa, đó lại là con gái ruột của vua Bắc Lương, là tiểu công chúa của Hoa Quốc. Vâng, Tống Hậu Lương lớn tiếng đáp, không chút chậm trễ, vội vàng rời khỏi biệt thự nhỏ. Còn Tô Khởi Minh đứng trước cửa sổ. Chắp tay sau lưng, vẻ mặt trịnh trọng, nhìn ra bên ngoài, nói, trời đất Tu Hà sắp thay đổi rồi. Lúc này, ở biệt thự Lãng Nguyệt, Tiêu Chính Văn đang ngồi trong sân nhỏ cùng với Khương Vi Nhan, cô vừa mới tỉnh dậy, hai người ngồi đây hít thở không khí trong lành.
Khương Vi Nhan cứ nhìn chằm chằm vào Tiêu Chính Văn, hai mắt cô đỏ hoe, cô muốn một lần nhìn hết mọi sự thay đổi của anh trong vòng 5 năm qua. Tiêu Chính Văn nắm chặt bàn tay lạnh giá mỏng manh của Khương Vi Nhan, trìu mến nói, Vi Nhan, anh xin lỗi, từ nay về sau, có anh ở đây, không ai có thể bắt nạt em và Nana, tin anh, hãy tin anh. Khương Vi Nhan gật đầu nói ừm, nước mắt cô đã lăn dài trên má, sau đó nép vào lòng của Tiêu Chính Văn, nói, Tiêu Chính Văn, cảm ơn anh đã cứu Nana. Nhưng cô đột nhiên ngồi thẳng người, hỏi anh với vẻ mặt lo lắng, à đúng rồi, sao anh quay về được vậy? Kim Chính Sơn không làm khó anh sao? Anh có bị thương ở đâu không? Đó là ông ba của nhà họ Kim, thủ đoạn rất bỉ ổi, Tiêu Chính Văn làm cách nào mà thoát ra được? Lại còn không bị thương chút nào. Sau 5 năm, Khương Vi Nhan đột nhiên cảm thấy người đàn ông cô mới chỉ có duyên gặp mặt mấy lần này càng lúc càng trở nên bí ẩn, không cách nào có thể nhìn thấu được. Tiêu Chính Văn cười, nói, 5 năm trước, anh nghe lời em, đi về phía Nam, sau đó gia nhập quân đội, làm việc ở trong chiến bộ, anh đã học được một số kỹ năng, đám người Kim Chính Sơn đó chỉ là mấy tên lưu manh vặt thôi, không phải là đối thủ của anh. Em đừng lo. Chuyện nhà họ Kim, anh sẽ giải quyết ổn thỏa, em cứ yên tâm ở lại đây chữa trị vết thương và chăm sóc con gái của chúng ta nhé. Khương Vi Nhan sau khi nghe xong lời này mới có thể thở phào nhẹ nhõm, nhưng cô lại lập tức nắm chặt tay Tiêu Chính Văn, vẻ mặt đầy sợ hãi, lo lắng, nói, Tiêu Chính Văn, anh đưa em về nhà họ Khương đi, em nhờ ông nội ra tay, nhà họ Kim không đơn giản như anh nghĩ đâu, anh đã đánh Kim Thái bị thương, bọn họ nhất định sẽ không tha cho anh đâu. Em đi cầu xin ông nội nhất định sẽ có cách giúp đỡ. Nói xong, Khương Vi Nhan vội vàng đứng dậy, nhưng vết thương trên bả vai của cô đau nhói, khiến cô loạng choạng ngã xuống vòng tay Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn nhìn Khương Vi Nhan trong lòng mình, biết rằng cô nhất định đòi đi bằng được, vì vậy nói, được, anh đưa em đi. Bây giờ trong mắt Tiêu Chính Văn, Khương Vi Nhan là quân lệnh của anh. Cô nói gì anh cũng đều sẽ làm theo. Vua của Bắc Lương gì chứ, Khương Vi Nhan là tất cả đối với anh. Anh sẽ tin tưởng và phục tùng cô vô điều kiện, anh muốn bù đắp những gì mà anh đã nợ cô trong suốt 5 năm qua. Tiêu Chính Văn tự mình lái xe, không dắt thêm một ai đi cùng, đưa Khương Vi Nhan đến cửa chính nhà họ Khương. Khi Tiêu Chính Văn đến đây, trong lòng anh như có lửa đốt, anh nhẹ nhàng đỡ Khương Vi Nhan đi về phía trước, anh đang định gõ cửa, nhưng Khương Vi Nhan ra hiệu cho anh ý bảo để tự cô làm. Cốc cốc, cửa chính được mở ra từ bên trong, đầu của một bảo vệ thò ra, khi nhìn thấy Khương Vi Nhan đang đứng ở trước cửa, ánh mắt anh ta hiện lên vẻ căm ghét và hận thù, nhưng khi nhìn thấy Tiêu Chính Văn đứng cạnh cô, ánh mắt anh ta lập tức trở nên hoảng loạn và sợ hãi. Hai người sao lại đến đây? Ở đây không chào đón hai người, bảo vệ bất mãn nói, anh ta chuẩn bị đóng cửa. Bịch, Tiêu Chính Văn giữ chặt cánh cửa, sắc mặt lạnh lùng nhìn bảo vệ. Nói, nếu như nhà họ Khương vẫn còn muốn cái cửa này, vậy thì bảo ông cụ Khương ra đây đón tiếp chúng tôi. Giọng điệu bá đạo, lạnh lùng, tên bảo vệ đó cố gắng hết sức cũng không thể đóng cửa được. Người đàn ông này thật sự là quá đáng sợ. Hừ, lão phu muốn xem, là kẻ nào, dám làm ồn trước cửa nhà họ Khương. Còn muốn lão phu đích thân ra đón tiếp. Đột nhiên, một âm thanh tức giận như sấm rền vang lên từ phía xa cánh cửa. Chương 13, lời cảnh cáo của Long Các. Bảo vệ đang đứng chắn ở cửa, lập tức khom người lui về phía sau, một ông lão chống gậy, mặc bộ đồ thời đường màu đen, ánh mắt lạnh lùng sắc bén, thần thái uy nghiêm của bậc bề trên. Nhất là ánh mắt đó khiến người ta cảm thấy hoảng loạn, bất giác cúi đầu. Nhưng việc này nào có tác dụng với Tiêu Chính Văn? Trên chiến trường, Tiêu Chính Văn đã nhìn thấy hàng trăm nghìn ánh mắt sắc bén lạnh lẽo như vậy. Lúc này, Khương Thái Sương sau khi nhìn thấy Khương Vi Nhan, một sự ghê tởm mạnh mẽ xẹt qua khóe mắt lão. Sau đó, ánh mắt lạnh lùng như băng của lão dừng lại trên người Tiêu Chính Văn, khoảnh khắc đó, tim lão giật bắn. Khí thế trên người người đàn ông trẻ tuổi này thật đáng sợ. Đặc biệt là đôi mắt giống như thần chết vậy. Cho dù là hổ báo cáo dữ sau khi nhìn thấy Tiêu Chính Văn, đều sẽ hoảng loạn bỏ chạy, huống hồ là một ông lão 70-80 tuổi. Khương Thái Sương là người nắm quyền nhà họ Khương hơn 50 năm, là nhân vật có tiếng nói lớn nhất của nhà họ Khương.
đồng thời cũng là trụ cột tinh thần của nhà họ Khương. Khương Thái Sương cũng là một nhân vật nổi tiếng ở Tu Hà. Lão đã dẫn dắt toàn bộ nhà họ Khương từ một gia tộc nhỏ hạng tư ở Tu Hà lên vị trí thế gia hạng hai như bây giờ. Thậm chí còn có khả năng trở thành thế gia hạng nhất. Ông nội, ông nhìn xem, còn ả chiết tiệt Khương Vi Nhan lại dám dắt theo tên lưu manh này đến nhà họ Khương chúng ta. Cô ta còn trơ trẽn yêu cầu ông đích thân ra ngoài đón tiếp bọn chúng, Khương Mỹ Nghiên đang dìu Khương Thái Sương, cô ta cố tình thêm dầu vào lửa, phẫn nộ nói. Trong lòng cô ta căm hận Khương Vi Nhan, mặc dù trước đây, ở nhà họ Khương, cô ta là chị họ của Khương Vi Nhan, tuy nhiên cô ta hoàn toàn không được Khương Thái Sương coi trọng và cưng chiều. Dù cho có đồ ăn ngon hay quần áo đẹp gì, thậm chí trong một số dịp quan trọng, trong lòng Khương Thái Sương chỉ nghĩ đến Khương Vi Nhan. 5 năm trước, sau khi Khương Vi Nhan bị trục đuổi khỏi nhà vì vụ bê bối gây chấn động Tu Hà, Khương Mỹ Nghiên mới được Khương Thái Sương coi trọng, mới giành được vị trí trọng yếu trong nhà họ Khương như bây giờ. Vì vậy, cô ta rất hận Khương Vi Nhan, hận cô đã cướp đi mọi thứ của cô ta. Bây giờ, đương nhiên cô ta không muốn Khương Vi Nhan xuất hiện ở nhà họ Khương. Khương Thái Sương nhíu mày trầm mặc, ánh mắt lạnh thấu xương nhìn Khương Vi Nhan, lạnh lùng nói, Khương Vi Nhan, 5 năm trước, cô đã bị đuổi ra khỏi nhà họ Khương rồi, hôm nay đến đây là muốn làm gì? Khương Thái Sương tôi không có loại cháu gái làm bại hoại thanh danh của gia tộc như cô. Nếu như không có chuyện gì, cô lập tức cút ngay đi cho tôi. Ông nội, khoảnh khắc Khương Vi Nhan nhìn thấy Khương Thái Sương, cô bật khóc nức nở, hai hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt. 5 năm rồi, bất cứ lúc nào cô cũng nhớ tới ông nội của mình, bố mẹ của mình, nhà của mình. Từ nhỏ, là ông nội thương cô nhất, tuy nhiên, cô đã phạm phải sai lầm không thể tha thứ, hại nhà họ Khương mất mặt, hại nhà họ Khương mất đi cơ hội quý báu được thăng cấp thành thế gia hạng nhất. Khương Vi Nhan chưa bao giờ trách nhà họ Khương, càng không nói đến việc hận Khương Thái Sương, bởi vì vô luôn cho rằng chính mình đã làm bại hoại thanh danh nhà họ Khương. Vì vậy, khi nhìn thấy ông nội, trong lòng Khương Vi Nhan cảm thấy rất có lỗi, cả người cô run lên, khóc không thành tiếng. Tiêu Chính Văn ôm chặt Khương Vi Nhan, nhìn người phụ nữ ngốc nghếch trước mặt anh làm sao không biết trong lòng cô đang nghĩ gì chứ? Đây hoàn toàn không phải lỗi của Khương Vi Nhan, là lỗi của anh, là lỗi của nhà họ Ninh và tứ đại gia tộc. Nhưng người phụ nữ ngốc nghếch tốt bụng này đã một mình gánh vác tất cả, cô từng là một cô gái hồn nhiên với nụ cười tỏa nắng. Nhưng bây giờ cô đã trở thành một người mẹ, 5 năm qua phải trải qua không biết bao nhiêu đắng cay khổ cực. Phịch, Khương Vi Nhan đẩy Tiêu Chính Văn ra, trực tiếp quỳ xuống trước mặt Khương Thái Sương, khóc lóc cầu xin, ông nội, Vi Nhan về để thăm ông, là Vi Nhan không đúng, cầu xin ông nội tha thứ cho Vi Nhan, hu hu hu. Khương Thái Sương không thèm nhìn cô, lạnh lùng nói, hừ. Cô đừng giả bộ trước mặt tôi nữa, tránh ra, tôi phải ra ngoài. Nghe thấy chưa, Khương Vi Nhan, con đàn bà chết tiệt mau tránh ra. Ông nội còn phải đi gặp khách quý, làm lỡ dở thời gian của người ta, mày chịu trách nhiệm được không? Khương Mỹ Nghiên hét lên, người đâu, mau kéo con đàn bà đáng chết này ra cho tôi. Để tôi xem ai dám, Tiêu Chính Văn đột nhiên tiến lên trước một bước, ánh mắt lạnh lùng quét qua làm cho đám bảo vệ sợ hãi không dám nhúc nhích. Anh là ai? Chuyện trước đây còn chưa tìm anh tính sổ. Anh lại dám đến nhà họ Khương chúng tôi huênh hoang. Anh thật sự không coi nhà họ Khương chúng tôi ra gì đúng không? Khương Mỹ Nghiên tức xì khói đầu, đây là lần thứ hai cô ta bị người đàn ông không biết từ đâu ra chạy đến đây dọa nạt. Tức chết mất. Lúc này, Khương Thái Sương cau mày nhìn Tiêu Chính Văn, nhìn một hồi lâu mới nghi ngờ hỏi, cậu là tàn dư còn sót lại của nhà họ Tiêu năm đó sao? Tiêu Chính Văn nhìn Khương Thái Sương, lạnh lùng nói, đúng vậy. Tôi chính là Tiêu Chính Văn. Bùm! Lời này của anh khiến Khương Thái Sương và Khương Mỹ Nghiên đều sững sờ. Trong mắt của Khương Thái Sương tràn đầy phẫn nộ và căm thù. Khương Mỹ Nghiên lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó biến thành lạnh lùng giễu cợt và châm chọc, chỉ vào người Khương Vi Nhan đang khóc lóc quỳ dưới mặt đất. Khương Vi Nhan, mày khá lắm. Mày lại dám đưa tên phế vật này quay về. Mày như vậy là muốn làm gì? Muốn đến nhà họ Khương để đòi nợ sao? Mày thấy nhà họ Khương vẫn chưa đủ thảm đúng không? Không phải, không phải vậy. Khương Vi Nhan khóc nức nở, không ngừng lắc đầu, nắm chặt gấu áo của Tiêu Chính Văn, ngẩng đầu, nước mắt lưng tròng, nói,
Tiêu Chính Văn, cầu xin anh. Mặc dù Khương Vi Nhan chỉ nói một câu đơn giản như vậy, nhưng Tiêu Chính Văn hiểu rõ ý của cô, anh cau mày, lùi về phía sau, anh muốn đỡ Khương Vi Nhan đứng dậy, nhưng người phụ nữ này rất cứng đầu, không chịu nghe lời anh. Khương Thái Sương hừ lạnh một tiếng, chuẩn bị rời đi. Khương Vi Nhan vội vàng ôm chân Khương Thái Sương, khóc lóc nói, ông nội, cầu xin ông, Vi Nhan có chuyện muốn cầu xin ông giúp cháu, cứu Nana, cứu Tiêu Chính Văn, hu hu hu. Tránh ra, Khương Thái Sương lập tức đẩy Khương Vi Nhan ra, phẫn nộ mắng chửi, khốn kiếp. Nhà họ Khương tôi sẽ không giúp cô và đứa con hoang đó đâu. Chuyện của các người tôi đã nghe nói rồi. Đắc tội với nhà họ Kim, đó là do các người tự chuốc lấy. Gia đình ba người các người cứ đợi chết đi. Đừng, đừng mà, ông nội, cầu xin ông, chỉ có ông mới giúp được chúng cháu, cầu xin ông, Khương Vi Nhan bỏ đến trước mặt Khương Thái Sương, khóc lóc cầu xin. Tuy nhiên, Khương Thái Sương không chút thương hại, chỉ để lại một câu, Khương Vi Nhan. Cô và nhà họ Khương đã không còn bất kỳ quan hệ gì nữa rồi. Nhà họ Khương cũng sẽ không vì cô mà đắc tội với nhà họ Kim đâu. Cô từ bỏ đi. Nói xong, Khương Thái Sương liền rời đi, để lại Khương Vi Nhan đang quỳ trên mặt đất phía sau giữa cơn gió lạnh lẽo, nước mắt rơi lã chã. Khoảnh khắc đó, trái tim Khương Vi Nhan như tan nát, hình tượng ông nội cao cả, hòa nhã, đầy tình thương, người ông vẫn luôn yêu thương cô, lúc này đã hoàn toàn sụp đổ rồi. Cô tuyệt vọng. Ông nội, hu hu hu, ông nội, là do Vi Nhan không đúng, xin ông hãy tha thứ cho Vi Nhan, cầu xin ông. Giúp Vi Nhan, Khương Vi Nhan quỳ trên mặt đất, quay mặt về hướng chiếc xe Bentley mà ông nội vừa lên, khóc nức nở. Tuy nhiên, chiếc xe rồ ga đi thẳng, không có ý định dừng lại. Ánh mắt Tiêu Chính Văn lạnh lùng, liếc mắt nhìn chiếc xe đã rời đi, âm thầm đưa nhà họ Khương vào danh sách tử thần. Sau đó, anh bước đến chỗ Khương Vi Nhan, ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng ôm người phụ nữ số khổ này vào lòng. Hu hu hu, Tiêu Chính Văn. Ông nội không cần em nữa rồi, ông nội không thương Vi Nhan nữa rồi, hu hu hu, em đau lòng quá, hu hu hu, Khương Vi Nhan nép vào lòng của Tiêu Chính Văn, khóc hết nước mắt. Tiêu Chính Văn ôm chặt cô, nói, Vi Nhan, em còn có anh, còn có Nana. Nhà họ Khương không phải là không cần em nữa, rồi sẽ có một ngày, bọn họ phải cầu xin em quay về nhà. Tin anh đi, thật đấy, nhất định sẽ như vậy. Như thể sợ rằng Khương Vi Nhan sẽ không tin lời mình, Tiêu Chính Văn nói vài lần. Hức hức hức, Khương Vi Nhan nghẹn ngào, sau đó ngẩng đầu lên, nước mắt lưng tròng nhìn Tiêu Chính Văn, hỏi, thật sao? Em còn có thể quay về nhà họ Khương sao? Em còn có thể gặp bố, mẹ, gặp ông nội sao? Ừ, được chứ, Tiêu Chính Văn nhẹ nhàng sờ má của Khương Vi Nhan, sau đó anh bế cô đi lên xe. Cùng lúc đó, tại Long Kinh ở Hoa Quốc xa xôi. Bên trong phòng chỉ huy tác chiến của Long Các được canh phòng nghiêm ngặt, một nhóm người đang bận rộn làm việc. Bộp, người đứng đầu là Giang Vạn Long đập mạnh tay xuống bàn, phẫn nộ hét lớn, nhà họ Kim được lắm. Lại dám to gan lớn mật như vậy, còn muốn điều tra chi tiết về thân phận của Tiêu Chính Văn. Lập tức truyền lệnh xuống, cảnh cáo tiểu khu Giang Nam của chiến khu Đông Nguyên, kẻ nào dám tiết lộ bất kỳ thông tin nào về Tiêu Chính Văn. Trực tiếp cách chức. Vâng. Đại các lão, thuộc hạ trả lời, lập tức truyền lệnh xuống. Ở phòng tổng chỉ huy của tiểu khu Giang Nam, tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên, vang vọng khắp cả căn phòng. Lúc này, Kim Chính Hổ đang ngồi trên ghế sofa trong phòng chỉ huy, liếc nhìn Kiều Trấn Sơn đang nghe điện thoại. Xin chào, là ai thế? Kiều Trấn Sơn nhíu mày, trong lòng cũng cảm thấy rất khó hiểu, ai lại gọi điện cho mình vào lúc này? Đây là phòng chỉ huy tác chiến Long Các ở Long Kinh. Một giọng nói lạnh như băng truyền tới từ đầu dây bên kia, khiến Kiều Trấn Sơn sợ hãi, vội vàng đứng bật dậy khỏi ghế, trán toát mồ hôi lạnh, cung kính nói, Long Các. Xin chào, cấp trên có chuyện gì căn dặn thuộc hạ sao? Kiều Trấn Sơn cả đời này cũng không ngờ được rằng có một ngày, mình lại nhận được điện thoại của Long Các, việc này thật quá đáng sợ. Đại các lão có lệnh. Chuyện ở Tu Hà là chuyện có liên quan đến người của chiến bộ, tiểu khu Giang Nam không được phép tiết lộ bất kỳ tin tức nào ra bên ngoài. Không được điều động nguồn lực của chiến bộ, không được vượt biên. Ngoài ra,
Đại các lão đồng thời cũng cảnh cáo tiểu khu Giang Nam không được phép có quan hệ thân thiết gì với nhà họ Kim, nếu không sẽ nhận hậu quả khó lường. Cạch! Nói xong câu này, đầu dây bên kia lập tức cúp máy. Cả người Kiều Trấn Sơn run lẩy bẩy, chân tay bủn rủn ngã xuống ghế, vẻ mặt ngây ngốc, hai mắt đờ đẫn, mồ hôi lạnh trên trán túa ra như mưa. Cảnh cáo từ Long Các. Hơn nữa còn là cảnh cáo cấp độ cao nhất. Kiều Trấn Sơn hoảng loạn. Nếu như không phải đã đảm nhận vị trí này nhiều năm, có lẽ giờ ông ta đã ngất đi rồi. Ông Kiều, xảy ra chuyện gì vậy? Ai gọi tới vậy? Sao tự nhiên sắc mặt ông trông khó coi vậy? Kim Chính Hổ hỏi. Tuy nhiên, đáp lại ông ta lại là giọng nói lạnh lùng như băng của Kiều Trấn Sơn, Kim Chính Hổ. Lập tức dắt người của ông cút ra khỏi đây ngay. Chuyện của nhà họ Kim các ông, chiến khu Giang Nam của tôi sẽ không can dự vào. Cút, lập tức cút. Cút ngay, chương 14, Nana bị mù. Kim Chính Hổ vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị thuộc hạ của Kiều Trấn Sơn đuổi ra ngoài. Thấy Kiều Trấn Sơn sau khi nhận một cuộc điện thoại, cảm xúc trở nên bất thường như vậy khiến cho Kim Chính Hổ hoang mang, mồ hôi lạnh không ngừng túa ra trên trán. Giác quan thứ 6 nói cho ông ta biết, cuộc gọi ấy có lẽ là liên quan đến tên Tiêu Chính Văn đó. Kim Chính Hổ thông qua một số mối quan hệ biết được tên của Tiêu Chính Văn, nhưng thông tin cụ thể về Tiêu Chính Văn thì lại không thể điều tra ra được. Đây mới là lý do vì sao Kim Chính Hổ đặc biệt tới tiểu khu Giang Nam lần này. Nhanh, mau đưa tôi về, Kim Chính Hổ cũng không dám chậm trễ, ông ta phải nói với anh trai của mình việc này càng sớm càng tốt. Bởi vì trong lòng ông ta càng lúc càng cuống, một cảm giác vô cùng tồi tệ cứ lởn vởn trong đầu ông ta. Tên Tiêu Chính Văn này không đơn giản. Nhà họ Kim có lẽ đã gặp phải kỳ phùng địch thủ rồi. Tuy nhiên, ngay khi Kim Chính Hổ đi vào đường lớn của Tu Hà, bốn chiếc xe Jeep màu xanh lục đột nhiên xuất hiện xung quanh ông ta, cưỡng chế buộc xe của ông ta dừng lại. Kít, tiếng phanh gấp vang vọng khắp đường phố. Chiếc xe của Kim Chính Hổ để lại vết lốp màu đen dài mười mấy mét trên mặt đất, làn khói trắng bốc lên. Chuyện gì vậy, Kim Chính Hổ đang ngồi ở hàng ghế sau gầm lên với vẻ mặt tức giận. Thuộc hạ ngồi hàng ghế trước vừa mới xuống xe xem xét tình hình, cửa xe đột nhiên bị mở ra một cách mạnh bạo từ bên ngoài. Sau đó, một số nhân viên đặc biệt mặc áo dài màu đen leo lên, khống chế toàn bộ chiếc xe. Ở hàng ghế sau, một vài người cầm súng dí vào trán Kim Chính Hổ, lạnh lùng nói, Kim Chính Hổ. Ông đã bị tạm giữ, bắt đầu từ bây giờ. Ông không được phép có bất kỳ tiếp liên lạc nào với thế giới bên ngoài. Kim Chính Hổ phẫn nộ. Dù sao ông ta cũng là sĩ quan tham mưu của tiểu khu chiến khu Giang Nam, nhưng lại bị giam giữ trên đường lớn ở Tu Hà, mà đây lại là địa phận của nhà họ Kim. Hỗn xược, chúng mày muốn chết sao? Chúng mày rốt cuộc là ai? Biết ông đây là ai không hả? Ông mày là Kim Chính Hổ, là ông hai của nhà họ Kim ở Tu Hà. Là sĩ quan tham mưu của tiểu khu Giang Nam, gọi người đứng sau chúng mày ra đây, tao muốn xem, là tên nào có gan dám bắt giữ tao. Kim Chính Hổ điên cuồng gầm lên. Là tôi. Đột nhiên, một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía sau đám đông. Hàn Lợi Dân bước ra, chắp tay sau lưng, khóe miệng nở nụ cười, chỉnh lại quần áo và mũ, nói, Kim Chính Hổ, đã lâu không gặp. Hy vọng ông vẫn khỏe từ khi chúng ta chia tay. Hàn Lợi Dân, cậu muốn làm gì? Tôi là người của tiểu khu Giang Nam, cậu dám bắt tôi? Sắc mặt Kim Chính Hổ nhanh chóng tối sầm lại, ông ta không hiểu, mặc dù Hàn Lợi Dân là tổng tư lệnh đóng quân ở Tu Hà, địa vị cao hơn ông ta một bậc, nhưng anh ta cũng không có quyền bắt giữ mình lại như vậy. Hàn Lợi Dân lắc đầu, nói, xem ra, nhà họ Kim các ông vẫn chưa biết mình đã làm sai điều gì đúng không? Đưa đi! Hàn Lợi Dân không cho Kim Chính Hổ cơ hội để nói những lời cay nghiệt, trực tiếp sai người đưa ông ta đi. Mặc dù Kim Chính Hổ liên tục văng những câu chửi thề nhưng Hàn Lợi Dân coi như không nghe thấy gì. Thiếu tá Hàn, tiếp theo chúng ta nên làm gì, một thuộc hạ hỏi. Hàn Lợi Dân ngước mắt lên nhìn trời xanh mây trắng, sau đó vươn tay vỗ vào vai người kia, cười nói, đương nhiên là thu dọn mọi thứ xong quay về rồi, những ngày này, bảo các anh em tranh thủ nghỉ ngơi. Những chuyện còn lại, chúng ta không thể can dự vào được nữa rồi. Chuyện này, vâng, thuộc hạ lập tức đứng nghiêm, sau đó nhanh chóng thông báo cho mọi người. Tại Sơn Trang nhà họ Kim,
Kim Chính Long đứng trong đại sảnh, sắc mặt vô cùng u ám. Vẫn chưa liên lạc được với ông hai à, sắc mặt Kim Chính Long vô cùng khó coi, tất cả các thành viên nòng cốt của nhà họ Kim đứng xung quanh đều đang nhìn ông ta, chờ đợi chỉ thị tiếp theo. Thưa gia chủ, vẫn chưa ạ, có lẽ ông hai ở tiểu khu Giang Nam có chút chuyện cần giải quyết, hay là chúng ta cử người đến tiểu khu Giang Nam hỏi thăm tình hình, một thuộc hạ hỏi. Kim Chính Long cau mày, mặt lạnh như băng, suy nghĩ một lúc, sau đó liền giơ tay lên nói, không cần đâu. Mọi việc vẫn làm theo kế hoạch ban đầu, 7 ngày sau, tôi muốn xem, tên Tiêu Chính Văn đó có bản lĩnh gì. Dám xông vào sơn trang của nhà họ Kim. Nhà họ Kim và Tiêu Chính Văn đã trở thành kẻ thù không đội trời chung. Về phía Tiêu Chính Văn, sau khi anh đưa Khương Vi Nhan an toàn trở về sơn trang Lãng Nguyệt, Khương Vi Nhan vẫn luôn trốn trong phòng một mình, không chịu gặp ai. Tiêu Chính Văn vẫn luôn đứng đợi ở cửa, vẻ mặt có chút không vui. Anh biết rằng, Khương Vi Nhan cần thời gian để hồi phục cảm xúc, bình tĩnh trở lại. Khương Vi Nhan, tin anh. Nhất định có một ngày nhà họ Khương sẽ phải quỳ xuống cầu xin em trở về. Đây là anh hứa với em. Chủ soái, mọi chuyện đều sắp xếp ổn thỏa rồi ạ, người của Điện Thần Long đều đã đến Tu Hà rồi. Tứ Đại Long Tôn cũng đóng quân ở bên ngoài thành theo chỉ thị của anh. Chờ lệnh bất cứ lúc nào, Long Nhất chạy nhanh tới, tâm trạng rất kích động. Đây sẽ là sự tập hợp đầy đủ nhất tất cả các thành viên của Điện Thần Long trong khoảng thời gian này. Lần trước là khi chống lại đội quân hàng triệu người. Trận chiến đó, uy danh của Điện Thần Long vang dội khắp thế giới, khắp nơi, làm chấn động cả trong và ngoài nước. Tiêu Chính Văn gật đầu, đôi mắt ánh lên một tia lạnh lẽo, hỏi, Kim Thái sao rồi? Theo lời căn dặn của chủ soái, mỗi ngày đều trị liệu cho hắn bằng phương pháp tốt nhất, sau đó lại khiến cho hắn chịu cơn đau thấu xương. Thằng cha này cũng chỉ là kẻ chân yếu tay mềm, đã bị dọa cho sợ chết khiếp rồi. Long Nhất khinh bỉ nói, anh ta coi thường nhất chính là loại cặn bã vì muốn sống mà chuyện gì cũng có thể làm ra được. Thật là không có khí phách, không đáng mặt đàn ông. Được, 7 ngày sau, tôi sẽ đích thân đưa hắn về sơn trang nhà họ Kim, Tiêu Chính Văn nói, một luồng sát khí bừng bừng tỏa ra từ người anh. Thời gian 7 ngày trôi qua thật nhanh. Trong 7 ngày này, việc Tiêu Chính Văn làm mỗi ngày chính là ở bên cạnh Khương Vi Nhan và Nana. Đã 5 năm không gặp, mặc dù giữa bọn họ có rất nhiều điều muốn nói, nhưng lại luôn bỏ lỡ mất cơ hội, nhất là khi Khương Vi Nhan bình tĩnh lại, cô rất ít khi nói chuyện với Tiêu Chính Văn. Bởi vì, Khương Vi Nhan đột nhiên không biết nên đối mặt với Tiêu Chính Văn như thế nào. 5 năm rồi, cô đã từng hận người đàn ông này, cũng từng ngày đêm nhớ nhung người đàn ông này. Đã rất nhiều lần cô cảm thấy vô cùng thất vọng, cô đã hy vọng biết bao người đàn ông này sẽ xuất hiện. Nhưng thất vọng hết lần này đến lần khác khiến Khương Vi Nhan thương tích đầy mình. Nhưng lần này, trong lúc cô bất lực và tuyệt vọng nhất, Tiêu Chính Văn đã xuất hiện rồi. Anh giống như một tia sáng trong quãng thời gian 5 năm đen tối của Khương Vi Nhan, soi sáng tất cả, soi sáng tương lai của cô. Tuy nhiên, cô vẫn không biết phải đối mặt với Tiêu Chính Văn như thế nào. Trong phòng ngủ, Khương Vi Nhan cẩn thận chăm sóc Nana. Nhờ có sự điều trị của ba thần y mỗi ngày, vết thương của Nana hồi phục rất nhanh, nhưng cơn đau do gãy xương vẫn cần thời gian để hồi phục. Lúc này, Nana nở một nụ cười ngọt ngào, ôm con thỏ bông mà Tiêu Chính Văn mua cho trên tay, nũng nịu nói, hi hi, đây là bố mua cho Nana đó, đây là món quà đầu tiên bố tặng cho Nana, hi hi hi. Nana cười khúc khích, Tiêu Chính Văn đứng ở bên cạnh, nở một nụ cười cưng chiều, nói, nếu như Nana thích thì ngày nào bố cũng mua cho Nana nhé. Khương Vi Nhan liếc anh một cái, nói, làm gì có ai chiều con như vậy, anh làm thế là chiều hư con đấy. Tiêu Chính Văn nhướng mày nói, con gái của anh tình nguyện. Nana chu môi, lè lưỡi với Khương Vi Nhan, nói, bố thích Nana, Nana cũng thích bố, mẹ xấu lắm, Nana không yêu mẹ nữa đâu. Nói xong, Nana nhào vào lòng của Tiêu Chính Văn. Cô bé ngẩng cái đầu nhỏ của mình lên, gương mặt đáng yêu tràn ngập nụ cười hạnh phúc. Đương nhiên Khương Vi Nhan biết đây chỉ là lời nói đùa đơn thuần của một đứa trẻ, nhưng cô vẫn cố ý nắm chặt hai tay, mắt đảo quanh một vòng, giả vờ khóc, hu hu hu, mẹ khóc rồi này, mới có mấy ngày mà Nana đã không cần mẹ nữa. Nói xong, Khương Vi Nhan nhào tới cụ lét Nana.
Hi hi hi. Tiếng cười của Nana giòn giã như tiếng chuông đồng, gia đình ba người đang chìm đắm trong khoảng thời gian hạnh phúc. Từ Long Nhất đến Long Bát đứng ở cửa nhìn thấy cảnh này, trên mặt đều lộ ra một nụ cười như một bà dì, ngây ngốc ngẩn ngơ. Tuy nhiên, Nana đột nhiên nói một câu khiến bầu không khí trong phòng lập tức trùng xuống. Mẹ ơi, khi nào Nana mới có thể nhìn thấy bố? Vì sao trước mắt Nana toàn là màu đen thế này, cô bé Nana 4 tuổi, ngồi trên chiếc giường lớn, mặc bộ đồ ngủ công chúa màu hồng, trên khuôn mặt non nớt, một miếng gạc còn vương vết máu quấn quanh mắt Nana. Nana bị mù rồi. Tổn thương vĩnh viễn, xác suất để khôi phục lại ban đầu rất thấp. Ba vị thần y đã tìm kiếm phương án điều trị suốt mấy ngày nay nhưng vẫn chưa tìm ra phương pháp phù hợp nhất với tỷ lệ thành công cao nhất. Tiêu Chính Văn nhẹ nhàng xoa đầu Nana, dịu dàng nói, Nana đừng sợ, có bố ở đây, Nana nghỉ ngơi cho tốt, nhớ phải ngoan ngoãn nghe lời của ba ông nhé, dưỡng thương cho tốt, rất nhanh thôi là có thể được nhìn thấy bố rồi. Vâng, Nana sẽ nghe lời ạ, Nana gật đầu, khóe miệng khẽ cong lên khiến cho người khác rất đau lòng. Cô bé không hề biết, cô bé có thể vĩnh viễn không nhìn thấy được ánh sáng, không nhìn thấy được màu sắc, không nhìn thấy được bố mẹ của mình. Khương Vi Nhan không thể chấp nhận được sự thật ở trước mắt, cô đứng dậy, đi đến bên cạnh cửa sổ, ôm mặt khóc. Đó là con gái của cô, là mọi thứ đối với cô. Tất cả những gì Nana đã mất, anh sẽ đòi lại tất cả từ nhà họ Kim. Tiêu Chính Văn nhìn bờ vai run rẩy của Khương Vi Nhan liền nói một câu. Sau đó rời khỏi phòng ngủ, vẻ mặt lúc này đã trở nên vô cùng lạnh lùng. Từ Long Nhất đến Long Bát đã thu lại nụ cười từ lâu, Nana đáng yêu như vậy lại bị mù. Bọn họ phẫn nộ, khí thế dâng trào khắp người, hận không thể xông đến nhà họ Kim giết hết bọn chúng ngay lúc này. Long Nhất đi tới, cố nén lửa giận trong lòng, nói, chủ soái, có thể xuất phát rồi. Ừ, Tiêu Chính Văn gật đầu, bước ra khỏi sơn trang. Uy dũng đầy mình. Khoảnh khắc đó, anh giống như một con rồng bừng tỉnh giấc, toàn thân mang theo sát khí thấu tận trời cao. Bên ngoài sơn trang, mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng, ba chiếc xe jeep, trên một chiếc xe jeep là Kim Thái cả người máu me be bét, thảm không nỡ nhìn. Mấy ngày qua, hắn đã nếm trải tất cả thống khổ trên thế gian này, chỉ muốn chết quách đi cho rồi. Tiêu Chính Văn ngồi trên xe jeep, lạnh lùng nói, xuất phát. Rừng. Chiếc xe jeep gầm rú lao đi, hướng về phía sơn trang nhà họ Kim. Nhà họ Kim, tôi tới rồi, các người đã sẵn sàng chết chưa? Chương 15, thực lực nhà họ Kim. Trời chập choạng tối, tại sơn trang nhà họ Kim. Trong đại sảnh trang trọng và lộng lẫy của nhà họ Kim, tất cả các thành viên nòng cốt của nhà họ Kim đều đang ngồi dưới sảnh. Kim Chính Long đang ngồi trên ngai rồng vàng của mình. Ông ta nhìn chằm chằm vào lối cửa chính của sơn trang nhà họ Kim bằng ánh mắt u ám lạnh lùng. Hôm nay, ông ta cố tình mặc bộ áo dài của gia chủ nhà họ Kim, trên áo thêu hình một con hổ dũng mãnh đang xuống núi, khung cảnh ngoạn mục rúng động lòng người. Ầm ầm ầm, sấm sét rền vang cả bầu trời, cơn mưa lớn gây ngập lụt toàn bộ thành phố Tu Hà. Sơn trang nhà họ Kim cũng chìm trong làn mưa xối xả, từ trên cao nhìn xuống trông thật bao la và uy nghiêm. Bầu trời ảm đạm khiến cho trong vòng bán kính 10 km tràn ngập sát khí lạnh lẽo. Một vài tia chớp lóe lên trong làn không khí mỏng manh, chiếu sáng toàn bộ sơn trang của nhà họ Kim. Tất cả các thành viên của nhà họ Kim ngồi trong đại sảnh với sắc mặt lạnh lùng, u ám. Mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào cửa chính. Hôm nay chính là kết cục sống còn của nhà họ Kim và Tiêu Chính Văn. Tí tách tí tách. Tiếng hạt mưa rơi thành vũng trên mặt đất tạo thành âm thanh tựa như tiếng chiêng trống trên chiến trường, khiến tâm hồn người nghe lúc thăng lúc trầm. Sát khí lạnh lẽo bao trùm. Từ chính giữa đại sảnh cách cửa chính khoảng 100 mét, có một cái vạc đồng rất lớn ở giữa, lúc này, trong vạc đồng đã ngập nước mưa. Hạt mưa rơi trên vạc đồng, phát ra những âm thanh, lộp bộp, chấn động lòng người. Bộp, bộp, bộp. Tiếng bước chân trong mưa, lúc này. Từ lối vào cửa chính của sơn trang nhà họ Kim truyền đến những nhịp điệu đồng đều, như ẩn chứa sát khí ngập trời, vang vọng khắp sơn trang nhà họ Kim. Trong tầm mắt mờ mịt của tất cả mọi người, cuối con đường, ở chỗ cánh cổng đá ở lối vào chính của sơn trang, xuất hiện vài chiếc ô đen đang che mưa, che khuất tầm nhìn. Sau đó,
một vài thân hình đằng đằng sát khí từ từ xuất hiện dưới chiếc ô đen, tất cả đều cường tráng, khí thế hùng dũng làm xáo trộn không khí ở xung quanh. Tới rồi, Kim Chính Long ngồi trên ngai vàng hình rồng, hai tay siết chặt tay vịn, trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo. Bộp, Kim Thái người bê bết máu bị Long Ngũ thẳng thừng ném vào cơn mưa, nước mưa tầm tã ập xuống người Kim Thái đang hấp hối, khiến những vết thương của hắn đau nhức vô cùng. Bố, cứu con, bố ơi cứu con, giết bọn chúng, nhất định phải giết bọn chúng, con bị bọn chúng làm tàn phế rồi. Tàn phế rồi, Kim Thái người bê bết máu nằm co ro dưới nưa, tứ chi gãy nát, khi nhìn thấy bóng người ngồi trên ngai vàng trong đại sảnh, hắn gầm lên cầu cứu. Bụp, Tiêu Chính Văn đạp mạnh vào lưng của Kim Thái, ánh mắt của anh đã được thay thế bằng sự tức giận. Tiêu Chính Văn, mày chết chắc rồi, đây là nhà họ Kim, là nhà của tao, bố tao là Kim Chính Long, là mày tự đến nộp mạng. Bố tao nhất định sẽ đích thân ra tay băm vằm mày thành hàng trăm mảnh. Còn có con ả Khương Vi Nhan nữa. Tao nhất định sẽ không để mày chết luôn, mà trước mặt mày, tao sẽ tra tấn con ả Khương Vi Nhan đó. Đặc biệt là đứa con hoang đó. Nếu biết sớm, từ đầu tao đã cho người đâm chết nó rồi. Lúc này, Kim Thái hét khàn cả cổ. Tuy nhiên, chân Tiêu Chính Văn khẽ dùng sức một chút lập tức đã nghe thấy tiếng xương gãy. Đau quá, bố ơi mau cứu con, Kim Thái kêu gào thảm thiết, cảm giác khoang ngực của mình lúc này sắp bị ép đến nổ tung rồi. Tiêu Chính Văn không thèm quan tâm đến tên Kim Thái này. Ánh mắt anh lụng lùng nhìn Kim Chính Long vừa bước từ ngai vàng xuống. Tiêu Chính Văn, phải thừa nhận rằng mày rất có dũng khí, lại dám đưa 8 người xông vào sơn trang của tao. Mày có biết, bây giờ mày chẳng khác gì con thiêu thân lao vào ngọn lửa không? Tự tìm đến cái chết. Tao cho mày thời gian 3 phút, thả con trai tao ra. Sau đó lập tức quỳ xuống. Đợi cơn thịnh nộ của nhà họ Kim ập đến, Kim Chính Long giống lên, âm thanh rúng động toàn bộ sơn trang. Tiêu Chính Văn nhếch mép cười lạnh, ánh mắt thách thức nhìn chằm chằm vào Kim Chính Long cùng với các thành viên nòng cốt của nhà họ Kim đang vô cùng giận dữ ở phía sau. Nói, Kim Chính Long, ông quên rồi à, hôm nay tôi đến nhà họ Kim các ông là để tính sổ. Tất cả những đau khổ mất mát mà Nana và Khương Vi Nhan phải chịu đựng, tôi sẽ đòi lại hết từ nhà họ Kim các ông. Được, ngông cuồng lắm, Kim Chính Long nghiêm nghị hét lên, tuy nhiên, dựa vào mấy người bọn mày vẫn chưa đủ sức đâu. Bịch bịch bịch, khi Kim Chính Long vừa nói xong câu này, hàng nghìn tên côn đồ mặc vest đen đột nhiên lao ra khỏi sơn trang. Tiếng bước chân dày đặc trong mưa giống như tiếng súng rền vang trên chiến trường. Đám người này tất cả đều cầm dao găm dài và thanh sắt. Bọn chúng giống như bầy châu chấu màu đen, bao phủ toàn bộ sơn trang nhà họ Kim. Trong tầm mắt đều là những bóng đen dày đặc, người nào cũng sát khí đằng đằng. Những thanh sắt và dao găm sáng chói kia trực tiếp xuyên vào trong làn mưa, xé tan bầu không khí xung quanh. Cùng lúc đó, hơn chục bóng đen không giống nhau bước ra từ phía sau Kim Chính Long, ánh mắt lạnh lùng, giống như thần chết bước xuống chiến trường. Ở bên cạnh bảo vệ Kim Chính Long. Khoảnh khắc bọn chúng xuất hiện, khí thế cường hãn mà bọn chúng mang theo đã vượt qua hàng nghìn tên con đồ. Cao thủ mà nhà họ Kim đào tạo. Chuyên thực hiện những nhiệm vụ cực kỳ nguy hiểm. Bọn chúng có thể giết người trong nháy mắt. Một người có thể chiến đấu với mấy chục người. Tay bọn chúng dính đầy máu tanh. Mày nhìn đi, đây là nền tảng của nhà họ Kim bọn tao. Mày cho rằng dựa vào 9 người bọn mày có thể thoát ra khỏi vòng vây của hàng nghìn người sao, Kim Chính Long phẫn nộ gầm lên. Hơn 1.000 tên côn đồ nhà họ Kim, còn có các cao thủ mà nhà họ Kim tốn hàng chục triệu để đào tạo và bồi dưỡng. Kim Chính Long không hề sợ hãi. Trong từ điển của ông ta không có từ thua. Hôm nay, là thời điểm tốt nhất để nhà họ Kim càn quét một trận sóng to gió lớn ở Tu Hà. Ông ta muốn nhân cơ hội này để giết gà dọa khỉ. Khiến tất cả mọi người ở Tu Hà thấy rằng nhà họ Kim bọn họ mãi mãi là bá vương. Không ai có thể địch lại được. Ha ha ha, mày chết chắc rồi, nhà họ Kim tao vẫn luôn là bá chủ ở cái đất Tu Hà này. Đây đều là những sát thủ hùng dũng được nhà họ Kim tao đào tạo nên. Thậm chí là hàng chục người cùng xông lên cũng đều sẽ bị bọn họ giết chết. Tiêu Chính Văn, mày chết chắc rồi, mau thả tao ra, Kim Thái cười một cách điên cuồng. Như thể hắn đã nhìn thấy hy vọng của sự sống.
Ánh mắt Tiêu Chính Văn lạnh lùng, quét qua mười mấy cao thủ ở bên cạnh Kim Chính Long. Quả thật, từ ánh mắt và khí thế trên người bọn chúng, có thể thấy được bọn chúng đều là những kẻ liều mạng, có chút thực lực. Tuy nhiên, với Tiêu Chính Văn bọn chúng cũng chỉ như lũ kiến mà thôi. Không chỉ riêng anh, từ Long Nhất đến Long Bát, cũng rất coi thường đám người này. Tiêu Chính Văn, thả con trai tao ra, quỳ xuống nhận cơn thịnh nộ của nhà họ Kim đi, Kim Chính Long phất tay áo, chỉ vào người Tiêu Chính Long, giống lên. Tuy nhiên, khóe miệng Tiêu Chính Văn khẽ nhếch lên, sau đó anh từ từ nhấc chân phải lên đá mạnh một nhát vào người Kim Thái, khiến hắn bay tới dưới chân Kim Chính Long. Thả hắn ra thì sao nào, Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói. Á, ngay lúc đó, Kim Thái hét lên, tất cả xương sườn ở ngực và bụng đều gãy hết, hắn nằm trước mặt Kim Chính Long, phun ra mấy ngụm máu, run rẩy vươn tay ra, nắm lấy đôi giày da của Kim Chính Long, nức nở nói, bố thay con, báo thù. Kim Chính Long nhìn chằm chằm vào Kim Thái đang nằm trên vũng máu ở trước mặt, hai mắt đỏ ngầu. Toàn thân ông ta tỏa ra luồng sát khí nồng đậm, hai tay run rẩy, gầm lên, Thái Nhi. Thái Nhi của bố. À, mẹ kiếp, giết hết chúng nó cho tôi, không để sót một tên nào. Chương 16, nổi trận lôi đình. Kim Chính Long tức giận, gầm lên một cách điên cuồng. Bùm, trận chiến ngay lập tức nổ ra. Lúc này, hàng nghìn tên côn đồ của nhà họ Kim gào thét xông về phía Tiêu Chính Văn. Dao găm và thanh sắt trên tay bọn chúng lóe lên ánh sáng lạnh lẽo dưới cơn mưa. Long Nhất đến Long Bát nhanh chóng ra tay. Tuy nhiên, ngay lập tức, bằng, tiếng súng vang vọng khắp sơn trang nhà họ Kim. Kim Chính Long đứng sau đám đông, trực tiếp lấy khẩu súng lục ra, gầm lên một tiếng, bắn về phía Tiêu Chính Văn. Đi chết đi, mày phải đền mạng cho Thái Nhi của tao. Khoảnh khắc đó, một bóng người yếu ớt trong bộ váy trắng đột ngột lao ra khỏi đám đông. Tiêu Chính Văn, cẩn thận, cô liều mạng lao ra, rơi mất cả giày. Cô chạy trên đôi chân trần, lao vào giữa Tiêu Chính Văn và Kim Chính Long, đối mặt với Tiêu Chính Văn, nở nụ cười xinh đẹp nhất, lương thiện nhất thế gian này, sau đó dang rộng hai cánh tay mảnh khảnh của mình ra. Bằng! Tiếng súng thứ hai vang lên. Gần như cùng một lúc, hai viên đạn bắn ra khỏi nòng súng, tóe lửa, xé tan không khí, xuyên qua màn mưa, trực tiếp găm vào bóng lưng yếu ớt. Khoảnh khắc đó, toàn bộ không gian dường như ngưng tụ lại. Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về người phụ nữ váy trắng đang đứng không vững, yếu ớt ngã xuống này. Khương Vi Nhan. Hai mắt Tiêu Chính Văn trợn trừng lên, đồng tử đột ngột co rút lại. Trong nháy mắt, anh liều mạng lao ra. Mấy tên côn đồ trước mặt đều bị đánh bay chỉ bằng một chiêu. Phịch, giây phút ấy, Khương Vi Nhan giống như một đóa hoa sen trắng, ngã xuống vũng máu. Bộ váy màu trắng nhanh chóng bị nhuốm máu. Giống như một chiếc váy cưới màu đỏ. Phịch một tiếng, Tiêu Chính Văn vội vàng chạy tới, hai mắt đỏ hoe, ôm chặt Khương Vi Nhan trong lòng, bờ môi run rẩy, nước mắt không ngừng lăn xuống. Vi Nhan, tại sao em lại ở đây? Phụt, Khương Vi Nhan nôn ra một ngụm máu, ngã vào vòng trong vòng tay của Tiêu Chính Văn, nước mưa không ngừng rơi trên cơ thể yếu ớt của cô, lăn dài khuôn mặt xinh đẹp như thiên thần của cô. Cô run rẩy duỗi bàn tay đầy máu ra, nhẹ nhàng vuốt má Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn, hình như từ trước tới giờ em chưa từng chạm vào mặt anh như thế này, 5 năm rồi, em đã từng hận anh, nhưng khoảnh khắc anh xuất hiện đêm hôm đó, em đã biết rằng, cả đời này của em chỉ thuộc về một mình anh, Tiêu Chính Văn, có thể hứa với em một chuyện được không? Trên gương mặt Khương Vi Nhan nở một nụ cười dịu dàng. Anh hứa, Tiêu Chính Văn bi thương đến tuyệt vọng, ôm chặt Khương Vi Nhan. Khương Vi Nhan ghé vào tai anh khẽ thì thầm, hứa với em, tiếp tục sống tốt cùng với Nana, Tiêu Chính Văn, em, yêu, anh. Bụp! Nói xong câu này, bàn tay nhỏ đầy máu của Khương Vi Nhan trượt khỏi má Tiêu Chính Văn, giống như một con bướm bị gãy cánh, rơi xuống vũng nước khiến nước bắn ra tung tóe. Khoảnh khắc đó, Tiêu Chính Văn quỳ trong mưa, tiếng sấm sét vang rền trên nền trời. Anh ôm chặt Khương Vi Nhan, toàn thân run rẩy. Đó là sự phẫn nộ, là sự không cam lòng, là sát khí xuyên thấu tận trời xanh. Tiêu Chính Văn ngẩng đầu lên trời gầm thét. Tiếng gầm đó giống như tiếng rồng kêu, xé tan mây đen dày đặc trên bầu trời.
ngay cả sấm sét dường như cũng phải khiếp sợ. Sát khí vô tận trào dâng từ cơ thể của Tiêu Chính Văn. Khoảnh khắc đó, anh giống như một vị sát thần. Một vị sát thần ở trên thế gian, khiến ma quỷ hay thần thánh cũng đều phải khiếp sợ. Tiêu Chính Văn ôm Khương Vi Nhan đang mặc chiếc váy trắng đã nhuốm đầy máu trong tay, anh từ từ đứng lên. Ánh mắt lạnh lẽo lúc này đã chuyển hoàn toàn sang màu đỏ ngầu. Bắc Lương tức giận, rời non lấp biển. Bụp! Ngay khi Long Nhất phía sau nhìn thấy cảnh này nghiến chặt răng, hai mắt cũng đỏ rực. Một tiếng gầm lên giận dữ, sau đó anh ta rút pháo đạn báo hiệu trong tay, bắn lên trời. Một chòm sao thương long màu xanh nhạt đột nhiên xuất hiện phía trên sân của Sơn Trang nhà họ Kim. Chiếu sáng cả màn đêm, khiến cho nơi đây lập tức sáng chói tựa như ban ngày. Tất cả mọi người ngẩng đầu, bị chòm sao thương long màu xanh nhạt trên bầu trời làm cho kinh ngạc. Biểu tượng chòm sao thương long màu xanh nhạt, đây là... Bùm bùm bùm. Trong khoảnh khắc, một nhóm người mang theo sát khí cuồn cuộn xuất hiện trong trang viên nhà họ Kim với tốc độ cực nhanh. Mỗi một bóng người đều tỏa ra sát khí thấu trời, khiến cho một số tên côn đồ nhà họ Kim trực tiếp bị giá bay ra. Sau đó, tất cả những bóng người đó lao tới trước mắt Tiêu Chính Văn, người đang ôm Khương Vi Nhan, quỳ một gối, cúi đầu xuống, tức giận nói, Điện Thần Long, Long Thập Lục. Bái kiến Điện Chủ. Bụp bụp bụp. Một bóng người khác với khí thế hung ác, đánh bay mấy tên côn đồ, sau đó quỳ gối trước mặt Tiêu Chính Văn, Điện Thần Long, Long Nhị Thập Nhị. Bái kiến Điện Chủ. Người đó vẫn chưa kịp nói xong, những bóng người khác đã từ xa lao tới, xông vào như chỗ không người, quỳ xuống trước mặt Tiêu Chính Văn, cung kính hét lớn. Điện Long Thần, Long Nhị Thập Thất, bái kiến Điện Chủ. Điện Long Thần, Long Nhị Thập Cửu, bái kiến Điện Chủ. Chấm chấm. Sau đó, trong ánh mắt ngạc nhiên và kinh hãi của tất cả mọi người, từ Long Nhất đến Long Bát, đã đá bay vô số người, toàn thân dâng trào sát khí cuồn cuộn. Dưới sự chứng kiến của mọi người, quỳ một gối xuống trước mặt Tiêu Chính Văn, hét lớn, Long Nhất, Long Nhị, Long Tam, Long Tứ, Long Ngũ, Long Lục, Long Thất, Long Bát. Thề chết nghe lệnh của Điện Chủ. Bụp! Đột nhiên, một bóng người với sát khí khủng khiếp thấu tận trời xanh, khí thế vượt xa đám cường giả Long Nhất, đứng ở lối vào của nhà họ Kim, bước từng bước dưới cơn mưa. Khí tức quái dị đó trực tiếp xé tan những tầng mây trong đất trời. Điện Thần Long, Long Tôn, Long Lân. Phạch phạch phạch. Trên đầu đột nhiên vang lên tiếng gầm rú oai phong của cánh quạt trực thăng. Một bóng người đứng ở cửa trực thăng, mặc áo gió màu đen, giống như một vị tuyệt đỉnh sát thần, trực tiếp nhảy từ trên không xuống. Điện Thần Long, Long Tôn, Long Ngao. Ở phía xa xa, trên nóc biệt thự 5 tầng của Sơn Trang nhà họ Kim, hai bóng người sột soạt, trên người mang theo luồng khí tức hoang dại như muốn hủy diệt cả thế giới. Điện Thần Long, Long Tôn, Long Hình. Điện Thần Long, Long Tôn, Long Nguyệt. Tứ đại Long Tôn của Điện Thần Long đều đã xuất hiện ở Sơn Trang nhà họ Kim. Đây là 4 vị sát thần nổi danh khắp thế giới. Với sự xuất hiện của bọn họ, 3.000 cường giả của Điện Thần Long vẫn không ngừng ập đến, tất cả đều quỳ một gối trước mặt Tiêu Chính Văn. Cùng lúc đó, toàn bộ bầu trời đêm được thay thế bằng âm thanh ầm ầm. Những cỗ xe tăng chiến đấu lần lượt xuất hiện bên ngoài Sơn Trang nhà họ Kim, nòng súng màu xanh nhắm thẳng về phía tất cả người nhà họ Kim. Chiếc trực thăng liên tục bay lượn trên bầu trời, từng chiếc dây thường được hạ xuống, những bóng người được trang bị vũ khí đầy đủ trèo xuống phía dưới. Tất cả mọi người nhà họ Kim khi nhìn thấy cảnh tượng này đều rất sốc. Bọn họ chưa bao giờ thấy một đội quân, một thế trận như vậy. Kim Chính Long càng thêm kinh hãi, cả người run lẩy bẩy. Nhìn Tiêu Chính Văn, nói, mày, rốt cuộc mày là ai? Lúc này Tiêu Chính Văn đang ôm chặt Khương Vi Nhan người bê bết máu, anh nhướng mày, ánh mắt tràn ngập lửa giận. Vào lúc đó, cả thế giới như bị bao trùm hoàn toàn bởi khí thế tỏa ra từ người Tiêu Chính Văn. Tức giận, vô cùng tức giận. Mà lúc này, Long Nhất cùng 8 người đạp về phía trước, trên tay cầm một hộp gấm làm bằng gỗ lim thương sơn, phía trên hộp gấm được bao phủ bởi lá cờ phá long màu đen. Trong màn mưa, trước mặt hàng nghìn người, bọn họ bước từng bước đến trước mặt Tiêu Chính Văn. Lá cờ màu đen được kéo lên, bên dưới ngọn cờ là áo choàng chiến đấu thương long thêu bằng chỉ tơ vàng. Ở trên đó, tỏa ra luồng sát khí mạnh mẽ gây chấn động lòng người. Thương long kim sắc, chấn động thế giới.
áo choàng phá long, không hề hối tiếc. Nghiêm Trào. Mọi người đồng thanh hô lên, phá tan bầu không khí yên lặng, chấn động cả một vùng. Xoẹt, Tiêu Chính Văn phất tay, áo choàng chiến đấu kim long xoay nhẹ trong không trung. Biểu tượng thương long màu vàng hiện ra trước mặt mọi người. Rồng vàng năm móng, bay vút lên trời xanh. Trong nháy mắt, áo choàng chiến đấu kim long đã khoác lên người anh. Trên vai có những ngôi sao vàng, tỏa sáng rực rỡ. Uy thế hiên ngang hùng dũng. Mà trong lòng anh, thân thể yếu ớt và đầy máu của Khương Vi Nhan như đang mặc một bộ váy cưới chỉnh tề, như một đóa sen đỏ đang nở rộ. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nhìn Kim Chính Long, sát khí bao trùm đôi mắt anh từ lâu. Anh gầm lên, nhà họ Kim, giết hết, không để sót một ai. Lúc này toàn thân Kim Chính Long run lên vì sốc. Mặt ông ta cắt không còn một giọt máu, nhìn về phía Tiêu Chính Văn, khí phách hiên ngang, tỏa sáng như ánh cầu vồng, run rẩy hỏi, mày rốt cuộc là ai? Tại sao mày lại có áo choàng chiến đấu kim long hoa văn màu xanh? Chương 17, tôi là vua Bắc Lương. Kim Chính Long hoảng sợ. Nỗi sợ hãi xuất phát từ tận sâu trong đáy lòng. Lúc này, ông ta đã quên mất rằng mình là người đứng đầu nhà họ Kim ở Tu Hà, quên mất chuyện hôm nay mà ông ta phải làm. Ngay cả khi có hàng nghìn tên côn đồ và mấy chục tên sát thủ máu lửa được nhà họ Kim hết lòng bồi dưỡng ở bên cạnh cũng không khiến cho Kim Chính Long có đủ tự tin. Trên người Tiêu Chính Văn tỏa ra luồng sát khí lạnh lùng thấu tận trời xanh, anh ôm chặt Khương Vi Nhan, sự tức giận trong mắt từ lâu đã biến thành dòng chảy xối xả. Ba vị thần y cũng lập tức xuất hiện bên cạnh Tiêu Chính Văn, nhìn thấy vết thương của Khương Vi Nhan, tất cả đều bị sốc. Chủ soái, đại phu có thể cứu được phu nhân, hoa thần y hét lên. Tiêu Chính Văn khi nghe thấy lời này, trong đôi mắt tràn đầy sát khí của anh hiện lên một tia hy vọng, anh không chậm trễ, lập tức giao Khương Vi Nhan cho ba vị thần y. Nhìn thấy một thành viên trong đội hộ tống Khương Vi Nhan và ba vị thần y rời đi, ánh mắt lạnh lùng sắc bén của Tiêu Chính Văn lại dừng trên người Kim Chính Long, lạnh lùng cười, nói, ông hỏi tôi là ai à? Ha ha, trong mắt ông tôi chẳng qua chỉ là một thằng nhãi nhỏ bé, ngông cuồng, chỉ là một người chồng chưa từng lộ mặt của Khương Vi Nhan, chỉ là bố của Nana mà thôi. Kim Chính Long, ông suýt chút nữa giết chết người phụ nữ tôi muốn dành cả đời này bảo vệ nhất. Ông có biết rằng mình đã phạm phải tội ác tày trời gì không? Đứa con gái tội nghiệp của tôi vì thằng con trai của ông mà bị mù cả hai mắt. Ông nghĩ xem, hôm nay, liệu tôi có tha cho nhà họ Kim các ông không? Bùm! Cả người Kim Chính Long run lên bần bật. Mặc dù Tiêu Chính Văn không hề tiết lộ thân phận thật sự của mình, nhưng khi ánh mắt Kim Chính Long quét qua, nhìn thấy ánh hào quang của 3.000 cường giả điện thần long, trên người bọn họ tỏa ra một luồng khí tức bức người. Còn có 8 bóng người phía sau mang theo sát khí đằng đằng cùng với 4 vị cao thủ với thực lực mạnh mẽ đủ để làm chấn động một phương, ông ta có thể đoán ra, Tiêu Chính Văn tuyệt đối không phải là người bình thường. Quá mạnh rồi. Thực lực mạnh mẽ vô song như vậy lại phục tùng Tiêu Chính Văn, giống như một đội quân hùng dũng. Thực lực này vượt xa so với đám côn đồ và sát thủ của nhà họ Kim. Thậm chí ở cả Hoa Quốc này cũng không thể tìm ra được một đội quân mạnh mẽ như vậy. Tao không quan tâm mày là ai. Đây là Tu Hà, cho dù mày có năng lực trên trời, Kim Chính Long tao cũng không sợ. Giết, giết sạch bọn chúng cho tao. Báo thù cho con trai Thái Nhi của tao. Kim Chính Long nhíu mày lại, ngưng tụ thành hận thù và sát khí dày đặc. Cho dù đối phương có năng lực thấu trời đi thì có sao, đây là Tu Hà, đây là sơn trang nhà họ Kim. Ông ta nhất định phải giết hết, không bỏ sót một ai. Đây là con đường sống cuối cùng của ông ta. Giết! Sau tiếng gầm của Kim Chính Long, hàng nghìn tên con đồ của nhà họ Kim đồng loạt lao về phía các cường giả của Điện Thần Long ở gần đó. Tuy nhiên, những gì chờ đợi bọn chúng là sự tồn tại mà cả đời bọn chúng cũng không thể tưởng tượng và lý giải được. Bụp bụp bụp! Đám người sát khí đằng đằng đó bị đánh bay ngược trở lại, như có một ngọn giáo và thanh kiếm sắc bén. Thẳng tay quét sạch hàng nghìn tên côn đồ nhà họ Kim ở trước mặt. Đây chẳng khác nào một cánh đồng lúa chín gặp mưa bão, chốc chốc lại bị tàn sát. Bất cứ khi nào một cường giả của Điện Thần Long xông lên, người đó sẽ đánh bay mấy chục tên côn đồ. Trong vòng chưa đầy một phút, những tên côn đồ của nhà họ Kim đã gục ngã trước nắm đấm của mấy chục vị cường giả của Điện Thần Long. Tình thế đã hoàn toàn nghiêng về một bên.
Kim Chính Long trơ mắt đứng nhìn cảnh tượng này, trong lòng hoàn toàn sụp đổ. Không, không thể như vậy được, không thể nào, đây là sức chiến đấu gì, đây còn là con người sao? Đây rõ ràng là tàn sát. Kim Chính Long hoài nghi, tự hỏi chính mình, lúc này hai mắt mở trừng trừng. Khi nhìn thấy tên côn đồ cuối cùng ngã xuống dưới nắm đấm của một cường giả của Điện Thần Long, hai chân ông ta bắt đầu run lên bần bật. Phịch một tiếng, cách hơn 10 mét, Kim Chính Long quỳ phịch xuống trước mặt Tiêu Chính Văn, không ngừng dập đầu cầu xin anh tha mạng, anh Tiêu xin tha mạng. Tôi sai rồi, là do con trai tôi hồ đồ, đắc tội với anh Tiêu. Nó đã chết rồi, đó là do nó tự làm tự chịu. Mong anh Tiêu tha cho tôi một con đường sống, tha cho nhà họ Kim một con đường sống. Bụp bụp bụp, Kim Chính Long đập mạnh đầu xuống nền gạch lạnh lẽo, nước mưa pha lẫn máu. Cảnh tượng này khiến những người còn lại của nhà họ Kim sau khi nhìn thấy đều chết lặng. Trụ cột của bọn họ, gia chủ của nhà họ Kim lúc này lại quỳ gối dập đầu trước mặt một thằng nhãi vô danh tiểu tốt giống như một con chó, không ngừng cầu xin tha mạng. Bụp. Giây tiếp theo, Tiêu Chính Văn thẳng chân đá vào người Kim Chính Long, ông ta trượt trên mặt đất mấy chục mét, sau đó va mạnh vào chiếc chân to của cái vạc đồng ở gần đó. Một âm thanh đau đớn vang lên. Toàn bộ lưng của Kim Chính Long chịu một lực mạnh tựa như bị sấm sét đánh trúng, ông ta nôn ra một ngụm máu tươi. Tuy nhiên, ông ta không dám phản kháng, chỉ có thể quỳ trên mặt đất, toàn thân run rẩy chờ đợi lời tuyên án của Tiêu Chính Văn. Bịch bịch bịch, Tiêu Chính Văn bước từng bước về phía Kim Chính Long đang run rẩy trước mặt mình trên đôi giày chiến đấu. Sau đó, ánh mắt anh trịch thượng nhìn xuống Kim Chính Long đang quỳ trước mặt mình. Trực tiếp rút một con dao găm từ thắt lưng ném xuống trong mưa, lạnh lùng nói, ông có hai lựa chọn, thứ nhất, tự sát ở đây, nhà họ Kim bị đuổi khỏi Tu Hà. Thứ hai, thách thức tôi sẽ cho ông chết một cách tử tế. Khoảnh khắc đó, toàn thân Kim Chính Long run lên bần bật, khóe miệng rớm máu, ông ta run rẩy vươn tay ra, sau đó đột nhiên nhặt con dao dưới mặt đất, gầm lên một tiếng, lao về phía Tiêu Chính Văn, đồng thời cười lớn một cách điên cuồng. Tiêu Chính Văn, là mày tự tìm chết, tuy nhiên, giây tiếp theo, xoẹt một tiếng, Tiêu Chính Văn trực tiếp vung tay lên, áo choàng chiến đấu kim long thêu hình hoa văn màu xanh tỏa ra ánh sáng chói lóa, bàn tay của anh bóp mạnh cổ của Kim Chính Long. Hai mắt Kim Chính Long như lồi ra, ngoẹo đầu, chết ngay tại chỗ. Sau đó, Tiêu Chính Văn ném xác Kim Chính Long đi, cơ thể ông ta trực tiếp rơi vào trong chiếc vạc đồng. Máu và nước mưa hòa lẫn vào nhau, bắn ra tung tóe, sau đó cả cơ thể ông ta nổi lên trên mặt nước. Lúc sắp chết, bầu trời trước mắt Kim Chính Long từ từ mở đi, rồi biến thành màu đen. Như vậy, Kim Chính Long, kẻ ngang ngược có dã tâm một thời đã hoàn toàn bị xóa sổ khỏi Tu Hà. Những người còn lại của nhà họ Kim căn bản không hề có ý nghĩ phản kháng, lúc này, tất cả đều quỳ dưới mưa, trước mặt Tiêu Chính Văn, không ngừng khóc lóc cầu xin. Xin tha mạng. Chuyện này đều là lỗi của cha bố con Kim Chính Long, không hề liên quan gì đến chúng tôi. Chúng tôi vô tội. Tiêu Chính Văn cười lạnh một tiếng, nở nụ cười lạnh lùng, anh nhìn đám người nhà họ Kim đang quỳ trước mặt, nói, vô tội. Nhà họ Kim các người chẳng có ai là vô tội cả. Tất cả lũ các người đều nhuốm đầy máu trong tay. Những chuyện mà nhà họ Kim đã làm ở Tu Hà, trong lòng các người hiểu rõ nhất. Bây giờ, tôi cũng cho các người hai lựa chọn như vậy, thứ nhất, nhận tội, nói ra tất cả các tội lỗi của mình, chấp nhận sự trừng phạt của Hoa Quốc. Thứ hai, đứng dậy, cầm lấy vũ khí trên mặt đất, xông lên giết phe tôi. Chỉ cần ai trong số các người có thể giết được bọn tôi, các người có thể sống. Ngay khi vừa dứt lời, người nhà họ Kim mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau, đa số đều quỳ rạp trên mặt đất, gào khóc thảm thiết, lựa chọn nhận tội. Chỉ có mấy người nhặt vũ khí trên mặt đất, xông lên đòi giết. Tuy nhiên, vừa đứng dậy, vài bóng đen xoẹt qua trước mặt bọn chúng, sau đó, bọn chúng ôm cổ ngã xuống vũng máu. Trước mặt những cường giả của Điện Thần Long này, bọn chúng nhặt vũ khí lên đồng nghĩa với việc bị kết án tử hình. Vào lúc này, Tống Hậu Lượng đưa người của đội đến kịp thời. Tiếng xe cộ ầm ầm bao vây bên ngoài sơn trang nhà họ Kim. Khi Tống Hậu Lượng đi xuyên qua đám đông, nhìn thấy Tiêu Chính Văn đang đứng dưới mưa, mặc một chiếc áo choàng chiến đấu kim long thiêu hoa văn màu xanh, anh ta không khỏi run lên bần bật.
Trong tầm mắt của anh ta, Tiêu Chính Văn lúc này dường như là sự tồn tại mạnh nhất trên thế giới này. Lông mày đó, ánh mắt đó, mỗi một cử động đều mang theo luồng khí tức khiến người ta muốn bái phục, muốn kính nể. Đặc biệt là xung quanh còn có 3.000 cường giả của Điện Thần Long. Giống như một luồng thép cuồn cuộn. Nhìn xuống dưới đất, thấy đám côn đồ nhà họ Kim đã bị bọn họ đánh cho gãy tay gãy chân, không ai còn nguyên vẹn. Đặc biệt là những người còn lại của nhà họ Kim, khi nhìn thấy Tống Hậu Lượng đưa người tới, lúc này giống như nhìn thấy vị cứu tinh, liều mạng bò đến chân anh ta, nước mắt lưng tròng, kể hết mọi tội lỗi mà bọn họ đã gây ra. Bọn họ chỉ hy vọng Tống Hậu Lượng có thể đưa bọn họ thoát ra khỏi địa ngục trần gian này. Tống Hậu Lượng nhanh chóng chạy đến chỗ Tiêu Chính Văn, bị chấn động hồi lâu trước luồng khí mạnh mẽ của Tiêu Chính Văn. Tổng tư lệnh Tống, Tiêu Chính Văn khẽ cau mày. Tống Hậu Lượng lúc này mới phản ứng lại, vội vàng nói, anh Tiêu, tôi đến đây để nói với anh một chuyện, có còn có những nhân vật lợi hại và thế lực mạnh hơn chống lưng cho nhà họ Kim. Vợ của Kim Chính Long cũng chính là mẹ của Kim Thái, bà ta là người nhà họ Vân ở tỉnh Vân, một trong 6 tỉnh lớn nhất của Nam Lĩnh. Cũng là gia đình giàu nhất ở tỉnh Vân. Hơn nữa 3 người chú này của Kim Thái đều là người của tổng chiến khu Nam Lĩnh. Người có địa vị thấp nhất cũng là 2 sao. Thực lực rất mạnh. Bây giờ nếu như anh đã tiêu diệt nhà họ Kim, e là nhà họ Vân này nhất định sẽ không để yên đâu. Nhà họ Vân ở tỉnh Vân. Tôi đợi bọn họ tới. Nếu như bọn chúng dám nhúng tay vào Tu Hà, động chạm tới vợ và con gái tôi sẽ đập vỡ nanh vuốt của bọn chúng, Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói, hàng lông mày kiếm khẽ cao lại, mang theo sát khí bức người. Chương 18, hận thù chồng chất. Đây, anh Tiêu, nhà họ Vân giống như bá chủ ở tỉnh Vân vậy. Quyền lực của bọn họ bám rễ sâu ở tỉnh Vân rồi. Nếu nhà anh ra tay với nhà họ Vân thì sẽ đụng tới lợi ích của rất nhiều người. Chuyện này còn phức tạp hơn rất nhiều so với chuyện chiến khu hay thực lực gia tộc, sợ rằng sẽ không dễ đối phó đâu. Tống Hậu Lượng nói xong, trên trán túa ra mồ hôi lạnh, lời vừa rồi của Tiêu Chính Văn không khỏi khiến người khác lo lắng và sợ hãi. Anh lại còn muốn ra tay với nhà họ Vân. Quyền lực và ảnh hưởng của gia tộc này, cộng thêm các mối quan hệ của bọn họ không phải một hai câu là có thể giải quyết được. Một khi xung đột xảy ra nhất định sẽ gây ra những rắc rối lớn. Trong chiến khu, quyền lực tuyệt đối được đề cao, nhưng trong giới kinh doanh và chính trị thì còn phức tạp hơn rất nhiều. Ánh mắt Tiêu Chính Văn lạnh như băng, lạnh nhạt gật đầu, nói, cảm ơn Tống Tư lệnh đã có ý tốt, tôi tự có tính toán. Nói xong câu này, Tiêu Chính Văn lập tức xoay người rời đi. 3.000 cường giả, bát đại long tướng và tứ đại long tôn của Điện Thần Long đi theo phía sau, bọn họ cứ như vậy mà rời đi trước mặt đám người Tống Hậu Lượng. Không ai dám ngăn cản. Chiếc áo choàng chiến đấu kim long với họa tiết màu xanh lam cũng đủ làm cho toàn bộ mọi người có mặt ở đó kinh hồn bạt vía. Đám người Tống Hậu Lượng cứ đứng trong sơn trang rộng lớn của nhà họ Kim nhìn nhóm người với sát khí đằng đằng này rời đi. Mãi cho đến khi Tiêu Chính Văn và những người khác hoàn toàn biến mất trong tầm mắt, Tống Hậu Lượng mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Quá đáng sợ, quá kinh khủng. Đây chính là khí chất của chủ soái Bắc Lương sao? Là vị vua cai trị hơn 300.000 quân Bắc Lương. Người như vậy thật đúng là anh hùng tái thế. Tống tư lệnh, vậy còn người nhà họ Kim, chúng ta xử lý như thế nào? Lúc này một người đàn ông mặc đồng phục của cục thanh tra đi tới, nhỏ giọng hỏi. Tống Hậu Lượng quét mắt nhìn người nhà họ Lương, phát hiện người nhà họ Kim ngày trước kiêu căng ngạo mạn bây giờ đều vô cùng sợ hãi. Đưa tất cả về điều tra, Tống Hậu Lượng cau mày, nghiêm nghị nói. Anh ta đã muốn giải quyết nhà họ Kim từ lâu rồi, lần này nếu như Tiêu Chính Văn không ra tay hành động, Tống Hậu Lượng anh ta thật không dám tin rằng, nhà họ Kim bề thế ở đất Tu Hà lại sụp đổ chỉ trong một đêm. Chẳng bao lâu, tin tức về việc nhà họ Kim bị tiêu diệt đã nhanh chóng lan truyền khắp Tu Hà. Toàn bộ Tu Hà đều chấn động. Không ai có thể tin được rằng nhà họ Kim hùng mạnh như vậy, có gốc gác sâu xa ở Tu Hà như vậy lại bị kẻ thù tiêu diệt chỉ trong một đêm. Điều đáng sợ hơn là người đứng đầu nhà họ Kim, Kim Chính Long và con trai Kim Thái đều đã chết bên trong sơn trang của nhà họ Kim. Hàng nghìn tên côn đồ và mười mấy cao thủ do nhà họ Kim trả hàng chục triệu tệ để bồi dưỡng đều bị diệt sạch trong một đêm. Còn những người còn lại của nhà họ Kim cũng bị tổng tư lệnh của cục thanh tra bắt đi ngay hôm đó. Người ta nói rằng,
những người nhà họ Kim còn sống sót lần lượt thừa nhận những tội lỗi mà bọn họ đã gây ra, chỉ mong Tổng tư lệnh cục thanh tra mau chóng tống bọn họ vào tù. Và tất cả những điều này đều bắt nguồn từ người đàn ông đã ra tay với nhà họ Kim đêm hôm đó. Anh chính là nỗi sợ hãi của toàn bộ người nhà họ Kim. Còn về việc ai đã tiêu diệt nhà họ Kim đã trở thành một bí ẩn ở Tu Hà. Đêm hôm đó, có rất nhiều nhân vật lớn ở Tu Hà cố ý yêu cầu tài xế lái xe đến bên ngoài sơn trang của nhà họ Kim, kết quả là hàng trăm lính thanh tra đã túc trực tại hiện trường để duy trì trật tự. Ở bên này, Tiêu Chính Văn sau khi giải quyết xong chuyện của nhà họ Kim, anh nóng lòng quay về sơn trang Lãng Nguyệt. Lòng anh như lửa đốt, trong đầu chỉ nghĩ tới Khương Vi Nhan. Nếu như Khương Vi Nhan xảy ra chuyện gì, anh không thể nào tha thứ cho mình được. Khi anh lao vào phòng, Khương Vi Nhan đã chìm sâu vào giấc ngủ. Hai mắt Tiêu Chính Văn đỏ hoe, nước mắt không kìm được mà chảy ra, anh chậm rãi đi tới, nhìn người phụ nữ yếu ớt xanh xao. Hai mắt nhắm chặt nằm trên giường. Sao em lại ngốc như vậy? Sao em lại xuất hiện ở đó? Tiêu Chính Văn quỳ một chân xuống đầu giường, vươn tay nắm chặt bàn tay ngọc ngà lạnh lẽo của Khương Vi Nhan, anh có thể cảm nhận được mạch đập yếu ớt của cô. Người phụ nữ ngốc này vì anh mà không cần cả mạng sống của mình. Người phụ nữ như vậy, Tiêu Chính Văn làm sao có thể phụ lòng được? Làm sao có thể buông bỏ được? Tiêu Chính Văn, .mau chạy đi. Mau chạy đi, Nana, con gái của chúng ta. Á, đừng mà, đừng mà. Tiêu Chính Văn, khi nào anh mới quay lại, em mệt quá, em sắp không chống đỡ nổi nữa rồi. Khương Vi Nhan nhắm chặt mắt, lắc đầu quầy quậy, không ngừng nói mơ. Mặc dù cô bị bắn hai phát đạn vào sau lưng, nhưng người mà cô luôn nhớ tới và lo lắng chính là Tiêu Chính Văn và Nana. Khoảnh khắc đó, Tiêu Chính Văn đã bật khóc. Vùi đầu vào bàn tay nhỏ bé của Khương Vi Nhan, nhẹ nhàng hôn lên mờ u bàn tay cô, nói, Khương Vi Nhan, từ nay về sau, anh sẽ không để bất kỳ ai làm tổn thương em. Chỉ cần là thứ em muốn, anh nhất định sẽ lấy về cho em. Cho dù em có muốn cả thế giới này, anh cũng sẽ cho em. Cứ như vậy, Tiêu Chính Văn ở trong phòng cùng với Khương Vi Nhan, âm thầm bảo vệ ở bên giường cô. 5 năm rồi. Tiêu Chính Văn chưa từng quan sát kỹ người phụ nữ này, lần đầu tiên nhìn thấy cô, đó là lễ cưới mà cả đời này Tiêu Chính Văn không thể nào quên được. Ninh Kỳ Nhi, tiểu thư nhà họ Ninh, cô ta cũng là cô gái mà anh thích năm 18 tuổi. Vì cô ta, thậm chí Tiêu Chính Văn không cần cả cái mạng của mình. Ninh Kỳ Nhi và anh lúc đó là một cặp kim đồng ngọc nữ được người người hâm mộ ở Tu Hà. Từ khi bọn họ còn nhỏ đã cùng nhau đi tham dự các sự kiện lớn nhỏ, khiến không biết bao nhiêu người ghen tị. Tuy nhiên, chính người phụ nữ đó, chính người phụ nữ mà Tiêu Chính Văn hết mực yêu thương đó, trong đám cưới thế kỷ của bọn họ, liên kết tứ đại gia tộc lại để hãm hại nhà họ Tiêu, khiến cha mẹ anh chết đi trong oan ức và hận thù. Cuối cùng cô ta còn phái sát thủ đuổi cùng giết tận, ép anh vào đường cùng. Tiêu Chính Văn vẫn còn nhớ như in cảnh bố mẹ phải tự tử để cứu lấy mình. Anh sẽ không bao giờ quên, cũng không thể nào quên được mối hận thù sâu sắc này. Mỗi đêm, anh đều nằm mơ thấy buổi tối hôm đó, anh quỳ trước mặt Ninh Kiều Nhi giống như một con chó, cầu xin cô ta buông tha cho bố mẹ anh. Tuy nhiên, người phụ nữ đó lòng dạ độc ác không khác gì một con rắc độc. Tiêu Chính Văn, từ trước đến nay tôi chưa từng thích anh. Anh chẳng qua chỉ là công cụ để tôi được thăng cấp mà thôi. Cả đời này của tôi sẽ không bao giờ hạ mình trước người khác chứ đừng nói là Tiêu Chính Văn anh, hay là nhà họ Tiêu các anh. Từ nay, nhà họ Tiêu sẽ bị xóa sổ hoàn toàn ở Tu Hà. Nhà họ Ninh chúng tôi sẽ đứng vững ở đây. Lời nói cao cao tại thượng của người phụ nữ đó đã hành hạ tinh thần anh mỗi đêm. Cũng trong hôn lễ thế kỷ đó, Tiêu Chính Văn vô tình làm tổn thương Khương Vi Nhan. Sau đó anh đi về phía nam tìm các anh em của mình, nhưng lại bị một người anh em lâu năm đâm một nhát sau lưng. Tiêu Chính Văn lúc đó đã hoàn toàn đứng trên bờ vực sụp đổ. Nếu như không có sự xuất hiện của cô gái tốt bụng Khương Vi Nhan này, có thể đã không còn Tiêu Chính Văn trên đời này. Không có vua Bắc Lương, càng không có điện thần Long. Tiêu Chính Văn lặng lẽ ở bên cạnh Khương Vi Nhan, anh muốn khắc cốt ghi tâm hình bóng của cô. Người phụ nữ này chính là người mà Tiêu Chính Văn sẽ dùng cả đời để bảo vệ. Lúc này, Long Nhất nhẹ nhàng đi tới, vừa định lên tiếng, Tiêu Chính Văn đã ra hiệu bằng ánh mắt,
ý bảo ra ngoài nói chuyện. Sau đó, hai người bước ra ngoài cửa, Long Nhất hơi cúi đầu, nói, chủ soái, 3.000 cường giả của Điện Long Thần đều đã quay trở về nước ngoài để thực hiện nhiệm vụ của bọn họ. Long Nhị và Long Bát cũng làm theo lệnh của anh, lên đường trở về Bắc Lương. Tứ Đại Long Tôn hiện vẫn đang ở Hoa Quốc, chờ nhận lệnh của anh bất cứ lúc nào. Tiêu Chính Văn nghe xong, lặng lẽ gật đầu. Ngoài ra, tôi vừa nhận được tin tức, tối mai nhà họ Ninh sẽ tổ chức tiệc đính hôn, là Ninh Kỳ Nhi với đại thiếu gia nhà họ Tần ở trong tỉnh. Hơn nữa, địa điểm tổ chức đính hôn là ở Thủy Tinh Cung, chính là địa điểm tổ chức đám cưới của anh và Ninh Kỳ Nhi năm đó. Hơn một nửa các thế gia danh tiếng đều sẽ đến tham dự, Long Nhất nói với vẻ mặt phức tạp, trong mắt lóe lên một tia sát khí lạnh lùng. Bọn họ đều biết những trải nghiệm cuộc sống đầy đau khổ của Tiêu Chính Văn, đều biết mối thù truyền kiếp của anh với nhà họ Ninh và tứ đại gia tộc. Tiêu Chính Văn nghe xong, lông mày cau lại, giọng nói lạnh lẽo như băng, Ninh Kỳ Nhi, đã nhiều năm rồi chưa gặp. Long Nhất, thay tôi chuẩn bị quà chúc phúc, tối mai cùng tôi tới đó. 5 năm rồi, có một số việc cũng nên cắt đứt hoàn toàn rồi. Chương 19, Ninh Kỳ Nhi. Buổi tối ngày kế tiếp, sau khi dành thời gian cả ngày ở bên Khương Vi Nhan và Nana, Tiêu Chính Văn mới rời khỏi Sơn Trang. Lúc này Long Nhất đã chuẩn bị xong xe cộ, anh ta nghiêm túc đứng trước mặt Tiêu Chính Văn, trên tay cầm một chiếc hộp gấm được bao phủ bởi lớp lụa đen, nói, chủ soái. Mọi chuyện đã được sắp xếp xong. Tiêu Chính Văn nhướng mày nhìn lên bầu trời, trong mắt hiện lên nỗi nhớ nhung và lạnh lùng vô tận, anh nói, đi thôi. Cùng lúc đó, Thủy Tinh Cung xa hoa nhất Thu Hà đã lên đèn sáng rực, khách khứa tấp nập ra vào. Toàn bộ Thủy Tinh Cung lộng lẫy và tráng lệ giống như một báu vật thượng đế để lại chốn nhân gian. Đây là nhà hàng nổi tiếng nhất Thu Hà, tấc đất tấc vàng. Muốn tổ chức đám cưới ở đây, ít nhất cũng phải mất 5 triệu tệ. Đúng lúc này, trước cổng Thủy Tinh Cung, những chiếc xe sang trọng lần lượt dừng trên thảm đỏ, những người bước ra đều là những ông lớn của giới chính trị, kinh doanh nổi tiếng của Thu Hà. Lúc này ngay cả Chủ tịch thành phố Thu Hà Tô Khởi Minh và Lý Trường Thắng người giàu nhất Thu Hà cũng ngồi xe chuyên dụng đến Thủy Tinh Cung. Toàn bộ sảnh lớn của Thủy Tinh Cung sang trọng đã chật kín chỗ ngồi, vô cùng náo nhiệt. Gia chủ nhà họ Ninh, Ninh Học Minh đang đứng trong sảnh lớn, đón tiếp những nhân vật nổi tiếng ở các lĩnh vực khác nhau đến tham dự tiệc đính hôn của cô con gái. Đúng lúc này, người gác cửa lớn tiếng thông báo, Chủ tịch thành phố Thu Hà, ông Tô Khởi Minh đang tiến vào, quà tặng là một bộ ấm pha trà Yukari. Nghe thấy lời này, Ninh Học Dân lập tức ra cửa cung kính. Nhiệt tình bắt tay Tô Khởi Minh đang đi vào sảnh, Chủ tịch Tô, chào mừng anh đến dự tiệc, mời anh vào. Ha ha, anh Học Dân, đã lâu không gặp anh, trông sắc mặt của anh, tôi thấy con đường thăng quan tiến chức của anh rất thuận lợi đấy. Đây là chút tấm lòng của tôi. Bộ ấm pha trà Yukari này tôi đã cất kỹ nhiều năm, hy vọng anh Học Dân sẽ không chê. Lần này có thể liên hôn với nhà họ Tần ở tỉnh thành, địa vị của nhà họ Ninh ở Tu Hà lại được nâng cao một bậc. Thậm chí trong tương lai, việc nhà họ Ninh có chỗ đứng ở tỉnh thành là điều đương nhiên, Khởi Minh cười nói. Ninh Học Dân cũng cười đáp lại, ha ha ha, Chủ tịch Tô lại nói đùa rồi, chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Nhờ có nhà họ Tô chiếu cố bao năm qua, tôi mới xây dựng được cơ cấu nhà họ Ninh như ngày hôm nay. Mời anh mau vào trong, anh ngồi ở bàn đầu nhé. Dứt lời, Ninh Học Dân hơi khom mình, đích thân mời Tô Khởi Minh ngồi xuống bàn chính trong sảnh. Lúc này, người gác cửa lại một lần hô to, người giàu nhất Thu Hà, tỷ phú Lý Trường Thắng đang tiến vào, quà tặng là một hộp nấm bạch ngọc. Trong nháy mắt, tất cả khách mời đều ngẩng đầu lên nhìn. Nấm bạch ngọc này mấy ngày trước còn đấu giá bán được 10 triệu tệ. Người tặng món quà này quả là vô cùng bạo tay. Ninh Học Dân cũng vội vàng ra đón khách, vẻ mặt tươi cười, nói, tỷ phú Lý, anh tới dự tiệc là được rồi, còn tặng món quà đắt tiền như vậy làm gì? Anh làm khó tôi quá. Lý Trường Thắng mặc một bộ lễ phục thời Đường màu đen, ông ta khoảng 40-50 tuổi, thần sắc tươi tắn, gương mặt hồng hào, bước vào sảnh tiệc, ông ta không lập tức bắt tay với Ninh Học Minh, mà là đưa tay về phía Tô Khởi Minh, mỉm cười, nói, Chủ tịch Tô, không ngờ anh cũng tới đây. Tô Khởi Minh khẽ cười, bắt tay với Lý Trường Thắng, nói, tôi đến góp vui ấy mà, nhưng tỷ phú Lý ra tay hào phóng thật đấy.
nấm bạch ngọc này là một báu vật đó. Lý Trường Thắng mỉm cười, sau đó quay lại, bắt tay Ninh Học Dân rồi trò chuyện. Đây là chính là năng lực quan sát nhạy bén của một người giới kinh doanh, đủ để thể hiện sự kính nể với Tô Khởi Minh. Mà mọi người cũng không để ý. Sau đó, dưới sự sắp xếp của Ninh Học Dân, Tô Khởi Minh và Lý Trường Thắng cùng ngồi vào bàn chính. Đương nhiên ghế đầu tiên là của Tô Khởi Minh, còn Lý Trường Thắng ngồi khiêm tốn bên phải Tô Khởi Minh. Trong sảnh tiệc lúc này đã có rất nhiều nhân vật nổi tiếng ở Tu Hà đang bàn tán xôn xao. Này, các ông đã nghe chuyện chỉ trong đêm qua nhà họ Kim đã bị kẻ thù tiêu diệt chưa? Sáng sớm nay tôi đã nghe nói, tôi còn cố ý đi xem thế nào. Hiện trường có rất nhiều lính tuần nghiêm ngặt, hoàn toàn không nghe ngóng được gì. Ông nói xem, là ai có bản lĩnh lớn như vậy, tiêu diệt toàn bộ nhà họ Kim trong một đêm? Thật quá đáng sợ. Mà những ông lớn đang ngồi tại bàn chính đều là những người có máu mặt, có tiếng nói ở Tu Hà, lúc này, họ đều đổ dồn ánh mắt về phía Tô Khởi Minh, hỏi, Chủ tịch thành phố Tô, ông có nghe nói chuyện này chưa? Rốt cuộc Hà họ Kim đã xảy ra chuyện gì mà lại bị người khác tiêu diệt trong một đêm? Nhưng tôi nghe nói, đối thủ này là một nhân vật đến từ chiến khu Bắc Lương, thực lực mạnh mẽ, bản lĩnh phi thường. Có phải chuyện này có thật không? Đúng thế. Chủ tịch thành phố Tô, ông nói cho chúng tôi biết đi, nếu không, thành phố Tu Hà này sẽ hỗn loạn vô cùng, mọi người ai ai cũng hoảng loạn. Trước những thắc mắc của họ, Tô Khởi Minh bình tĩnh nhấp một ngụm trà, nói, chuyện này tôi không cũng biết nhiều lắm, toàn bộ đều do cấp dưới giải quyết. Tình hình cụ thể cần phải đợi báo cáo của họ. Tuy nhiên mọi người đừng lo lắng, nhà họ Kim đã vi phạm phải một số chuyện, không liên quan gì đến các vị cứ yên tâm làm việc của mình là được rồi. Nghe thấy lời này của Tô Khởi Minh, không ai tiếp tục truy hỏi đến cùng nữa. Nhưng Lý Trường Thắng lại nói nhỏ bên tai Tô Khởi Minh, anh Tô, theo tin tức tôi nhận được, chuyện nhà họ Kim bị tiêu diệt, e là nhà họ Vân ở tỉnh Vân đã biết rồi. Thế lực và quyền lợi liên quan phía sau, có lẽ anh Tô cũng hơi khó giải quyết đấy. Tô Khởi Minh bật cười, nói, tỷ phú Lý, anh không cần lo lắng những chuyện này. Nếu như nhà họ Vân ở tỉnh Vân dám nhúng tay vào Tu Hà, e là ông lớn đó sẽ không đồng ý đâu. Lý Trường Thắng nghe xong, lông mày nhíu lại, tâm trạng khẽ chấn động, ông ta cũng mỉm cười, không nói gì. Mà lúc này, giữa những tràng pháo tay nồng nhiệt của khách mời, Ninh Kỳ Nhi mặc váy cưới màu trắng tựa nữ thần, cùng một người đàn ông cao lớn đẹp trai đi theo cầu thang xoắn ốc màu vàng từ tầng 2 xuống sân khấu ở tầng 1. Qua! Wow. Đây chính là Ninh Kỳ Nhi sao? Gương mặt của cô ta đúng là đẹp tuyệt trần, quá xinh đẹp. Đương nhiên rồi, Ninh Kỳ Nhi này là người đẹp số một Tu Hà. Người theo đuổi cô ta đều xếp hàng đến Tu Hà đấy. Đại thiếu gia nhà họ Tần cũng thật là đẹp. Không hổ danh là thiếu gia nhà họ Tần ở tỉnh thành, khí chất đúng là khác người. Lần này nhà họ Ninh thực sự một bước tiến vào thế gia tỉnh thành rồi. Đúng là trai tài gái sắc mà. Đáng tiếc quá, 5 năm trước, đám cưới thế kỷ của Ninh Kỳ Nhi và Tiểu Chính Văn nhà họ Tiêu, tôi cũng tham gia, bây giờ nghĩ lại, Ninh Kỳ Nhi này cũng là một người ghê gớm vô cùng, bảo sao được nhà họ Tần nhìn chúng, chọn làm con dâu. Xuyệt, ông nói bé thôi, không muốn sống nữa hay gì, nhắc chuyện của nhà họ Tiêu ở đây, không sợ chuốc vạ vào thân sao. Ninh Kỳ Nhi mặc một chiếc váy mỏng được điểm xuyết bằng vô số hạt kim cương, lung linh dưới ánh đèn. Nâng đỡ cô ta như một tiên nữ. Đường nét trên khuôn mặt tinh xảo tựa như tác phẩm đáng tự hào nhất của Thượng Đế, chiếc cổ trắng nõn như cổ thiên Nga, eo thon yêu kiều, cánh tay ngọc thon gọn, mang khí chất lạnh lùng, quyến rũ khó ai bì nổi. Dưới ánh nhìn của mọi người, cô ta đứng trên bục, đôi môi đỏ mọng khẽ mở, mỉm cười, cảm ơn mọi người đến dự tiệc đính hôn của tôi và Tần Hạo. Đây sẽ là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi, bởi vì tôi, Ninh Kỳ Nhi, đã tìm được một người thật lòng yêu tôi. Anh ấy là báu vật cả đời của Ninh Kỳ Nhi tôi. Đời này của tôi chỉ thuộc về mình anh ấy. Tôi yêu anh ấy. Dứt lời, Ninh Kỳ Nhi quay sang nhìn Tần Hạo cao giáo đẹp trai đang đứng bên cạnh, nở nụ cười dịu dàng. Tần Hạo cũng gật đầu, mỉm cười lịch thiệp, anh ta choàng tay qua eo Ninh Kỳ Nhi, nói với khách khứa, tôi rất vui vì mọi người có thể đến dự tiệc đính hôn của tôi và Ninh Kỳ Nhi. Bỗng vào lúc này, một giọng nói không mấy thân thiện đột nhiên vang lên từ cửa sảnh tiệc.
Tiêu Chính Văn nhà họ Tiêu tới chúc mừng, tặng quà, chương 20, chấn động toàn sảnh tiệc. Vừa dứt lời, tại cửa chính Tráng Lệ và Xa Hoa, Tiêu Chính Văn bước thẳng vào sảnh tiệc, cả người như tỏa ra ánh sáng. Lông mày hình kiếm, đôi mắt sáng ngời cùng với dáng vẻ hiên ngang của anh khiến tất cả mọi người có mặt đều ngạc nhiên không thôi. Trong phút chốc, cả hội trường bắt đầu bàn tán. Tiêu Chính Văn của nhà họ Tiêu ở Tu Hà sao? Đây là gia tộc nào thế? Sao tôi chưa từng nghe nói đến? Ông bị làm sao đấy? Chính là nhà họ Tiêu năm đó. Đứa con trai duy nhất của nhà họ Tiêu đã từng có hôn ước với Ninh Kỳ Nhi, Tiêu Chính Văn. Cái gì? Người còn sống sót duy nhất của nhà họ Tiêu? Tại sao cậu ta lại trở về? Chẳng phải mọi người đều nói rằng cậu ta đã chết rồi sao? Lúc này ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung vào bóng dáng cao lớn, tuấn tú đang tiến vào từ cửa chính. Bọn họ cố gắng liên tưởng người đàn ông trước mặt với Tiêu Chính Văn của nhà họ Tiêu năm đó. Nhưng, họ phát hiện ra Tiêu Chính Văn trước mặt họ đã thực sự thay đổi. Nhất là gương mặt kiên quyết và đôi mắt lạnh lùng đó khiến người ta phải run lẩy bẩy. Lông mày như sao xăm, khí chất như rồng bay. Người còn sống sót duy nhất khi nhà họ Tiêu bị đuổi cùng giết tận năm đó, nay đã quay trở lại. Hơn nữa, anh còn xuất hiện trong bữa tiệc đính hôn của Ninh Kỳ Nhi và đại thiếu gia nhà họ Tần. Trong tích tắc, ánh mắt của mọi người đều lộ ra vẻ tò mò, họ muốn chứng kiến vở kịch đặc sắc này. Tiêu Chính Văn này sớm không đến, muộn không đến, đúng lúc này mới xuất hiện, đủ để thấy đêm nay Tiêu Chính Văn và Ninh Kỳ Nhi, kéo theo nhà họ Ninh. Chắc chắn sẽ là kết cục một mất một còn. Dù sao thì bọn họ vẫn còn nhớ rõ mồn một bi kịch của nhà họ Tiêu năm ấy. Bố mẹ của Tiêu Chính Văn chính là bị Ninh Kỳ Nhi ép chết. Lúc này, lông mày phượng hoàng của Ninh Kỳ Nhi tỏa ra khí chất cực kỳ lạnh lùng. Đôi mắt long lanh của cô ta vốn dĩ rực rỡ như ánh sao, nhưng lúc này, nhìn thấy Tiêu Chính Văn đột nhiên xuất hiện ở trước mắt, từ sâu đôi mắt của Ninh Kỳ Nhi lóe lên một tia lạnh lùng khó thấy. Nhưng dù sao, cũng đây là bữa tiệc đính hôn của cô ta, Ninh Kỳ Nhi vô cùng xem trọng bữa tiệc đính hôn lần này. Đây là cơ hội để Ninh Kỳ Nhi tiến lên tỉnh thành, cũng là cơ hội để nhà họ Ninh thống trị Tu Hà. Vì vậy, Ninh Kỳ Nhi tuyệt đối không bao giờ để xảy ra bất kỳ sai sót ngoài ý muốn nào. Bao gồm cả Tiêu Chính Văn, người bạn thanh mai trúc mã thuở nhỏ đã yêu đương nồng nhiệt với cô ta. Người đàn ông này đã từng quan tâm cô ta đến mức có thể đem cả mạng sống đưa cho cô ta. Chỉ cần anh dám phá hỏng tiệc đính hôn của cô ta nhất định phải trừ cỏ tận gốc. Tiêu Chính Văn, lâu lắm không gặp, không ngờ anh vẫn còn sống. Tối nay anh tới đây là để chúc phúc cho tôi đúng không? Ninh Kỳ Nhi dáng đòn phủ đầu, nhấc chiếc váy đắt tiền của mình trên tay, dưới ánh đèn sân khấu trông cô ta tựa như một nàng công chúa, khí chất hơn người. Nhưng từ trong đôi mắt của cô ta, không ai có thể nhìn ra vẻ ngạc nhiên vui mừng khi Tiêu Chính Văn vẫn còn sống, mà ngược lại là chán ghét, mất kiên nhẫn. Thậm chí còn có cả sát khí. Xì sao? Mọi người đều nhìn chằm chằm vào Tiêu Chính Văn, chờ đợi câu trả lời của anh. Ánh mắt Tiêu Chính Văn thờ ơ, lông mày thẳng tắp, lạnh lùng, anh đứng thẳng, chắp tay sau lưng, nhìn về phía sân khấu đằng xa nơi Ninh Kỳ Nhi đang đứng, trong lòng anh trào dâng nỗi chua xót. Khổ sở nhưng cũng nhanh chóng bị che lấp bởi hận thù. Người phụ nữ này vẫn đẹp như vậy, vẫn mang bộ dạng khiến người khác không thể nổi lên bất cứ ý nghĩ tục tĩu nào. Năm ấy, chính tại nơi đây, trên sân khấu của sảnh tiệc, cô ta đã từng ôm hôn anh, đã từng hứa non hẹn biển. Nhưng mãi về sau, Tiêu Chính Văn mới nhận ra tất cả chỉ là kế hoạch của Ninh Kỳ Nhi, mà bản thân chẳng qua chỉ là một quân cờ trong tay cô ta mà thôi. Chúc mừng cô! Ninh Kỳ Nhi, cô đã tìm được người mình yêu, một lúc lâu sau, Tiêu Chính Văn mới nói ra một câu như vậy, đồng thời, ánh mắt của anh dừng lại trên người Tần Hạo đang đứng bên cạnh Ninh Kỳ Nhi. Vị đại thiếu gia của nhà họ Tần ở tỉnh thành quả nhiên rất đặc biệt, khí chất của anh ta người bình thường nào có thể sánh được. Nhưng vào lúc này, Tần Hạo lại liếc nhìn Ninh Kỳ Nhi với vẻ mặt thâm trầm, sau đó anh ta nhìn thẳng vào Tiêu Chính Văn, cười mỉa mai, Tiêu Chính Văn. Anh chính là người còn sống sót duy nhất của nhà họ Tiêu năm đó sao? Ha ha, tôi không ngờ thế mà anh vẫn còn sống đó. Bố mẹ đều đã chết, nhà họ Tiêu cũng bị trừ khử tận gốc. Thứ rác rưởi như anh sao vẫn có thể sống vất vưởng ở đây thế? Nếu tôi là anh,
tôi đã tự đập đầu chết đi rồi. Nói xong, Tần Hạo cũng đã bước tới trước mặt Tiêu Chính Văn, giọng điệu anh ta đầy ngạo nghễ, trịch thượng, khinh thường nhìn Tiêu Chính Văn. Trong mắt anh ta, sự tàn còn sót lại của nhà họ Tiêu ở Tu Hà bị tiêu diệt mấy năm trước không đủ để anh ta coi trọng. Hơn nữa, thứ rác rưởi này lại còn là chồng chưa cưới trước đây một năm đó của Ninh Kỳ Nhi. Điều này khiến cho Tần Hạo vốn đã hẹp hòi trong lòng lại nổi lên ngọn lửa vô hình. Tối nay là bữa tiệc đính hôn của tôi và Ninh Kỳ Nhi. Nếu như anh tới để chúc phúc, đương nhiên tôi rất hoan nghênh, hơn nữa còn mời anh ở lại dự tiệc. Nhưng nếu anh tới để gây rối thì xin lỗi, tôi nhất định sẽ khiến anh phải hối hận vì vẫn còn sống. Thấy Tiêu Chí Văn không lên tiếng, Tần Hạo tiến lên một bước, đưa tay đẩy trước ngực Tiêu Chính Văn, tỏ thái độ vô cùng ngang ngược. Mà phía sau anh ta, hai vệ sĩ nhà họ Tần đồng thời đứng ra, cả hai đều lạnh lùng trừng mắt nhìn Tiêu Chí Văn. Nếu Tiêu Chính Văn dám manh động, họ sẽ lập tức đánh anh như tử ngay tại chỗ. Nhưng, ngay khoảnh khắc tiếp theo, rắc một tiếng, Tiêu Chí Văn thẳng thừng bẻ gãy ngón tay của Tần Hạo, anh lạnh lùng nhìn anh ta, nói, nhà họ Tần anh, tôi không thèm để ý tới. Tối nay tôi tới là để giải quyết ân oán với nhà họ Ninh. Nếu anh còn muốn sống thì quỳ sang một bên cho tôi. Dứt lời, Tần Hạo lập tức quỳ xuống mặt đất kêu lên một tiếng đau đớn, trên trán túa ra toàn mồ hôi lạnh. Ngay khoảnh khắc vừa rồi, anh ta sững người trước sát khí kinh hoàng tỏa ra từ trên người Tiêu Chính Văn. Lúc này, đầu óc anh ta trống rỗng, bịch một tiếng, quỳ rạp trên mặt đất. Đến khi anh ta phản ứng lại mới nắm chặt ngón tay bị gãy của mình, đứng dậy, điên cuồng gào lên với Tiêu Chí Văn, mày dám đánh tao? Mày có biết tao là đại thiếu gia nhà họ Tần ở tỉnh thành không? Bố tao là Tần Chấn Thiên đấy. Mày chết chắc rồi, tao nhất định sẽ xé xác mày thành hàng nghìn mảnh. Bốp! Xì xào! Tiêu Chính Văn lạnh lùng liếc nhìn Tần Hạo, anh giơ tay tát một cái, mạnh tới nỗi Tần Hạo bay ra xa mấy mét, cơ thể anh ta nặng nề rơi xuống làm vỡ một cái bàn tròn, sau đó thê thảm ngã xuống đất, ôm má gào thét. Cảnh tượng này hoàn toàn khiến những người nổi tiếng ở Tu Hà được nhà họ Ninh mời đến phải sững sờ. Ai ai cũng lặng người khi nhìn thấy cảnh này, thậm chí có người còn phải nín thở. Trời ơi, tên Tiêu Chính Văn này quá ngông cuồng mà, cậu ta dám đánh cả đại thiếu gia nhà họ Tần ở tỉnh thành. Xong rồi, xong rồi, cậu ta gây ra họa lớn rồi, Tần Chấn Thiên không băm vằm cậu ta ra mới lạ ấy. Tiêu Chính Văn này bị làm sao thế? Quá ngông cuồng, hoàn toàn không coi nhà họ Tần và nhà họ Ninh ra gì hết. Mấy năm qua cậu ta đã trải qua những gì chứ, sao tôi cứ cảm thấy cậu ta dường như biến thành một người khác ấy, đáng sợ chết mất. Tần Hạo, Ninh Kỳ Nhi cũng bất ngờ phản ứng lại, cô ta vội vàng nhấc váy chạy tới bên cạnh Tần Hạo, vô cùng lo lắng nhìn vết thương của anh ta. Sau đó, cô ta tức giận nhìn chằm chằm Tiêu Chính Văn, chất vấn, Tiêu Chính Văn. Anh muốn làm gì? Đây là tiệc đính hôn của Ninh Kỳ Nhi tôi. Tôi không cho phép bất cứ ai làm hỏng bữa tiệc này. Người đâu, bắt anh ta lại cho tôi. Tiếng gọi khàn khàn của Ninh Kỳ Nhi vừa vang lên, vài vệ sĩ của nhà họ Ninh và nhà họ Tần đột nhiên lao về phía Tiêu Chí Văn. Nhưng Tiêu Chính Văn không hề nhúc nhích, chỉ khẽ giơ tay lên, đám vệ sĩ vây quanh lập tức bay ra ngoài rồi ngã xuống đất, ngất lịm ngay tại chỗ. Cảnh tượng này chấn động mọi người trong hội trường. Đây vẫn là Tiêu Chính Văn yếu đuối của nhà họ Tiêu năm đó sao? Thực lực này quá mạnh. Rốt cuộc anh đã trải qua những gì trong mấy năm qua chứ? Sau đó, Tiêu Chính Văn nhìn chằm chằm vào Ninh Kỳ Nhi bằng đôi mắt lạnh lùng, hai mắt đỏ sọng, tràn ngập sát khí, anh nói to, Ninh Kỳ Nhi, tối nay tôi tới đây để đòi lại nhà họ Ninh những gì tôi đã mất 5 năm trước. Ngay khi anh vừa dứt lời, Long Nhất vẫn luôn đi theo sau Tiêu Chính Văn, trịnh trọng đặt xuống bàn chiếc hộp gấm to đùng màu đen mà anh ta đang ôm chặt. Xì xào. Tấm lụa đen được Tiêu Chính Văn nhấc ra khỏi hộp gấm được mở ra, một tấm bài vị màu đen, bên trên có dòng chữ phản chiếu ánh vàng chói mắt, cứ như vậy lặng lẽ đứng trên mặt bàn, cả hội trường đều sững người, lặng ngắt như tờ. Bên trên linh vị bất ngờ có dòng chữ, bài vị của Tiêu Thị Tu Hà, tiên phụ Tiêu An Vũ, tiên mẫu Tô Văn Hạ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 1.